dễ quý trời cho. chương 486, tôi có thể bảo đảm. Đi từ trong phòng làm việc ra, ông Độ vẫn thấy đầu óc ong ong. Lúc nãy Lâm Thanh Diện nói cho ông biết mấy chuyện kia, bất kể là chuyện nào cũng đều là những chuyện bí mật nhất của nhà họ Lâm. Hơn nữa Lâm Thanh Diện còn cho ông Độ biết Lâm Trung Thiên không chết, ông ấy chỉ là đi đến một nơi không thể nào thoát ra mà thôi. Lâm Thanh Diện nhặt nhạnh một số chuyện không đáng kể ở quan lĩnh nói với ông Độ, Nhân tiện nói với ông ta rằng sự ủng hộ của Lâm Trung Thiên đối với Lâm Thanh Diện vượt xa khả năng của nhà họ Lâm. Mà điều này cũng khiến cho ông độ hiểu được tại sao Lâm Thanh Diện lại tự tin đến thế. Bây giờ không chỉ Lâm Thanh Diện cảm thấy sự uy hiếp của tập đoàn Ninh Vân không là gì cả, mà chính ông cũng bắt đầu cảm thấy như vậy. Xem ra thực sự là ông trời phù hộ nhà họ Lâm chúng ta rồi. Bây giờ Lâm Thanh Diện đã trở về, tập đoàn Ninh Vân đã không đáng để lo nữa rồi audio điện tử võ tấn bền. Nếu đã như vậy, thì thông qua sự việc lập này chúng ta sẽ chờ xem ai là người thực sự trung thành với nhà họ Lâm, còn những kẻ muốn phản bội, hừ, chắc chắn sẽ nhận được quả đắng. Sau khi tự lầm bẩm vài câu, ông Độ thoải mái đi về phía phòng mình. Sáng hôm sau, Lâm Thanh Ngân dẫn đầu một nhóm người đến vây xung quanh nhà chính của nhà họ Lâm. Bọn họ đứng đối diện với một đám người mà ông Độ dẫn tới. Ông Độ, chuyện đến nước này rồi ông cũng đừng u mê không tỉnh nữa. Nếu nhà họ Lâm vẫn do Lâm Thanh Diện cầm quyền thì càng ngày càng trở nên xa sút Bây giờ chỉ còn một lựa chọn duy nhất chính là bảo Lâm Thanh Diện giao ra vị trí gia chủ. Vẻ mặt Lâm Thanh Ngân tràn đầy đại nghĩa nói. Ông Độ đã biết được nền tảng của Lâm Thanh Diện, sao có thể tin lời của Lâm Thanh Ngân được chứ? Ông nhìn Lâm Thanh Ngân bằng ánh mắt giận dữ, sau đó nói, Thanh Ngân, tôi vốn cho rằng cô sẽ luôn suy nghĩ cho nhà họ Lâm nhưng không ngờ cô lại bị người khác dụ dỗ, dỗ, cô thực sự khiến tôi rất thất vọng. Ông Độ, tôi đây không phải là suy nghĩ cho nhà họ Lâm sao? Yêu cầu Lâm Thanh Diện giao ra vị trí gia chủ mới là lựa chọn chính xác nhất của nhà họ Lâm. Lâm Thanh Ngân đàng hoàng trịnh trọng nói. Vậy cô thử nói xem, nguy cơ trước mắt của nhà họ Lâm đến từ tập đoàn Vân Ninh, việc tôi có giao vị trí gia chủ hay không thì có liên quan gì đến chuyện này? lúc này giọng nói của lâm thanh diện vang lên tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang lâm thanh ngân bị lâm thanh diện hỏi cho á khẩu lần nữa tuy cô ta thông minh nhanh trí nhưng lại tập trung tất cả tinh thần và sức lực vào việc chơi cờ cho nên không hiểu biết gì nhiều về chuyện tranh giành quyền lực này chỉ là người khác bảo cô ta làm thế nào thì cô ta liền làm thế nấy hoàn toàn không suy nghĩ đến lý do tại sao lại làm như vậy bây giờ lâm thanh diện hỏi như vậy đương nhiên cô ta không nghĩ ra được lý do biện hộ nào hay cô trả lời không được, thì làm sao tôi có thể nhường vị trí gia chủ ra đây? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Lâm Thanh Ngân, dường như đã nhìn thấu linh hồn cô ta. Vẻ mặt Lâm Thanh Ngân đầy xấu hổ, nhanh chóng nghĩ cách phản bác lại lời nói của Lâm Thanh Diện. Những người đứng sau lưng Lâm Thanh Diện đều nghi ngờ nhìn cô ta. Lúc này bọn họ mới bắt đầu suy nghĩ, nếu lâm thanh ngân đang suy nghĩ cho nhà họ lâm vậy thì tại sao không chịu suy nghĩ cách gì để đối phó với tập đoàn ninh vân mà lại đi nghĩ cách khiến lâm thanh diện giao vị trí gia chủ ra bằng cách này ngay cả khi lâm thanh diện từ bỏ vị trí gia chủ thì chẳng phải tập đoàn ninh vân vẫn ra tay với nhà họ lâm sao ngay khi mọi người còn đang nghi ngờ thì một vài người khác đã bước vào sân chính rất đơn giản chỉ cần lâm thanh diện từ bỏ vị trí gia chủ thì tập đoàn ninh vân sẽ từ bỏ việc nhắm vào nhà họ lâm đến lúc đó nhà họ Lâm vẫn sẽ là gia tộc đứng đầu ở Kinh Đô. Một giọng nói sang sảng vang lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn sang, thì thấy Lâm Tài Thu đang đến. Sau khi Lâm Tài Thu và những người khác bị Lâm Thanh Diện đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, bọn họ còn từng đến nhà tổ của nhà họ Lâm làm ẩm ý, chỉ có điều đều bị ông Độ đè xuống. Kể từ đó đám người Lâm Tài Thu kia có thể nói là vô cùng thê thảm. Họ chửi rủa Lâm Thanh Diện suốt ngày, nhưng tiếc là điều đó chẳng có ích gì. Lâm Thanh Diện là gia chủ của nhà họ Lâm, anh không phải là người bọn họ muốn gặp là gặp được. Tình trạng này tiếp tục cho đến một thời gian trước khi Lạc Tâm tìm thấy bọn họ. Mặc dù bọn họ rất ngạc nhiên khi Lạc Tâm xuất hiện một lần nữa, nhưng bọn họ cũng đã chấp nhận chuyện này. Lạc Tâm dẫn theo bọn họ đến tập đoàn Vân Ninh và nói với bọn họ rằng tập đoàn Ninh Vân tồn tại là để đối phó với Lâm Thanh Diện. Vốn đã căm thù Lâm Thanh Diện đến tận xương tủy, nên bọn họ đã gia nhập tập đoàn Ninh Vân ngay lập tức, hơn nữa với kinh nghiệm làm việc ở nhà họ Lâm trước đây, bọn họ bắt đầu tiến hành cạnh tranh mang tính công kích đối với nhà họ Lâm. Có thể nói, sở dĩ tập đoàn Ninh Vân có thể nhanh chóng ép nhà họ Lâm đến mức này chắc chẳng phải kể đến công lao của Lâm Tài Thu. Lâm Tài Thu, một người bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm như cậu mà còn mặt mũi đứng đây nói những lời như vậy sao? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Lâm Tài Thu lạnh lùng nói. Lâm Tài Thu mỉm cười nói, tôi bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, nhưng bây giờ tôi vẫn ngồi ở vị trí cấp cao trong tập đoàn Ninh Vân, mà nhà họ Lâm dưới sự lãnh đạo của anh, sắp không chịu nổi rồi. Thế thì tại sao tôi lại không có mặt mũi nói những lời này? Nhìn thấy Lâm Tài Thu đến, Lâm Thanh ngân nhanh chóng chạy về phía anh ta, sau đó nói với Lâm Thanh Diệt, "Lâm Thanh Diệt, anh cũng nghe thấy rồi đấy. Chỉ cần anh giao vị trí gia chủ ra, nhà họ Lâm sẽ bình yên vô sự, chúng ta làm như vậy hoàn toàn là vì nhà họ Lâm." Nếu như tôi không giao thì sao? Lâm Thanh Diện rừng dưng như không nói. Nửa giờ sau, nếu anh không giao vị trí gia chủ ra thì sẽ có một nguồn vốn lớn rót vào thị trường chứng khoán và thao túng giá cổ phiếu của tất cả các công ty niêm yết dưới danh nghĩa của nhà họ Lâm. Đến lúc đó, tất cả sản nghiệp của nhà họ Lâm đều sẽ giảm sàn. Không biết gia chủ nhà họ Lâm như cậu còn có thể ngồi bình yên vô sự như vậy nữa không? Lâm Tài Thu chế nhạo nói. Lâm Thanh Diện bĩu môi, Chẳng trách Lâm Thanh Ngân nói muốn đối phó với sự công kích của tập đoàn Ninh Vân thì cần ít nhất 30.000 tỷ, hóa ra là muốn thao túng thị trường chứng khoán để đối phó với nhà họ Lâm. Nếu như vậy thì đơn giản. Lâm Thanh Diện lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn đi, sau đó thì không còn băn khoăn gì nữa. Xin lỗi, tôi không cho là các người thao túng được giá cổ phiếu của sản nghiệp nhà họ Lâm. Lâm Thanh Diện nhún vai nói. Lâm Tài Thu hừ lạnh nói, đối phó với cuộc tấn công của tập đoàn Ninh Vân, ít nhất anh phải có dòng tiền 30.000 tỷ. Bây giờ nhà họ Lâm đã kiệt quệ, lẽ nào anh còn cho rằng mình có thể lấy ra được 30.000 tỷ sao? Lâm Thanh Diện cười nói, tôi có lấy ra được không, nửa tiếng sau các người sẽ biết. Lâm Tài Thu không ngờ Lâm Thanh Diện lại cứng đầu như vậy. Đã đến lúc này rồi mà Lâm Thanh Diện còn không chịu thua. Anh ta cảm thấy là do Lâm Thanh Diện khăng khăng làm theo ý mình, và không cho rằng Lâm Thanh Diện có cách giải quyết dòng tiền 30.000 tỷ này, cho nên anh ta mới bình tĩnh như vậy. Các vị, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Các người cũng nhìn thấy thái độ của Lâm Thanh Diện rồi. Anh ta đây là không muốn cho nhà họ Lâm sống tốt, lẽ nào các người thật sự tin rằng anh ta có thể lấy ra được 30.000 tỷ trong khoảng thời gian ngắn như vậy sao? Tôi khuyên các người vẫn là suy nghĩ cho kỹ, nếu nhà họ Lâm xong đời thì các người cũng gặp xui xẻo theo. Lâm Tài Thu lại hét vào mặt mọi người xung quanh. Tất cả mọi người trong nhà họ Lâm đều do dự vì lời nói của Lâm Tài Thu. Lâm Tài Thu nói đúng, với tình hình trước mắt của nhà họ Lâm, muốn lấy ra 30.000 tỷ quả thật rất khó. Mà nếu Lâm Thanh Diện giao vị trí gia chủ ra thì có thể đổi lại được sự yên ổn của nhà họ Lâm, ngược lại chuyện này nghe có vẻ rất ổn. Nhưng lúc này vẫn chưa có ai đứng lên nói rõ lập trường của mình, mọi người vẫn còn đang cân nhắc. Lâm Tài Thu nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt chế nhạo. Hôm nay không cần biết Lâm Thanh Diện có đồng ý giao vị trí gia chủ ra không, anh ta cũng xong đời. Lâm Tài Thu đã đợi ngày này lâu lắm rồi, anh ta muốn tận mắt chứng kiến tất cả mọi người phỉ nhổ Lâm Thanh Diện. Thời gian trôi qua từng phút từng giây nhưng Lâm Thanh Diện vẫn không có ý muốn giao ra vị trí gia chủ. Tất cả mọi người nhà họ Lâm đều đợi đến nỗi có phần nóng này. Cuối cùng, có một người không kìm được hét lên, Lâm Thanh Diện hay là cậu giao vị trí gia chủ ra đi. Việc này là vì tốt cho nhà họ Lâm, nếu không nhà họ Lâm thật sự xong đời. Ngay khi người này vừa nói xong, những người khác vốn có suy nghĩ khác cũng lập tức phụ họa theo. Đúng vậy, bây giờ chỉ cần cậu giao vị trí gia chủ ra thì nhà họ Lâm sẽ an toàn. Lâm Thanh Diện, cậu đừng quá ích kỷ, lúc này giao vị trí gia chủ ra mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Sự sống còn của rất nhiều người trong chúng tôi không thể bị cậu hủy hoại. Lúc này rồi cậu cũng đừng liều lĩnh nữa, cậu cũng biết rõ thực lực của tập đoàn Ninh Vân rồi đấy. Bây giờ kinh đô không còn là thiên hạ của nhà họ Lâm nữa rồi. Lâm Thanh Diện, cậu đừng sĩ diện quá. Lâm Tài thu thấy nhiều người dao động như vậy nhưng Lâm Thanh Diện vẫn không muốn đổi ý, thậm chí còn ngáp một cái, trong lòng anh ta cũng hơi lo lắng. Nếu bây giờ Lâm Thanh Diện sẵn sàng giao lại vị trí gia chủ vì tập đoàn Ninh Vân sẽ không thực sự để cho nhà họ Lâm tiếp tục thống trị kinh đô nhưng chỉ cần có thể khống chế được nhà họ Lâm thì vị trí gia chủ sẽ được giao vào tay Lâm Tài Thu. Nhưng bây giờ Lâm Thanh Diện không có ý định nhường lại vị trí gia chủ, điều này tự nhiên khiến anh ta rất lo lắng. Nếu nửa giờ sau không có kết quả thì tập đoàn Ninh Vân sẽ thật sự ra tay với nhà họ Lâm, đến lúc đó nhà họ Lâm sẽ chết chắc. Mà nhà họ Lâm trong tình trạng đó thì cũng chẳng có giá trị gì. Nhìn thấy 15 phút đã trôi qua nhưng Lâm Thanh Diện vẫn không nói chuyện, Lâm Tài Thu cũng trở nên lo lắng. Lâm Thanh Diện, chẳng lẽ cậu thật sự muốn nhà họ Lâm tiêu đời như thế sao? Lâm Tài Thu mở miệng hét lên. Lâm Thanh Diện nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Lâm Tài Thu hừ lạnh, anh ta vốn đã không đồng ý vị trí gia chủ của Lâm Thanh Diện, anh ta liếc nhìn mọi người có mặt ở đó rồi nói, xem ra Lâm Thanh Diện là cố ý muốn đẩy nhà họ Lâm chúng ta vào đường cùng đã như vậy cho dù là tôi cũng không thể nào giúp đỡ được các người nhưng tôi không vô tình như Lâm Thanh Diện trong số các người nếu ai muốn đi theo tôi thì bây giờ đều có thể bước qua tôi có thể đảm bảo sau khi nhà họ Lâm phá sản thì mọi người vẫn có công ăn việc làm tất cả mọi người đều thở dài bất đắc dĩ rõ ràng ai cũng cảm thấy nếu Lâm Thanh Diện không chịu từ bỏ vị trí gia chủ thì nhà họ Lâm sẽ tiêu đời tôi có thể cam đoan đến thời gian Lâm Tài Thu nói nhà họ Lâm vẫn sẽ bình an vô sự vì anh ta đã cho các người cơ hội lựa chọn, cho nên tôi sẽ không ngăn cản. Nếu các người tin tôi thì kiên nhẫn chờ một chút, nếu không tin thì có thể đi với Lâm Tài Thu." Lâm Thanh Diện nói. Ngay lập tức mọi người bắt đầu thảo luận, như thể họ đang quyết định rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào. Ngay sau đó, liền có người đi về phía Lâm Tài Thu, hơn nữa còn có người giận dữ trợn mắt với Lâm Thanh Diện, hét lên với anh, "Lâm Thanh Diện, nhà họ Lâm bị hủy trong tay loại người như cậu đúng là xui xẻo tám đời." đợi lát nữa cậu sẽ hối hận. Mọi người có mặt ở đó bắt đầu nhao nhau lựa chọn vị trí cho mình, một lúc sau đã chia làm hai đợt tiến vào nhà chính. Ông Đậu nhìn cảnh tượng này cũng không ngăn cản, đây là cơ hội tốt để tuyển chọn nhân tài trung thành với nhà họ Lâm. Tuy sẽ mất đi một số người tài nhưng đối với một gia tộc mà nói, lòng trung thành thường quan trọng hơn tài năng, còn vị trí mà họ đang đảm nhiệm cũng không quá khó để bồi dưỡng. Sau khi mọi người đã chọn vị trí xong của mình, lâm tài thu lạnh lùng nhìn lâm thanh diện sau đó bấm điện thoại gọi đi ra tay đi lâm thanh diện không chịu nhường vị trí gia chủ nhà họ lâm cho nên nhà họ lâm không cần tồn tại sau khi cúp điện thoại khóe miệng anh ta nở nụ cười gian ác lâm thanh diện cậu hãy nhớ rằng nhà họ lâm là bị hủy trong tay cậu cậu chính là tội nhân thiên cổ của nhà họ lâm đôi khi đắc ý quá sớm sẽ chỉ khiến bản thân trở thành trò cười lâm thanh diện nhìn chằm chằm lâm tài thu sắp chết tới nơi rồi, còn giả vờ giả vịt. Sau này cổ phiếu của tất cả các công ty niêm yết dưới danh nghĩa của nhà họ Lâm sẽ rất giá, xem cậu còn có thể tiếp tục giả vờ được nữa không. Lâm Thanh Ngân cũng khinh thường nhìn Lâm Thanh Diện. Bây giờ trong mắt cô, cho dù tài đánh cờ của Lâm Thanh Diện siêu phàm thì anh vẫn là một kẻ thiền cận. Cô đã không còn hứng thú với anh ta từ lâu rồi, bây giờ mục tiêu của cô ta là công tôn ninh. Nửa giờ trôi qua nhanh chóng, Lâm Tài Thu phỏng chừng thời gian đã gần hết liền nói với mọi người, tất cả mọi người lấy điện thoại di động ra xem các công ty niêm yết dưới danh nghĩa của nhà họ Lâm sa sút như thế nào. Tôi tin rằng tình hình hẳn là rất bi thảm. Mọi người vội vàng lấy điện thoại di động ra, kiểm tra cổ phiếu của công ty niêm yết dưới danh nghĩa của nhà họ Lâm. Lâm Thanh Ngân cũng lấy điện thoại di động ra để kiểm tra nhưng sau khi xem kết quả xong, cô ta lập tức ngây người. Lâm Tài Thu khó hiểu với phản ứng của Lâm Thanh Ngân, sao vậy? là rất giá quá nhiều nên dọa em sợ rồi phải không? Lâm Thanh Ngân ngẩng đầu nhìn Lâm Tài Thu, đôi môi run rẩy nói, trong tất cả các công ty niêm yết dưới danh nghĩa nhà họ Lâm, không có công ty nào rất giá. Hơn nữa lại tăng giá, đã, đã quá nửa giá trần rồi. Chương 487 đều là tài sản của nhà họ Lâm. Cô đang nói cái gì vậy? Quá nửa giá trần, làm sao có thể như vậy? Lâm Tài Thu kinh ngạc hét lên với Lâm Thanh Ngân sau đó giật lấy điện thoại di động trong tay cô ta. Lúc này tất cả mọi người trong nhà họ Lâm đều đã nhìn thấy kết quả, những người chọn trung thành với nhà họ Lâm thì nở nụ cười thoải mái, trong khi những người chọn đứng về phía Lâm Tài Thu thì lập tức cau mày xa sầm mặt. Làm sao có chuyện này? Làm sao những công ty niêm yết dưới danh nghĩa nhà họ Lâm có thể xuất hiện nhiều hơn giá trần như vậy? Tập đoàn Ninh Vân đã ra tay thì cổ phiếu của họ nên giảm mạnh mới đúng cho dù Lâm Thanh Diện có 30.000 tỷ trong tay cũng chỉ có thể giữ được giá cổ phiếu bình thường. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Lâm Tài Thu nhìn chằm chằm vào dữ liệu trên điện thoại với vẻ mặt khó hiểu. Ông Độ vẫn luôn đứng bên cạnh Lâm Thanh Diện nghe được lời của Lâm Tài Thu mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy tối qua ông đã biết được chỗ dựa của Lâm Thanh Diện nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Bây giờ nhìn thấy kết quả này, ông mới vững tin. Quả thật chỗ dựa mà Lâm Trung Thiên dành cho Lâm Thanh Diện vô cùng kinh người, hơn nữa còn vượt xa sự tưởng tượng của ông. Chẳng, chẳng lẽ tập đoàn Ninh Vân vẫn chưa ra tay sao? Lâm Thanh Ngân căng thẳng hỏi Lâm Tài Thu, rõ ràng kết quả này khiến cô ta cực kỳ hoảng hốt. Không thể nào, vấn đề này liên quan đến việc rót nguồn vốn khổng lồ, tập đoàn Ninh Vân sẽ không có chút do dự nào. Bây giờ với tình huống này, tôi e rằng tập đoàn Ninh Vân đã bắt đầu rồi nhưng lại bị một thế lực khác giải quyết rồi. Lâm Tài Thu vừa giải thích vừa nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Ngân cũng nhìn về phía Lâm Thanh Diệt, nếu có thế lực khác thì chỉ có thể là Lâm Thanh Diệt. Anh chàng này thực sự đã chống lại được sự thăm dò của tập đoàn Ninh Vân, hơn nữa còn khiến giá cổ phiếu của nhà họ Lâm tăng vọt, đây thực sự là một điều khó tin. Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Ngân đột nhiên cảm thấy hối hận trong lòng. Lúc này những người lựa chọn tin tưởng Lâm Thanh Diện đều thoải mái, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn Lâm Thanh Diện. Anh có thể giải quyết sự khủng hoảng của nhà họ Lâm một cách dễ dàng như vậy đủ để chứng minh anh sẽ dành cho nhà họ Lâm một tương lai như thế nào rồi. Còn những người đã lựa chọn tin lời của Lâm Tài Thu thì đang nhìn chằm chằm anh ta, như thể họ sẽ lao lên ăn thịt anh ta bất cứ lúc nào. Lâm Tài Thu, cậu đang đùa chúng tôi sao? Cậu để chúng tôi chọn theo phe của cậu nhưng nhà họ Lâm không có việc gì. Đã vậy, tại sao chúng tôi lại phải rời bỏ nhà họ Lâm để đi theo cậu chứ? Đúng vậy, chẳng lẽ cậu không phục vì bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm cho nên muốn lừa gạt chúng tôi sao? Đúng là tức chết mà, nếu biết trước như vậy thì tôi đã kiên định hơn một chút nữa rồi. Không biết tại sao tôi lại bị mờ mắt nghe theo lời của cậu nữa. Mọi người đều nhao nhao buộc tội Lâm Tài Thu, như thể họ muốn chứng minh cho Lâm Thanh Diện thấy rằng họ chỉ bị Lâm Tài Thu dụ dỗ mà thôi. Lâm Tài Thu nghe mọi người chỉ trích như vậy thì vẻ mặt cực kỳ khó coi. Dù sao anh ta cũng không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Thanh Diệt, xem như cậu may mắn, nhưng cho dù cậu chống lại được lần này thì vẫn sẽ có những lần khác. Tôi e rằng lần này đã là cực hạn của cậu rồi. Đợi đến lần sau tôi xem cậu sẽ làm thế nào để vượt qua." Lâm Tài Thu hằn học mắng Lâm Thanh Diệt. "Lâm Thanh Diệt, trước đó chúng tôi bị Lâm Tài Thu lừa gạt nên đã quyết định sai lầm. Thật ra, chúng tôi cũng chỉ nghĩ cho nhà họ Lâm." các người phải hiểu cho chúng tôi. Những người đứng sau lưng Lâm Tài Thu đều đang nghĩ đến việc cứu vãn hình ảnh của bọn họ trước mặt Lâm Thanh Diện. Đúng vậy, chúng tôi đều bị Lâm Tài Thu dụ dỗ. Lâm Thanh Diện, bây giờ nhà họ Lâm đã không sao rồi, chúng tôi bằng lòng cống hiến sức lực cho nhà họ Lâm. Từ nay về sau tuyệt không hài lòng, những người còn lại đều nhao nhao nói hùa theo, tỏ ý từ đây về sau nhất định sẽ trung thành với nhà họ Lâm. Khi Lâm Thanh Ngân nhìn thấy cảnh tượng này, Cô ta cũng muốn chuộc lỗi trước mặt Lâm Thanh Diện. Dù sao nhà họ Lâm cũng không sao, cô ta là người của nhà họ Lâm đương nhiên cô vẫn muốn ở lại nhà họ Lâm. Nhưng cô ta cũng hơi hiểu rõ tính cách của Lâm Thanh Diện. Cô ta biết từ lúc lựa chọn chống lại Lâm Thanh Diện, cô ta đã không còn chỗ cứu vãn nữa rồi. Vì vậy, sau khi do dự một hồi Lâm Thanh Ngân rốt cuộc chỉ mím môi, mờ mịt cúi đầu. Lâm Thanh Diện dừng dưng nhìn đám người phía sau Lâm Tài Thu, hồi lâu mới lớn tiếng nói nhà họ Lâm khủng hoảng, thay vì quyết tâm cùng nhà họ Lâm chống chọi lại khủng hoảng, các người chỉ mặc kệ sống chết của nhà họ Lâm chỉ vì một vài lời dụ dỗ. Bây giờ các người còn muốn tôi hiểu các người, các người xem tôi là kẻ ngốc sao. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, các người không còn dính líu gì đến nhà họ Lâm nữa. Sau này các người có ra sao, cũng không có liên quan gì đến nhà họ Lâm của tôi. Sau khi nghe Lâm Thanh Diện nói vậy, tất cả mọi người đều lắc đầu bất đắc dĩ bọn họ biết rằng chuyện này đã không còn đường nào cứu vãn nữa rồi đã như chúng ta hãy đi lấy đồ của chúng ta về đi bây giờ nghĩ lại cậu cũng chỉ là chống đỡ được nguy cơ lần này của nhà họ lâm mà thôi so với tập đoàn ninh vân cậu còn kém xa lắm lập tức có người muốn trở về phòng lấy theo đồ đạc quan trọng của mình để làm vốn liếng rời khỏi nhà họ lâm đúng lúc này một đám cao thủ mà ông độ mang theo liền đứng ra chặn bọn họ lại lâm thanh diện cậu có ý gì Chúng tôi chỉ là đang tìm một lối thoát khác mà thôi. Chẳng lẽ đồ vật của chúng tôi mà chúng tôi cũng không thể lấy đi được sao?" Một vị bề trên lập tức trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện. Nhà họ Lâm là một gia tộc, không phải công ty. Nếu các người chỉ là nhân viên của nhà họ Lâm muốn tìm một lối thoát khác thì tôi không có quyền can thiệp, nhưng các người là người của nhà họ Lâm, gia tộc gặp nạn, các người chỉ nghĩ đến đường thoát thân của mình, thậm chí còn đứng về phía kẻ thù. Đây là phản bội gia tộc. Tất cả những thứ của các người đều là tài sản của nhà họ Lâm, bây giờ các người muốn rời đi, tôi sẽ không ngăn cản, nhưng từ nay về sau, các người không được đụng đến bất cứ thứ gì của nhà họ Lâm nữa, nếu không đừng trách tôi tuyệt tình." Lâm Thanh Diện vừa nói xong thì trên người bùng phát ra một luồng sát khí. Tất cả mọi người đều cảm nhận được luồng sát khí trên người Lâm Thanh Diện, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ hoàn toàn không nghi ngờ gì nếu lúc này bọn họ thật sự đi lấy đồ của mình thì Lâm Thanh Diện sẽ thực sự ra tay với bọn họ. Trong lòng không ít người cảm thấy tiếc nuối, sau khi biết được nhà họ Lâm đang rơi vào khủng hoảng, bọn họ đều nghĩ đủ mọi cách chiếm lợi của nhà họ Lâm, chờ đến khi nhà họ Lâm hoàn toàn sụp đổ bọn họ sẽ dựa vào thứ này để mưu sinh. Bây giờ Lâm Thanh Diện đã chặt đứt luôn còn đường sống của bọn họ, đương nhiên bọn họ sẽ tức như điên. Hừm, cho dù không lấy thì thế nào? Cậu cũng không thể ngăn cản tôi lấy tiền trong tài khoản của tôi chứ. Mấy thứ bên trong kia chỉ là mấy thỏi vàng cổ và những thứ tương tự mà thôi. Không lấy thì không lấy, có một số người âm thầm cảm thấy may mắn vì trước đó bản thân đã lấy đi rất nhiều tiền của công ty. Nhưng những người có suy nghĩ này một giây sau đều chết lặng, bởi vì bọn họ nhận được tin nhắn gửi đến thông báo cho bọn họ biết tất cả tài khoản của bọn họ đều đã bị đóng băng, bọn họ sẽ không có cách nào để lấy được dù chỉ là một xu tiền từ bên trong lâm thanh diện kiểm soát tài khoản chung của nhà họ lâm thế thì làm sao những người này có thể lấy đi được bất kỳ thứ gì của nhà họ lâm chứ khi họ chọn đứng về phía lâm tài thu thì lâm thanh diện đã xem bọn họ như kẻ thù rồi người đâu đến đây đuổi đám người phản bội gia tộc này ra khỏi nhà họ lâm cho tôi nếu kẻ nào dám chống lại giết chết cũng không sao dù sao bọn họ cũng không còn là người của nhà họ lâm chúng ta nữa rồi ông độ hét lên đám thuộc hạ kia của nhà họ Lâm lập tức đuổi Lâm Tài Thu và bọn người kia ra ngoài. Lâm Tài Thu quay đầu lại, ác ý chừng mắt với Lâm Thanh Diện. Anh ta không cam lòng, anh ta vốn nghĩ lần này Lâm Thanh Diện sẽ thua liểng xỉu nhưng không ngờ đối phương lại có thể ứng phó một các ung dung như thế. Lần sau, lần sau tôi nhất định phải làm cho cậu không gượng dậy được. Lâm Tài Thu nghiến răng nghiến lợi nói. Vẻ mặt Lâm Thanh Diện bình tĩnh nhìn Lâm Tài Thu. Bây giờ anh vẫn chưa có ý định giải quyết những người này. Anh không thể nào vì những kẻ phản bội gia tộc mà giết hết bọn chúng. Nếu làm như vậy chỉ sợ đến lúc đó cảnh sát sẽ tìm đến nhà. Nhưng anh cũng biết Lâm Tài Thu và những người này đã ngáng chân từ lâu, chỗ dựa bây giờ của bọn họ chẳng qua chỉ là tập đoàn Ninh Vân. Khi nào Lâm Thanh Diện giải quyết xong hai người công tôn Ninh và Lạc Tâm thì những người này đương nhiên cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Ông Độ, nơi này giao lại cho ông. Lâm Thanh Diện quay đầu nói với ông Độ một câu sau đó xoay người đi về phía phòng làm việc. Lúc này, điện thoại di động của anh vang lên, anh lấy ra xem là tin nhắn của Kim Quốc Trung. Anh Lâm, ngày mai anh có rảnh không? Có người hẹn tôi đi chợ đồ cổ. Anh Lâm đi cùng với tôi nhé. Đến lúc đó tôi sẽ lựa mấy món đồ tốt một chút để làm quà tặng anh. Tập đoàn Ninh Vân Công Tôn Ninh và Lạc Tâm đang ngồi đối diện nhau. Lạc Tâm cau mày khi nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại khi chúng ta ra tay với nhà họ lâm thì có một thế lực bí ẩn đã bí mật can thiệp vào việc thao túng của chúng ta chẳng những cổ phiếu của các công ty niêm yết dưới danh nghĩa của nhà họ lâm không rớt giá mà hầu hết đều là giá trần rồi lâm thanh diện này quả nhiên không đơn giản như chúng ta nghĩ lạc tâm mở miệng nói trên mặt công tôn ninh lộ ra một nụ cười lãnh đạm nói nếu anh ta bị giết dễ dàng như vậy thì đúng là quá nhàm chán lần này chúng ta vốn dĩ cũng chỉ là thăm dò mà thôi cô không cần phải để trong lòng. Tuy rằng lạc tâm rất bất đắc dĩ nhưng cô ta ước gì có thể nhìn thấy Lâm Thanh Diện thua thê thảm trước mặt cô ta. Nhưng cô ta cũng hiểu rõ, muốn đối phó với Lâm Thanh Diện vẫn phải cần một quá trình. Lần thăm dò thử này ngoại trừ muốn cho nhà họ Lâm rơi xuống đáy vực, thật ra chúng ta cũng là đang thăm dò căn cơ của Lâm Thanh Diện. Cho dù anh ta hóa giải được nguy cơ lần này, chắc chắn cũng đã dùng toàn bộ chỗ dựa của mình rồi. Bằng cách này, trong kế hoạch cải tạo khu phố cổ, anh ta sẽ không bao giờ có bất kỳ cơ hội nào nữa. Thủ đoạn mà chúng ta thật sự muốn cho nhà họ Lâm tan tác chính là kế hoạch cải tạo khu phố cổ. Chỉ cần bên đối tác này vững vàng rơi vào tay chúng ta, nhà họ Lâm sẽ không bao giờ có cơ hội trở mình nữa. Xem ra kế hoạch của chúng ta đã thành công một nửa. Nghe được lời nói của công Tôn Ninh, trong lòng Lạc Tâm cũng thấy thoải mái hơn chút đỉnh, lúc này trên mặt cô ta mới hiện lên nụ cười chờ mong bữa tiệc của người phụ trách kế hoạch cải tạo khu phố cổ sẽ bắt đầu trong vài ngày nữa đến lúc đó chính là thời gian gian để tranh giành đối tác lâm thanh diện đã sử dụng hết thảy lá bài tẩy của mình đến lúc đó anh ta sẽ lấy cái gì tranh giành với tập đoàn ninh vân đây lâm thanh diện hãy đợi đấy sẽ có một ngày cậu sẽ phải quỳ trước mặt tôi cầu xin tha mạng lạc tâm lẩm bẩm trong đầu đúng rồi buổi tiệc của mấy ngày tới không thể thiếu quà tặng nghe nói vị phụ trách kia thích chơi đồ cổ Hai ngày nay cô đi tìm vài món đồ cổ coi được một chút, đến lúc đó tôi sẽ đi tặng." Công Tôn Ninh mở miệng nói. Lạc Tâm không nói gì, chỉ là gật đầu. Chương 488, tôi nói có đúng không? Ngày hôm sau, chợ đồ cổ nổi tiếng nhất kinh đô, Phan Gia Viên. Lâm Thanh Diện bước từ trên xe taxi xuống, đi về phía trước vài bước thì nhìn thấy Kim Quốc Trung đang đứng ở đó. Kim Quốc Trung thấy Lâm Thanh Diện đi tới thì lập tức tươi cười đi về phía này. Anh Lâm, nếu hôm nay anh thấy thứ gì tốt thì anh không được khách sáo với tôi. Tôi sẽ trả tiền mua nó làm quà tặng anh." Kim Quốc Trung cười nói. Lâm Thanh Diện đáp lại, "Không cần đâu, tôi cũng không cảm thấy có hứng thú gì, anh tặng cho tôi, tôi cũng không có thưởng thức." Vốn dĩ hôm nay anh không định đến nhưng Kim Quốc Trung quá nhiệt tình yêu cầu Lâm Thanh Diện nhất định phải đến. Hơn nữa nguy cơ của nhà Lâm trước mắt đã được hóa giải, Lâm Thanh Diện cũng không có chuyện gì, cho nên dưới sự khẩn cầu ba lần bảy lượt của Kim Quốc Trung, Lâm Thanh Diện liền đáp ứng anh ta ngay. Tình cờ là lâu rồi anh cũng không đến chợ đồ cổ, mặc dù không hứng thú với đồ cổ nhưng cả kinh đô này người am hiểu đồ cổ hơn anh không quá ba người. Phan Gia Viên cũng là nơi tràn ngập kỷ niệm năm đó của Lâm Thanh Diện. Nhớ năm đó anh còn tranh tài cùng đại sư Tôn Sùng Nam bậc thầy giám định của kinh đô ở chợ đồ cổ này. Sự hiểu biết về đồ cổ của Lâm Thanh Diện khiến Tôn Sùng Nam kinh ngạc chính vì mối quan hệ giữa lâm thanh diện và tôn sùng nam mà những món đồ cổ kia của nhà họ lâm mới nhận được giấy chứng nhận có chữ ký của tôn sùng nam xem ra anh và tôn sùng nam đã không gặp mặt thời gian dài rồi cũng không biết ông ấy còn ở phan gia viên không chính là bởi vì nhớ tới một số chuyện năm đó nên lúc này lâm thanh diện mới nghĩ muốn đến đây đi dạo ha ha mấy thứ đồ cổ này thực ra không phức tạp như anh nghĩ đâu cùng lắm chỉ có một số khó khăn trong việc phân biệt thời gian mà thôi nếu anh Lâm không hiểu gì thì cứ hỏi em. Kim Quốc Trung cho rằng Lâm Thanh Diện không có hứng thú với đồ cổ là vì anh không am hiểu, cho nên anh ta có phần đắc ý nói với Lâm Thanh Diện. Theo anh ta thấy, Lâm Thanh Diện vốn đã rất giỏi về đánh nhau và các phương diện khác, nếu anh không hiểu đồ cổ cũng là chuyện bình thường. Nhưng đồ cổ lại là là sở thích của anh ta, anh ta cũng có cơ hội biểu diễn trước mặt Lâm Thanh Diện rồi. Lâm Thanh Diện giờ khóc giờ cười, không ngờ kim quốc trung lại cho rằng mình không hiểu gì về đồ cổ nên mới tỏ ra không có hứng thú nhưng anh cũng không giải thích quá nhiều nếu kim quốc trung muốn biểu hiện vậy thì cứ cho anh ta một cơ hội đi không phải anh nói anh còn có bạn nữa sao lâm thanh diện hỏi bọn họ đã vào rồi bây giờ chúng ta vào trong tìm bọn họ là được bạn tôi là viện trưởng khoa lịch sử đại học phú đán thành phố t ông ấy cũng rất mê đồ cổ lần này tôi đến kinh đô anh ta nhất quyết kéo tôi đến phan gia viên tôi đây cũng là vì ông ta, mới dành ra một ngày đến đây đi dạo. Kim Quốc Trung vừa đi vừa nói. Lâm Thanh Diện gật đầu cũng không hỏi thêm, người ở trình độ giống như Kim Quốc Trung đương nhiên sẽ quen biết với những người không đơn giản. Viện trưởng khoa lịch sử của Đại học Phú Đán thành phố T cũng không phải là bình thường. Hơn nữa lần này bạn của tôi dẫn theo một sinh viên của học viện anh ấy. Là một cô gái có khí chất cực kỳ xinh đẹp, nếu anh Lâm vừa ý tôi có thể làm mai cho anh. Kim Quốc Trung cười gian nói, Lâm Thanh Diện quay đầu trừng mắt với anh ta, lạnh lùng nói: Sau này nếu anh còn đùa kiểu này với tôi nữa thì trước hết hãy xem kỹ ra mình có đủ giày hay không đã. Kim Quốc Trung ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu, mặc dù không bị đánh sau lưng nhưng anh ta lại thực sự cảm thấy hơi nóng rát. Anh ta hít sâu một hơi, vội vàng gật đầu với Lâm Thanh Diện, thầm nghĩ Lâm Thanh Diện không thích kiểu trò đùa này, về sau không thể tùy tiện đùa kiểu này nữa nếu không cao thủ đăng thiên thê thành công này sẽ giết chết anh ta chỉ bằng một ngón tay. Lúc này Lâm Thanh Diện vẫn đang lo lắng về sự mất tích của hứa Bích Hoài, sao anh có thể dung túng cho người khác đùa giỡn anh kiểu này được. Hai người tiến vào phan gia viên, nhìn theo dọc theo đường đi, một lúc sau Lâm Thanh Diện nhìn thấy cách đó không xa một ông cụ ăn mặc chỉnh tề, mái tóc tuy hơi bạc nhưng được trải chuốt rất tỉ mỉ. Bên cạnh ông cụ là một cô gái cao rong rỏng, buộc tóc đuôi ngựa, mang kính gọng đen, vẻ ngoài rất ưa nhìn, hơn nữa khí chất rất nổi bật cô gái kia làm cho người ta có cảm giác chắc chắn cô là người đọc rất nhiều sách cũng am hiểu rất nhiều thứ và cũng có thể vì là người học cao hiểu rộng nên trên người cô gái còn toát ra khí chất lạnh lùng nhàn nhạt, nhạt như thể ngăn cách những người đàn ông có ý đồ muốn đến gần cô ta hai người này là những người bạn mà kim quốc trung nhắc đến ông cụ tên là trung trí còn cô gái tên là vân thanh hằng là sinh viên xuất sắc của đại học phú đán ở thành phố t Kim Quốc Trung vừa nhìn thấy hai người thì lập tức đi tới chào hỏi. "Ông Trung, đã để hai người đợi lâu rồi." Trung Chí và Vân Thanh Hằng đều quay đầu nhìn về bên này, sau đó mỉm cười với Kim Quốc Trung. "Để tôi giới thiệu với hai người, đây là anh Lâm Thanh Diệt, người mà tôi đã nói với các người trước đó. Anh Lâm, đây là ông Trung Chí, viện trưởng khoa lịch sử của Đại học Phú Đán. Còn đây là Vân Thanh Hằng, học trò của ông ấy." Kim Quốc Trung giới thiệu. Trung Chí và Vân Thanh Hằng đều quay lại nhìn Lâm Thanh Diện. Trung Chí chỉ gật đầu với Lâm Thanh Diện, duy trì phép lịch sự cơ bản. Vì yêu cầu của Lâm Thanh Diện nên Kim Quốc Trung không nói với thật thân phận của Lâm Thanh Diện cho bọn họ biết, chỉ nói Lâm Thanh Diện là bạn của Kim Quốc Trung mà thôi. Vân Thanh Hằng vì thấy Lâm Thanh Diện lớn tuổi hơn cô ta nên nhìn anh kỹ thêm một chút. Tuy Lâm Thanh Diện là bạn của Kim Quốc Trung nhưng thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Từ trước đến nay một người xuất sắc như Vân Thanh Hằng chỉ cảm thấy có hứng thú với những người tài giỏi hơn mình. Cô ta thấy Lâm Thanh Diện rất bình thường, bất kể anh dựa vào cái gì để làm bạn với Kim Quốc Trung thì Vân Thanh Hàm cũng không thích tiếp xúc nhiều hơn với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng không chú ý đến ánh mắt của Vân Thanh Hằng, anh chỉ chào hỏi xã giao với Trung Chí và Vân Thanh Hằng những cô gái xinh đẹp quả thực rất thu hút sự chú ý của người khác nhưng người đã từng nhìn thấy nhiều cô gái xinh đẹp nổi bật như lâm thanh diện thì không nghĩ vân thanh hằng là người quá nổi bật vân thanh hằng thấy dáng vẻ hoàn toàn không chú ý đến cô của lâm thanh diện thì trong lòng không thoải mái lắm cô ta đã quen với việc được nhiều người cùng lứa tuổi chú ý nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện một anh chàng chẳng có phản ứng gì với cô ta khiến cô ta cảm thấy khó chịu hơn nữa theo quan điểm của vân thanh hằng không có ai là không thích cô ta nói chung những người không quan tâm đến cô ta chỉ là cố làm ra vẻ mà thôi lạt mềm buộc chặt đây là đặc điểm của những cha nam trong ấn tượng của vân thanh hằng dối trá vân thanh hằng lẩm bẩm trong lòng sau khi kim quốc trung giới thiệu xong anh ta liền đưa ba người họ đi xung quanh phan gia viên anh muốn tìm xem có thể tìm được một món đồ nào đó để làm quà tặng cho lâm thanh diện không sau một vòng kim quốc trung cũng tìm được một vài thứ hay ho Tuy chúng không phải đồ cổ quá quý giá nhưng làm đồ chơi cũng dư sức. Mà mỗi khi tìm thấy một món đồ tốt, Trung Trí sẽ kiểm tra Vân Thanh Hằng, yêu cầu cô ta nói ra nguồn gốc của thứ đó. Vân Thanh Hằng chưa bao giờ khiến Trung Trí thất vọng, cô ta luôn có thể nói ra nguồn gốc của những thứ kia. Điều này khiến Trung Trí khá tự hào vì Vân Thanh Hằng là học trò của ông ta. Cô ta có thể biểu hiện xuất sắc như thế khiến người làm thầy như ông ta cảm thấy rất nở mày nở mặt kim quốc trung cũng khá ngạc nhiên về kiến thức của vân thanh hằng anh ta thỉnh thoảng cũng khen ngợi vài câu tuy anh ta rất quan tâm đến đồ cổ nhưng so với những người chuyên học về lịch sử thì anh ta đúng là tay mơ trái lại dọc theo đường đi lâm thanh diện cũng không nói nhiều kim quốc trung cho rằng lâm thanh diện không hiểu cho nên vẫn luôn giới thiệu cho anh biết hơn nữa lâm thanh diện cũng không có hứng thú nhiều với những thứ đồ cổ mà vân thanh hằng nói Đương nhiên anh cũng không quá chú ý đến những thứ đồ cổ chỉ vừa nhìn đã biết rõ nguồn gốc kia, thậm chí có vài lần lúc Vân Thanh Hằng đang giới thiệu sai xưa thì anh còn ngáp dài ngáp vắn nữa. Điều này khiến Vân Thanh Hằng rất khó chịu, cô ta cho rằng nếu Lâm Thanh Diện đã không hiểu thì phải lắng nghe cho kỹ mới phải. Nhưng tại sao anh lại bày ra bộ dáng thiếu kiên nhẫn thế kia? Bằng không anh ta không nên tới đây, điều này khiến Vân Thanh Hằng nghĩ Lâm Thanh Diện là một anh chàng đạo đức giả lại còn kiêu ngạo vì vậy trong lúc đang giới thiệu về một món đồ nào đó cô ta sẽ vô tình hay cố ý mà liếc nhìn lâm thanh diện ánh mắt như đang như chế giễu lâm lâm thanh diệt, hoàn toàn không hề che giấu sự khó chịu của cô ta đối với anh lâm thanh diện cũng chú ý tới ánh mắt của vân thanh hằng nhưng anh cũng không quan tâm lắm là người trẻ tuổi lâm thanh diện có thể hiểu được suy nghĩ của vân thanh hằng nếu Lâm Thanh Diện là một sinh viên ưu tú chắc chắn anh cũng muốn khoe khoang sự tài giỏi của mình với những người xung quanh, nhất là đối với những người khác phái. Đáng tiếc trình độ của Lâm Thanh Diện lại cao hơn Vân Thanh Hằng quá nhiều. Hơn nữa những chuyện mà anh đã trải qua, những sinh viên đại học kia còn lâu mới có thể so sánh được, cho nên anh cũng không quan tâm đến Vân Thanh Hằng đang nghĩ gì về mình. Khi bọn họ đi tới trước một gian hàng lần nữa, Vân Thanh Hằng nhìn thấy một đồng tiền cổ trên gian hàng, mắt cô ta sáng lên sau đó cầm lên nhìn lâm thanh diện nói anh lâm này anh đi theo chúng tôi lâu như vậy nhưng chưa bao giờ nói lời nào hơn nữa khi tôi giới thiệu về lai lịch của đồ cổ thì trông anh có vẻ mất kiên nhẫn giống như những thứ đồ chơi này anh chỉ cần nhìn thoáng qua là đã biết nó là thứ gì rồi anh lâm có thể trở thành bạn của chú kim chắc chắn phải có chỗ nào đó rất đặc biệt chú kim đã đưa anh đến đây thì chắc chắn anh phải biết rất rõ về đồ cổ nếu không anh Lâm thử giới thiệu cho những người ở đây biết về lai lịch của đồng tiền cổ này được không? Khi Kim Quốc Trung nghe được những lời nói thù địch của Vân Thanh Hằng thì nét mặt của anh ta đột nhiên thay đổi. Anh ta chỉ muốn mắng Vân Thanh Hằng nhưng nghĩ đến Trung Chí ở bên cạnh, anh ta cũng khó mở miệng. Sau khi Trung Chí nhìn thấy đồng tiền cổ trong tay Vân Thanh Hằng, ông ta cười nói: "Thanh Hằng, em làm như vậy không phải khiến anh Lâm khó xử sao? Chú Kim của em vẫn luôn giảng giải cho anh Lâm hiểu." điều này có nghĩa là anh lâm không hiểu về khía cạnh này đồng tiền cổ của em khá hiếm thấy ngay cả trong khoa lịch sử cũng có rất ít người biết được đã thế thì sao anh lâm có thể giới thiệu cho em nghe được chứ thật không ạ à? thế nhưng trước đó em thấy anh lâm hình như không giống là người ngoài nghề nếu không tại sao anh ấy lại xem thường sự giới thiệu của em chứ thầy à thầy cũng quá xem thường anh lâm rồi đó vân thanh hằng vội vàng mở miệng vừa nghe qua giống như vân thanh hằng đang khen lâm thanh diện nhưng thực chất là cô ta đang chơi xỏ lâm thanh diện nếu lát nữa lâm thanh diện không giới thiệu được thì có phải anh càng mất mặt hơn không vân thanh hằng cũng là người kiêu ngạo sao cô ta có thể để cho người chỉ lớn hơn mình vài tuổi phách lối xem thường lời giới thiệu của cô ta được chứ kim quốc trung nghe vân thanh hằng nói vậy càng luống cuống hơn sau khi do dự một hồi anh ta vội vàng bước tới gần lâm thanh diện nhỏ giọng nói anh lâm Cô ta vẫn còn là học sinh, có rất nhiều chuyện không hiểu, anh đừng chấp nhặt với cô ta. Anh có giới thiệu hay không cũng không sao. Tôi không ngại. Lâm Thanh Diện mỉm cười, tuy anh không ngờ vì Vân Thanh Hằng nghĩ rằng anh mất kiên nhẫn cho nên đột nhiên khiến anh khó xử. Chẳng qua anh cũng không để ý lắm, dù sao cô ta cũng chỉ là một bé gái thích thể hiện mà thôi. Sau đó, anh quay lại nhìn Vân Thanh Hằng cười nói, đồng tiền cổ trong tay cô tên là Đắc Nhất Nguyên Bảo sau khi tướng quân phản loạn nhà đường là sử tư minh chiếm Lạc Dương, ông ta đã cho đúc ra đồng tiền đắc nhất nguyên bảo này. Sau đó phát hiện hai chữ đắc nhất này không may mắn, cho nên sửa thành thuận thiên, tiếp đó là đúc ra đồng tiền thuận thiên thông bảo. Hai đồng tiền này được lưu truyền trong thiên hạ rất ít, mà đắc nhất nguyên bảo lại càng hiếm thấy hơn. Cô Vân Thanh Hằng, không biết tôi nói như vậy có đúng không? chương 489, thực ra anh ấy ở mức trung bình. Vân Thanh Hằng nghe lời miêu tả của Lâm Thanh Diện xong lập tức mở to hai mắt, vẻ mặt đầy khó tin. Vừa rồi Trung Chí cũng đã nói, đồng tiền cổ trong tay cô, ngay cả người của khoa sử cũng không có mấy ai biết đến, đủ để thấy độ quý hiếm của đồng tiền cổ này. Sở dĩ cô ấy dùng đồng tiền cổ này để hỏi Lâm Thanh Diện là bởi vì cô ấy cho rằng cho dù Lâm Thanh Diện không hiểu thì cũng có thể do mưa dầm thấm lâu mà biết được phần nào đó, cho nên tìm được thứ quý hiếm như vậy sẽ làm khó được Lâm Thanh Diện. Nhưng điều cô không ngờ là Lâm Thanh Diện thế nhưng lại thực sự kể ra nguồn gốc của đồng tiền cổ này mà không chút thiếu sót, sở dĩ cô biết được đồng xu cổ này là do cô tình cờ nhìn thấy nó trong một cuốn sách cổ của Trung Chí nhưng không ngờ Lâm Thanh Diện cũng biết. Trung Chí thấy Lâm Thanh Diện nói ra nguồn gốc của đồng tiền cổ này thì cũng lộ ra vẻ tán thưởng, anh ta cười nói, không ngờ anh Lâm lại hiểu nhiều biết rộng như vậy. Xem ra chúng tôi thật sự coi thường anh Lâm rồi, bây giờ không có nhiều người có thể nhận ra đính vàng này đâu. Kim Quốc Trung vốn đang nghĩ Lâm Thanh Diện không hiểu lắm về đồ cổ nhưng không ngờ rằng Lâm Thanh Diện lại thật sự nói ra được lai lịch của đồng tiền cổ này nên anh ta cũng rất kinh ngạc. Vân Thanh Hằng chỉ cảm thấy xấu hổ, nhất là khi Lâm Thanh Diện nhìn về phía cô, vừa rồi người kia rõ ràng làm ra vẻ cái gì cũng đều không hiểu khiến cô ta tin chắc Lâm Thanh Diện không thể nói ra nguồn gốc của đồng tiền cổ này, nhưng không ngờ rằng đối phương vừa mở miệng, người mất mặt lại là cô ta điều khiến cô ta không thể chịu nổi nhất là đối phương không quan tâm đến sự khinh thường của cô ta cô muốn bôi nhỏ anh ta nhưng không ngờ đối phương lại biểu diễn một màn rất hoàn hảo cô tức giận nhìn chằm chằm lâm thanh diện cho rằng người đạo đức giả như vậy không nên biết loại kiến thức này mới đúng lúc này cô đột nhiên nhớ kim quốc trung vừa rồi nói gì đó bên tai lâm thanh diện nhưng vừa rồi giọng của kim quốc trung tương đối nhỏ nên cô không nghe thấy anh ta đang nói gì bây giờ nghĩ lại Lâm Thanh Diện có thể nói nguồn gốc của đĩnh vàng này, có lẽ là nhờ Kim Quốc Trung đã mớm lời cho Lâm Thanh Diện. Đúng, khẳng định là như vậy, bằng không dựa vào kiến thức của anh ta sao có thể biết đây là thứ gì chứ? Vân Thanh hằng lại càng thêm chắc chắn trong lòng. Cô tức giận chỉ mặt Lâm Thanh Diện nói, anh tự hào cái gì? Chính là chú Kim đã nói với anh nên anh mới biết đó là thứ gì, anh chỉ nhắc lại lời chú mà thôi, lại còn làm ra vẻ đúng lý hợp tình, đúng là quá vô sỉ. Nói xong, Vân Thanh Hằng liền nhanh chóng bỏ đi. Lâm Thanh Diện nhất thời sửng sốt, không ngờ Vân Thanh Hằng lại cho rằng Kim Quốc Trung đã nói cho anh biết chuyện thỏi vàng. Trung Chí nghe Vân Thanh Hằng nói lúc xong cũng nhớ đến chuyện Kim Quốc Trung ghé vào bên tai Lâm Thanh Diện nói gì đó nên cảm thấy quả thật có khả năng này. Hơn nữa khả năng ấy là rất cao, dọc đường Lâm Thanh Diện đều tỏ vẻ không có hứng thú với mấy thứ này, Kim Quốc Trung còn liên tục giảng giải cho anh nữa mà. Bây giờ có thể đột nhiên nói ra nguồn gốc của thỏi vàng quả thực có chút kỳ lạ tuy nhiên lâm thanh diện dù sao cũng là bạn của kim quốc trung nên trung trí không thể nói thẳng như vân thanh hằng anh lâm học trò của tôi hơi nóng tính lại còn là một cô gái trẻ cho nên có hơi tùy hứng mong anh lâm ngàn vạn lần đừng để bụng trung trí nói lâm thanh diện quay đầu nhìn trung trí nói không sao kim quốc trung sướng sờ không ngờ vân thanh hằng lại đột nhiên nói ra một câu như vậy điều quan trọng nhất là ông ta không hề nói với lâm thanh diện về chuyện thỏi vàng nhìn thấy Vân Thanh Hằng tức giận bỏ đi, Kim Quốc Trung vội quay đầu nói với Trung Chí, "Không phải tôi nói với anh Lâm đâu, tôi hoàn toàn không biết thỏi vàng này là thứ gì hết, học trò của anh hiểu lầm rồi." Trung Chí cười cười, nói "Tôi hiểu rồi, chờ quay về tôi nhất định phải dạy dỗ lại cô ấy đàng hoàng, để cô ấy không tùy tiện nói lung tung nữa." Tuy rằng Trung Chí nói như vậy nhưng Kim Quốc Trung rõ ràng cảm thấy anh ta chỉ đang giữ thể diện cho Lâm Thanh diện mà thôi, còn kỳ thật trong lòng anh ta cũng nghĩ như Vân Thanh Hằng điều này làm cho kim quốc trung càng thêm bất đắc dĩ ông ta nhìn nhìn lâm thanh diện phát hiện lâm thanh diện cũng không để ý lúc này mới thở dài nhẹ nhõm ba người cùng nhau rời đi kim quốc trung quay đầu hỏi lâm thanh diện anh lâm sao anh lại biết lai lịch của thỏi vàng đó vậy chẳng phải anh không có hứng thú với đồ cổ sao lâm thanh diện cười nói tôi chỉ nói mình không có hứng thú với đồ cổ chứ không hề nói không hiểu kim quốc trung trầm ngâm gật đầu đối lâm thanh diện lại hiểu thêm một chút Vân Thanh hằng tức giận đi tới phía trước một khoảng cách khá xa, nghĩ thầm rằng anh chàng họ Lâm đó đúng là đáng giận đến cực điểm, đời này cô ta chưa từng gặp phải người đáng ghét như vậy. Cũng không biết chú Kim làm thế nào mà quen một người như vậy nhỉ, lại còn gọi anh ta một cách trang trọng nữa chứ, anh ta sao có thể xứng với cách gọi trang trọng đó được. Đang lúc tức giận, cô chợt để ý đến một cửa hàng đồ cổ bên cạnh, lúc này đã đông khách, trông khá náo nhiệt. Vân Thanh Hằng ngẩng đầu nhìn lên cửa hàng và thấy rằng trên tấm bảng phía trên có viết ba chữ kỳ chân các. Trong tâm trí cô, vang lên những lời trung trí từng nói với cô rằng cửa hàng đồ cổ do Tôn Sùng Nam, chuyên gia giám định số 1 ở Kinh Đô mở tại Phan Gia Viên chính là cái tên này. Tuy rằng Tôn Sùng Nam mấy năm nay đã thoái ẩn, còn cửa hàng này khẳng định đã giao lại cho con cháu của ông ta nhưng khi nhìn thấy bảng hiệu này, Vân Thanh Hằng vẫn lộ ra vẻ hưng phấn. Là một sinh viên xuất sắc trong khoa lịch sử, Vân Thanh Hằng luôn dành sự tôn trọng cao cho người thẩm định đồ cổ bậc thầy này, lần này cô đi theo Trung Chí chính là vì muốn nhìn thấy cửa hàng đồ cổ Tôn Sùng Nam mở năm đó. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy Tôn Sùng Nam thì cô nhất định sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cô quay đầu liếc nhìn về phía sau, thấy đám người Trung Chí cũng đã đi tới liền chạy tới nói: "Thầy ơi, tiệm đồ cổ mà đại sư Tôn Sùng Nam mở hồi đó kìa, chúng ta vào xem một chút đi." Trung Chí nhìn thấy Vân Thanh Hằng kích động như vậy, cũng nở nụ cười, gật gật đầu, nói, đi thôi. Nghe nói đại sư Tôn Sùng Nam là một nhân vật lớn trong giới giám định đồ cổ, tôi cũng rất ngưỡng mộ ông ấy, nhưng vẫn không thể tới nơi này thăm thú, hôm nay coi như là có thể chiêm ngưỡng cửa hàng đại sư Tôn Sùng Nam một phen rồi. Nói rất đúng, chúng tôi lần này đến đây cũng chỉ để thăm thú nơi này. Tôi không biết liệu Tôn đại sư có còn ở đây không. Nếu hôm nay may mắn được gặp Tôn đại sư thì chúng tôi sẽ không đến kinh đô một cách vô ích rồi. Trung Trí cũng có chút cảm khái nói. Vân Thanh Hằng quay đầu liếc Lâm Thanh Diện nói, tôi thấy, chúng ta đừng nên gặp Tôn Đại Sư nữa. Chúng ta có một gã mặt dày mày dạn ở đây, nếu Tôn Đại Sư gặp anh ta, sẽ chỉ làm giảm ấn tượng của Tôn Đại Sư về chúng ta mà thôi. Lâm Thanh Diện nghe ra ý tứ của Vân Thanh Hằng liền cười nói, yên tâm, ông cụ Tôn không phải người nhỏ mọn như vậy đâu, hơn nữa tôi cũng không phải là kẻ mặt dày mày dạn. Vân Thanh Hằng lập tức trừng mắt, vẫn nộ nói, anh, anh dám vô lễ với Tôn Đại Sư, thật sự là tức chết tôi mà, Tôn Đại Sư là chuyên gia giám định nổi tiếng trong nước, sao anh lại dám xưng hô như vậy chứ? Lâm Thanh Diện nhún vai, nói kỳ thật trình độ thẩm định đồ cổ của ông ta cũng chỉ ở mức trung bình, chẳng qua là người khác kém hơn mà thôi. Vân Thanh Hằng tức giận, khua tay múa chân chỉ vào mũi Lâm Thanh Diện mắng, cậu là đồ không biết xấu hổ, lấy tư cách gì mà nói đại sư như thế vừa rồi anh chẳng phải cũng dựa vào lừa gạt mới nói ra được nguồn gốc của thỏi vàng sao, thật đáng khinh, chú Kim làm sao lại kết bạn với loại người này chứ. chương 490, hai thứ đổ giả. Kim Quốc Trung nghe Vân Thanh Hằng nói vậy thì vô cùng xấu hổ, ông ta cũng không ngờ Lâm Thanh Diện lại nói tôn sùng nam như vậy nên trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Trung Chí là chuyên gia thẩm định nổi tiếng toàn quốc, không có gì phải nghi ngờ về vấn đề này nhưng lâm thanh diện nói rằng trình độ thẩm định của tôn sùng nam chỉ ở mức trung bình kể cả có là anh ta cũng không chấp nhận được anh lâm muốn đánh giá trình độ của một người ít nhất anh phải đạt đến trình độ rất cao anh nhận xét về tôn đại sư như vậy thì chẳng lẽ anh nghĩ rằng trình độ giám định của mình cao hơn tôn đại sư ư trung trí nhìn chằm chằm lâm thanh diện anh ta làm sao có thể ở trên tôn đại sư trình độ của anh ta e rằng còn không bằng cả tôi ấy chứ một kẻ chuyên dối trá mà còn có mặt mũi nói ra những lời như vậy thật đúng là không biết xấu hổ. Vân Thanh Hằng tức giận nói. Lâm Thanh Diện thở dài. Vừa rồi anh thuận miệng nói một câu với tư cách là bạn của tôn sùng nam. Trước kia anh cũng từng nói chuyện cùng tôn sùng nam như vậy nhưng tôn sùng nam chưa từng có ý kiến. vậy mà không ngờ Vân Thanh Hằng cùng Trung Chí lại phản ứng mạnh thế. Kim Quốc Trung thấy ba người sắp cãi nhau thì vội ho và nói mọi người đừng để bụng. Anh Lâm chỉ đùa thôi. bên trong nhộn nhịp quá. Chúng ta cùng vào xem đi, anh Lâm chỉ đùa thôi mà." Nói xong, Kim Quốc Trung liền đẩy Trung Chí đi vào bên trong, để tránh bọn họ thật sự cãi nhau với Lâm Thanh Diện. Vân Thanh Hằng chừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện một cái, sau đó xoay người đi theo Trung Chí vào trong. Kim Quốc Trung xoay người nhìn về phía Lâm Thanh Diện, hai người cùng nhau bước vào, Kim Quốc Trung thận trọng nói với Lâm Thanh Diện, "Anh Lâm, tôn đại sư trong mắt những người nghiên cứu lịch sử cũng giống như những người nổi tiếng và thần tượng vậy." Anh đừng đùa như vậy trước mặt họ. Lâm Thanh Diện nhún vai, nói tôi không nói đùa, tôi có nói trước mặt Tôn Sùng Nam đi nữa thì ông ta cũng không dám nói gì. Kim Quốc Trung tỏ vẻ bất lực, nhưng ông ta không dám tiếp tục tranh cãi với Lâm Thanh Diện, ngậm miệng lại để tránh Lâm Thanh Diện không nói ra lời gây sốc. Đi vào kỳ chân các, mọi người nhìn thấu nơi này có đặt mấy cái tủ trưng bày, trong tủ bày đủ loại đồ cổ rực rỡ muôn màu, chung quanh đồ cổ đều bày một tấm thẻ nhỏ bên trên giới thiệu lai lịch của món đồ cổ đó. Mọi người vây quanh mấy cái tủ này, nhìn chằm chằm đồ cổ bên trên, xôn xao tán thưởng. Mọi người, đây là bảo vật của cha tôi, Đại sư Tôn Sùng Nam. Hôm nay tôi lấy những thứ này ra để mở rộng tầm mắt cho mọi người. Một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi hét lên. Người này chính là con trai của Tôn Sùng Nam, Tôn Trấn Hổ. Hiện giờ Tôn Sùng Nam đã ở ẩn nên đem kỳ chân các này giao lại cho Tôn Trấn Hổ quản lý mọi người đều biết rõ trình độ của ba tôi, bộ siêu tập của ông ấy hiếm khi có hàng giả. Nhưng hôm nay, để góp vui cho mọi người, ba tôi đã đích thân đặt hai món đồ giả vào bộ siêu tập này. Theo lời ba thì hai món này tuy là đồ giả nhưng đều lâu đời, độ chân thực không khác gì đồ thật. Hôm nay nếu ai có thể tìm thấy hai món đồ giả này thì có thể tùy ý lấy một thứ trong bộ siêu tập của ba tôi, với bất kể giá cả thế nào. Tôn Trấn Hổ tiếp tục hét lên. Sau khi nghe Tôn Trấn Hổ nói, tất cả mọi người lập tức lộ vẻ cực kỳ phấn khích, ai cũng háo hức muốn thử, cứ như mình chính là người có thể tìm được hai món đồ giả đó vậy. Vì hôm nay chỉ có một bộ siêu tập được gửi đến nên hôm nay ai tìm được trước là người may mắn. Tất nhiên, chúng ta không thể cứ tìm, tìm nữa tìm mãi được cho nên thời gian quy định là một giờ. Trong vòng một giờ, ai tìm được trước thì có thể lấy một món ra khỏi bộ siêu tập. Tôn Trấn Hổ lại bổ sung một câu. Sau đó, cuộc thi tìm kiếm hàng giả bắt đầu. Mọi người trong kỳ chân các đều cẩn thận quan sát đồ cổ trên các tủ trưng bày, thậm chí nhiều người còn lấy kính lúc ra, cẩn thận xem xét dấu vết của hàng giả. Vân Thanh Hằng dường như cũng rất muốn thử, cô đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu liên quan đến đồ cổ ở khoa lịch sử và cho rằng mình cũng là một nửa chuyên gia trong lĩnh vực thẩm định đồ cổ, nếu nơi này có hoạt động như vậy thì tất nhiên cô cũng muốn đích thân tham gia. Thưa thầy, chúng ta cũng thử xem, xem chúng ta có thể tìm ra hai món đồ giả hay không. Vân Thanh Hằng mở miệng. Trung Trí gật gật đầu, đi tới trước tủ trưng bày, nghiêm túc nhìn, anh ta cũng muốn vây tiếng vang ngay tại cửa hàng của Tôn Sùng Nam. Lúc này Vân Thanh Hằng quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện liếc mắt một cái, khinh thường nói anh không phải tự cho trình độ của mình rất cao sao, bây giờ hãy chứng mình ngay tại đây đi, nếu có bản lĩnh hãy tìm ra hai món đồ giả đó đi, nếu tìm không ra hôm nay anh nhận lỗi trước mặt mọi người vì đã chế nhạo đại sư Tôn Sùng Nam, anh có dám đánh cuộc cùng tôi không? Lâm Thanh Diện nở nụ cười, nói: "Được, nhưng mà tôi thua thì phải xin lỗi ông cụ Tôn, còn cô thua thì sao?" "Nếu tôi thua, tôi sẽ hứa với anh thực hiện một yêu cầu vô điều kiện. Anh có thể yêu cầu bất kỳ điều gì miễn là tôi có thể làm được." Vân Thanh Hằng nói. "Bất kỳ yêu cầu gì, cô chắc chứ?" Lâm Thanh Diện lặp lại một lần. Vân Thanh Hằng gật đầu, vẻ mặt tự tin, nói: "Bất kỳ yêu cầu gì, nhưng tôi không nghĩ rằng anh có thể tìm thấy hai món hàng giả đó." Lâm Thanh Diện không nói nữa, mà đi tới trước tủ trưng bày, bắt đầu quan sát đồ cổ. Vân Thanh Hằng cũng không do dự nữa, vội vàng đi tới xem xét, tựa hồ muốn phân cao thấp với Lâm Thanh Diện vậy. Khoảng 15 phút sau, Lâm Thanh Diện bước đến, đứng một bên tủ trưng bày và nhìn chằm chằm vào những người vẫn đang tìm kiếm đồ giả. Kim Quốc Trung đi tới bên cạnh Lâm Thanh Diện, cười nói: "Anh Lâm, đồ giả này khó tìm đúng không?" Thứ mà đại sư Tôn Sùng Nam coi trọng thì cho dù là đồ giả, nhất định cũng không phải là thứ dễ dàng nhìn thấu, tìm không ra cũng hợp lý, nhưng tính khí của anh sau này phải thay đổi đó, đừng vô lễ với đại sư nữa." Lâm Thanh Diện cười chứ không nói gì. Vân Thanh Hằng thấy Lâm Thanh Diện mới quan sát có 15 phút, liền đi tới bên cạnh đứng đó, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười khinh thường, trong lòng cho rằng Lâm Thanh Diện nhất định là tìm một lúc cũng không tìm ra hai món đồ giả đó nên bỏ cuộc rồi. Bây giờ xem ra tên này đúng thật là tự cao tự đại, rõ ràng không có trình độ nhưng lại cố chấp giả bộ, thật sự là đáng ghét. Nhưng lát nữa thôi, anh sẽ phải xin lỗi đại sư Tôn Sùng Nam trước mặt mọi người, nếu anh từ chối thì ngay cả Kim Quốc Trung cũng sẽ coi thường anh, nghĩ đến đây Vân Thanh Hằng đột nhiên sung sướng không ít. Lúc đầu tất cả mọi người đều tràn đầy hưng phấn, nghĩ nhất định có thể tìm ra hai món đồ giả cổ, cho nên bọn họ đều xem xét rất kỹ lưỡng, hận là không thể nhìn thấu mấy món đồ cổ này. Nhưng thời gian trôi qua, mọi người đều nhận thấy rằng họ không thể phân biệt được bộ siêu tập nào trong số những bộ siêu tập này là hàng giả, bởi vì mỗi bộ siêu tập trong số chúng trông giống như thật và không có cách nào để phân biệt đâu là đồ giả. Sau gần nửa giờ, tất cả mọi người đều bắt đầu cao có, ngay cả trưởng khoa lịch sử của Đại học Phú Đán cũng vô cùng giàu dĩ vì không tìm ra được manh mối nào. Thầy giáo không phát hiện được manh mối gì, thì một học sinh như Vân Thanh Hằng cũng không thể tìm ra được chỗ nào khác thường. Vân Thanh Hằng vốn dĩ khá tự tin vào kiến thức đồ cổ của mình nhưng sau hơn nửa tiếng đồng hồ, cô cảm thấy sự tự tin của mình đã giảm đi rất nhiều, đến lúc này cô mới nhận ra rằng giám định đồ cổ không đơn giản như những gì cô tưởng tượng. Một số người không biết nhiều về đồ cổ thậm chí còn bắt đầu thử vận may của mình với tôn chấn hổ bằng cách đoán. Nhưng đáng tiếc là chỉ có hai món đồ giả và phải nói đúng cả hai mới được tính, nên dù cho có thử vận may đi nữa thì cũng không thể một lần đoán đúng cả hai được. Sau khi xác nhận và không tìm thấy manh mối nào, Vân Thanh Hằng cũng bỏ cuộc và đi về phía Lâm Thanh Diệt. May mắn thay, cô ấy và Lâm Thanh Diện không đặt cược rằng họ phải tìm ra hai món đồ giả, vì vậy điều này không ảnh hưởng đến việc đặt cược giữa hai người họ. Sau khi đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, Vân Thanh Hằng nhìn anh chằm chằm, nói, sắp hết một giờ đồng hồ rồi, lát nữa, anh phải nói rõ nguyên do với mọi người, sau đó xin lỗi Đại Sư Tôn Sùng Nam, anh đừng đê tiện đến mức chối bay chối biến vụ đánh cược, tôi nghĩ chú Kim sẽ không kết giao bạn bè với loại người không giữ chữ tín. Lâm Thanh Diện cười nói, cô cho rằng tôi chắc chắn thua sao. Vân Thanh Hằng sửng sốt, lập tức nói, nếu không thì sao. Anh vừa bước qua và đứng đây chỉ 15 phút trước. Đừng nói với tôi rằng anh đã thực sự tìm ra hai món đồ giả nhé, tôi sẽ không mắc mưu bởi anh đâu. Kim Quốc Trung cũng cũng tò mò nhìn Lâm Thanh Diện, trong lòng cảm cũng nghĩ rằng mới qua 15 phút Lâm Thanh Diện đã đứng đó là vì không tìm ra chật, tôi thực sự đã phát hiện ra hai món hàng giả đó. Lâm Thanh Diện mở miệng. Vân Thanh Hằng nhất thời không nói nên lời, cô nói, anh có thể giữ lại cho mình chút mặt mũi được không? Anh vừa rồi chỉ quan sát có 15 phút, làm sao có thể tìm được hai món đồ giả chứ? Hơn nữa tìm được rồi thì sao nói với con trai của Tôn Đại Sư? Đây chỉ là một cuộc cá cược giữa tôi và cô, tôi chỉ cần cho cô biết là được. Lâm Thanh Diện nói, anh không sợ có người phát hiện ra hai món đồ giả trước, Khiến anh không thể giải thích với Vân Thanh Hằng, bởi vì trong lòng anh chắc chắn rằng không ai trong những người có mặt có thể tìm ra hai món đồ giả đó. Lúc này Trung Chí cũng bước tới với vẻ mặt đầy thất vọng, đến chỗ Kim Quốc Trung thì lắc đầu cười nói, "Tôn đại sư quả nhiên siêu phàm. Không ngờ ngay cả đồ giả tôi cũng không phân biệt được. Hôm nay coi như được mở mang tầm mắt rồi." "Thầy ơi, tên đáng ghét này nói mình đã tìm ra hai món đồ giả đó." Vân Thanh Hằng tức giận nói với Trung Chí, Trung trí lập tức quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói: Anh Lâm, anh đang đùa với tôi sao? Tôi vừa nhìn thấy anh đến đó một lúc, liền đứng lại đây. Chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy anh liền có thể tìm ra đồ giả ư? Lâm Thanh Diện gật đầu, nói: Không sai, hai món đồ giả đó cũng không khó tìm. Anh bớt ở đây lừa người dối mình đi. Nếu anh đã tìm ra hai món đồ giả thì hãy nói cho tôi biết chúng là cái nào đi, đừng ở đó ba hoa nữa. Vân Thanh Hằng không hề khoan nhượng với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện chỉ vào tủ trưng bày đằng kia nói, ấm trà ở tầng 1, bát hoa ở tầng 3. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào ấm trà và bát hoa, Trung Trí lập tức lắc đầu nói, tuyệt đối không thể. Vừa rồi tôi đã quan sát kỹ hai thứ đó, tay nghề cực kỳ khéo, nhất định không phải hàng giả. Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói tay nghề của hai món đồ đó quả thực rất tinh xảo, nhưng ở một số chi tiết lại có khuyết điểm lớn, nhìn vào niên đại thì lẽ ra hai món đồ này đến từ thời dân quốc chứ không phải thời bắc tống và nhà minh chúng có một số chi tiết không thuộc về thời đại đó chỉ là người bình thường không dễ dàng phát hiện mà thôi hừ anh đừng có ở đó mà nói hưu nói vượt anh tưởng nói nhảm thì chúng tôi sẽ tin tin sao tôi cũng đã quan sát hai thứ đó chúng nó không có khả năng là đồ giả vân thanh hằng nói chắc như chém đinh chặt sắt đúng hay sai thì đợi lát nữa nghe tôn chấn hổ nói sẽ biết không cần phải ở đây tranh cãi với tôi. Lâm Thanh Diện nói. Vân Thanh Hằng lúc này mới ý thức được mình làm lố, bởi vì trong lòng khó chịu khi thấy Lâm Thanh Diện nên cô không giữ được bản tính lạnh lùng cao ngạo của mình. Hừ, cứ đợi đó. Tôi không tin anh thật sự có thể tìm được đồ giả mà tôn đại sư giấu trong trong thời gian ngắn như vậy. Vân Thanh Hằng bĩu môi. Một tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh. Tôn Chấn Hổ cao mày nhìn đám đông với vẻ mặt đắc thắng anh ta biết rất rõ rằng chỉ có một số ít người có thể tìm ra hai món đồ giả, và không ai trong số những người có mặt tại đây có thể phát hiện ra. Anh ta liếc nhìn thời gian, vỗ tay nói với mọi người, mọi người, đã hết một giờ rồi. Hôm nay xem ra không ai tìm được hai món đồ giả đó. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn tôn chấn hổ, nhiều người trong số họ thất thần, như thể mất đi một bảo vật vô giá. Anh nhanh nói cho chúng tôi biết, thứ nào là đồ giả đi không có thứ nào là đồ giả cả đúng không? Anh nói vậy chỉ để đánh lừa chúng tôi thôi. Tôn Trấn Hổ cười ha ha, nói tôi làm sao mà lừa được, mọi người hãy nhìn tầng một của tủ trưng bày, cái bình sành màu tím trên cùng là đồ giả. Mọi người nhìn cái bình sành màu tím, vừa rồi đã có nhiều người quan sát nó nhưng đều không phát hiện ra manh mối. Vân Thanh Hằng đang muốn lột cái mặt nạ giả dối của Lâm Thanh Diện nhưng sau khi nghe Tôn Trấn Hổ nói ra đáp án thì lập tức ngây ngẩn cả người. Cô ngờ vực liếc nhìn Lâm Thanh Diện liếc, trong hai thứ vừa rồi tên này nói có một thứ là ấm trà ở tầng 1, mà tầng 1 không có bất kỳ cái ấm nào khác ngoại trừ cái bình xanh màu tím. Nhất định là anh ta đang đoán mò, vận may mà thôi, không thể là anh ta nhìn ra được, anh ta mới quan sát 15 phút thôi, điều này sao có thể. Vân Thanh Hằng không ngừng tự an ủi chính mình trong lòng, nhưng cô vẫn không kềm chế được lồng ngực của mình đang phập phồng. Trung Chí cùng Kim Quốc Trung đều ngạc nhiên, không ngờ Lâm Thanh Diện lại nói đúng một cái. Tất cả đều nín thở và muốn nghe Tôn Trấn Hổ nói ra món đồ giả thứ hai để xem có phải Lâm Thanh Diện may mắn đoán chúng hay không. Món đồ giả thứ hai chính là bát hoa ở tầng 3. Tôn Trấn Hổ tiếp tục nói. Khi nghe được lời nói của Tôn Trấn Hổ, thân thể Vân Thanh Hằng đột nhiên cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện có chút không được tự nhiên. Audio điện tử võ tấn bền Chương 491: Đáp ứng một yêu cầu vô điều kiện. Anh, anh có chắc mình không đoán mò không? Vân Thanh Sơn ngập ngừng hỏi Lâm Thanh Diện nhưng chính cô cũng cảm thấy câu hỏi này có chút thừa thải. Nhưng bởi vì cô ấy có ấn tượng không tốt với Lâm Thanh Diện nên trong lòng cô có cảm giác nếu mình không hỏi câu đó thì giống như mình bị thua thiệt vậy. Cô nghĩ xem, nếu tôi đoán mò thì cần xác suất bao lớn hả? Lâm Thanh Diện hơi nhếch mép nhưng cũng không vì câu hỏi của Vân Thanh Hằng mà tức giận. Vân Thanh Hằng liếc nhìn hàng chục bộ siêu tập trên tủ trưng bày, nếu muốn đoán đúng hai món đồ giả cùng một lúc, thì xác suất là cực kỳ thấp. Theo lời ba tôi kể lại thì chiếc bình sành màu tím và chiếc bát hoa này là của một bậc thầy mô phỏng ở thời dân quốc, đồ giả cổ của bậc thầy này đã đạt đến mức siêu phàm, cơ bản là đồ nhái từ tay ông ấy, rất khó bị nhận ra. Lúc này, Tôn Trấn Hổ mới lên tiếng. Tôi nghe ba tôi kể rằng tại những cuộc đấu giá trong những năm gần đây, một vài món trong bộ siêu tập của bậc thầy bắt trước này đã được bán đấu giá như đồ thật. Không ai trong số những người thẩm định đồ cổ được mời bởi các cuộc đấu giá phát hiện ra những món đồ đó là hàng nhái. Nguồn gốc thật sự của chiếc bình xanh màu tím và chiếc bát hoa này, cha tôi chỉ nói cho một mình tôi biết, hôm nay là lần đầu tiên công khai nguồn gốc của hai món đồ nhái này, tuy là đồ nhái nhưng cũng là từ bàn tay của bậc thầy làm ra. Trình độ làm giả y như thật có thể đánh cháo thật giả cho nên giá trị của hai bộ siêu tập này cũng không hề thấp. Sau khi mọi người nghe Tôn Trấn Hổ giới thiệu về món đồ giả thì tất cả đều vô cùng ngạc nhiên, không ngờ hai cổ vật đánh dấu thời Bắc Tống và thời nhà Minh thực chất là do bậc thầy của thời dân quốc làm ra. Nếu không phải Tôn Trấn Hổ công khai lai lịch của hai món đồ cổ này, thì ngay cả khi họ mua lại hai thứ này với giá cao ngất ngường, chắc chắn họ cũng sẽ nghĩ rằng thứ mình mua là hàng thật. Vân Thanh Hằng sau khi nghe Tôn Trấn Hổ giới thiệu, trong lòng lại càng thêm khiếp sợ, Cô rõ ràng nhớ khi Lâm Thanh Diện nói chúng là hai món đồ giả cũng chỉ rõ chúng cũng là đồ vật xuất từ thời dân quốc. Dựa theo lời Tôn Trấn Hổ nói, trước khi ông ta công bố, những người duy nhất biết rằng hai thứ này là của Trung Hoa dân quốc chỉ có Tôn Sùng Nam cùng Tôn Trấn Hổ. Nếu ai khác có thể nhìn ra nguồn gốc của hai thứ này thì họ nhất định phải là chuyên gia, điều này đủ cho thấy Lâm Thanh Diện thực sự nhận ra nguồn gốc của hai thứ này dựa vào kiến thức của mình. Suốt cuộc cho dù có xác suất nhỏ là Lâm Thanh Diện đoán đúng đi nữa thì cũng tuyệt đối không thể đoán được hai thứ này đến từ thời dân quốc. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, đó là Lâm Thanh Diện đã nghe Tôn Sùng Nam nói về hai món đồ giả này từ trước rồi nên hôm nay mới có thể nói chính xác nguồn gốc của chúng, nhưng rõ ràng chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Vân Thanh Hằng khó tin nhìn Lâm Thanh Diện, biết trước kia mình đã hiểu lầm Lâm Thanh Diện, tên này hình như không hời hợt như cô nghĩ, Ít nhất cô và sư phụ không tìm được hai món đồ giả cũng như không nói ra được lai lịch của chúng. Nếu cô có kiến thức như vậy, chưa biết chừng cô cũng sẽ xem thường những món đồ cổ mà họ từng thấy bên ngoài lúc trước. Nhưng lại có một việc làm cho Vân Thanh Hằng cảm thấy Lâm Thanh Diện kỳ thật cũng không kiêu ngạo và đạo đức giả như cô nghĩ, đó là Lâm Thanh Diện đã tìm ra hai món đồ giả này trong vòng 15 phút nhưng không nói với Tôn Chấn Hổ điều này cho thấy anh ấy không hứng thú với việc khoe khoang sự lợi hại của mình cũng như không có ý định lấy đi một món trong bộ siêu tập của tôn sùng nam không thể không nói ngay cả cô ấy cũng rất háo hức với bộ siêu tập của tôn sùng nam có thể đối diện với sự hấp dẫn như vậy mà không chút rung động thì tuyệt đối không thể là người bình thường được sau khi biết mình đã hiểu lầm lâm thanh diện vân thanh hằng đột nhiên trở nên ngượng ngùng ánh mắt nhìn lâm thanh diện cũng tràn đầy áy náy nói chung đối với kiểu hiểu lầm người khác này thì sau khi biết sự thật, người ta sẽ sinh ra hảo cảm và thoải mái với người bị hiểu lầm hơn. Vân Thanh Sơn cảm thấy hiện tại mình đang ở trong trạng thái này. Trung Chí cùng Kim Quốc Trung cũng đều phán đoán ra sự lợi hại của Lâm Thanh Diện từ những gì Tôn Trấn Hổ nói và cả hai người họ đều nhìn Lâm Thanh Diện với một chút ngưỡng mộ. Anh Lâm, không ngờ anh lại có kiến thức uyên thâm như vậy. Xem ra, chúng ta thật sự đã lấy bụng giả tiểu nhân để đo lòng quân tử rồi, hy vọng anh lâm đừng để bụng những chuyện lúc trước trung trí cười nói với lâm thanh diện lâm thanh diện cũng cười với anh ta tỏ ý không sao kim quốc trung cũng cười nói bây giờ tôi nói chuyện thỏi vàng đó không phải là tôi mách cho anh lâm chắc các người tin rồi chứ nghe được những lời của kim quốc trung vân thanh hằng càng thêm xấu hổ cô thẹn thùng nhìn về phía lâm thanh diện cúi đầu không dám đối diện với anh còn có chút lo lắng vặn vẹo ngón tay nữa lâm anh lâm Trước đây tôi đã có thái độ không tốt với anh. Tôi quá tự cao và hiểu lầm anh, mong rằng anh Lâm rộng lòng đừng để bụng, Thanh Hằng xin lỗi anh ngay tại đây." Vân Thanh Hằng đột nhiên nói chuyện với Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng hơn. Lâm Thanh Diện nhìn cô nói, "Xin lỗi thì không cần, chỉ cần cô nhớ, bây giờ cô cần phải đồng ý một yêu cầu của tôi vô điều kiện." Trong lòng Vân Thanh Hằng nhất thời căng thẳng, Lâm Thanh Diện đã tìm ra hai món đồ giả cũng có nghĩa là cô đã thua vụ cá cược giữa cô và anh. Cái giá phải trả là đáp ứng một yêu cầu Lâm Thanh Diện vô điều kiện. Trước đó, Vân Thanh Hằng cho rằng Lâm Thanh Diện hoàn toàn không có khả năng tìm ra hai món đồ giả đó cho nên cũng không cân nhắc đến hậu quả của việc đánh cược đã đồng ý với Lâm Thanh Diện. Hiện tại thua, Vân Thanh Hằng mới ý thức được, nếu cô thật sự đáp ứng yêu cầu của Lâm Thanh Diện vô điều kiện thì Lâm Thanh Diện có thể bắt cô làm rất nhiều chuyện và điều đầu tiên nảy ra trong đầu cô ấy là Lâm Thanh Diện không chừng sẽ buộc cô, dù gì thì cô ấy vẫn đang học đại học, bình thường đụng tới loại chuyện này, cô ấy sẽ chỉ nghĩ đến chuyện nam nữ. Chỉ cần Lâm Thanh Diện đưa ra yêu cầu như vậy thì với tư cách là một người giữ lời hứa, Vân Thanh Hằng cảm thấy mình không thể từ chối, dù sao như vậy sẽ khiến cô phạm vào tín ngưỡng cuộc đời mình, như vậy cô sẽ sống cả đời trong ái náy. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Vân Thanh Hằng lập tức đỏ bừng, trong đầu hiện lên những hình ảnh lộn xộn mà cô tưởng tượng. anh, anh muốn yêu cầu gì? Vân Thanh Hằng thận trọng hỏi. tôi vẫn chưa nghĩ ra, đợi nghĩ xong tôi sẽ nói cho cô biết. Lâm Thanh Diện nói. Vân Thanh Hằng không có lựa chọn nào khác hơn là gật đầu, nhưng càng như vậy cô càng không an tâm. dù sao thì cô cũng hoàn toàn không biết Lâm Thanh Diện sẽ đưa ra yêu cầu gì. Trung Chí cùng Kim Quốc Trung đều cười nhìn hai người họ, đánh cuộc của người khác, hai người bọn họ hiển nhiên không thể xen vào cho nên chỉ đứng yên, Kim Quốc Trung vẫn cho rằng Vân Thanh Hằng rất thích hợp với Lâm Thanh Diệt, nhưng lúc đó Lâm Thanh Diệt nói ông không nên đùa như vậy, cho nên ông cũng chỉ có thể âm thầm nghĩ về điều đó. Vì hôm nay không ai tìm ra hai món đồ giả nên có vẻ như bộ siêu tập mà tôi định tặng chỉ có thể tạm thời ở lại với tôi nhưng nếu các vị thực sự muốn nó thì có thể mua nó bằng tiền. Hôm nay rất vui nên tôi sẽ ra cho các vị một mức giá phải chăng. Ngay lập tức, rất nhiều người muốn mua bộ siêu tập của Tôn Sùng Nam, đây chính là cơ hội hiếm có, mặc dù nơi này là cửa hàng tôn sùng nam mở thì cơ hội mua được bộ siêu tập của ông ta vẫn cứ hiếm đến mức có thể đếm trên đầu khón tay, cho nên đã có không ít người định hỏi giá. Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện tiến lên, cất cao giọng nói, trong số những bộ siêu tập này, còn có một món đồ giả thứ ba. Tất cả mọi người đều bị giọng nói của Lâm Thanh Diện này làm cho sững sờ, kỳ chân các lập tức trở nên yên tĩnh. Sau đó, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Diện, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đám người Kim Quốc Trung cũng không ngờ Lâm Thanh Diện lại nói một câu như vậy vào lúc này, tất cả đều kinh ngạc nhìn anh. Khuôn mặt vốn đang tươi cười của Tôn Trấn Hổ lập tức đông cứng lại, anh ta hít mắt nhìn Lâm Thanh Diện, trong đầu nghĩ thầm tại sao người này lại đột nhiên đi tới nói một câu như vậy. Chẳng lẽ đến đây để phá đám? Những bộ siêu tập ông đặt trên tủ trưng bày đều do Tôn Sùng Nam Đích Thân xem qua, trong đó cũng chỉ có chỉ có chiếc bình sành màu tím và bát hoa là hàng giả, còn lại tất cả đều là hàng thật. Lúc này đột nhiên có người tiến lên nói là còn có món đồ giả thứ ba nên điều mà Tôn Trấn Hổ có thể nghĩ đến hiển nhiên là có người đến phá đám, đương nhiên ông ta cũng sẽ không tin Tôn Sùng Nam nhìn nhầm, nếu Tôn Sùng Nam đã nói trong đây chỉ có hai món đồ giả thì tuyệt đối không thể xuất hiện món thứ ba được. Anh bạn này, anh đang nói đùa đúng không, những bộ siêu tập trên tủ trưng bày này đều do đích thân ba tôi xem xét, ngoại trừ hai cái là hàng giả còn lại đều là hàng thật làm sao lại có món thứ ba là đồ giả chứ tôi nghĩ anh đừng nên đùa với tôi tôn trấn hổ cười nói với lâm thanh diện tôi không nói đùa quả thật có đồ giả thứ ba trên tủ trưng bày này tôn sùng nam cũng không đại biểu cho sự tuyệt đối có là ông ấy thì cũng có lúc mắc sai lầm lâm thanh diện thản nhiên mở miệng vừa nói ra lời này rất nhiều người tại hiện trường đều trợn mắt ngoác mồm cho rằng lâm thanh diện tới đây để phá đám dù sao thì ý tứ trong lời nói của anh ta vừa nãy rõ ràng là đang khiêu khích Tôn Sùng Nam, địa vị của Tôn Sùng Nam trong giới giám định đồ cổ ở Kinh Đô là không ai sánh bằng. Dù có kết quả giám định của ông ta tuyệt đối chính xác thì cũng không có ai dám nói một lời. Hiện tại Lâm Thanh Diện không chút nể mặt nói Tôn Sùng Nam không đại diện cho sự tuyệt đối, theo họ thấy thì anh đến là để gây rối sắc mặt của Tôn Trấn Hổ cũng trầm xuống và tức giận nói với Lâm Thanh Diệt, tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ địa vị của ba tôi trong giới giám định đồ cổ, ông ấy có thể đại biểu cho sự tuyệt đối hay không, không phải là chuyện mà anh có thể nói, nếu hôm nay anh đến đây để gây rắc rối, hãy ra ngoài ngay. Tôi không muốn xảy ra bất kỳ xung đột nào với anh. Còn không, thì hãy tham thú đồ trong cửa tiệm của chúng tôi, đừng nói những lời như vậy nữa. Mọi người cũng có chút khinh thường nhìn Lâm Thanh Diệt, Hiển nhiên họ đều cảm thấy anh là một gã vô danh tiểu tốt, làm sao có tư cách chỉ trỏ Tôn Sùng Nam. Ngoài ra còn có nguyên nhân chính nữa đó là, Lâm Thanh Diện nhìn còn quá trẻ, dường như cũng không có kinh nghiệm cao siêu gì, là phận sinh sau đẻ muộn, không đủ tư cách để nhận xét một người đứng đầu trong giới thẩm định như Tôn Sùng Nam. Tên nhóc này từ đâu đến vậy, cậu ta mà cũng dám nghi ngờ phán đoán của Tôn đại sư, thật là không biết trời cao đất rộng. Đoán chắc chỉ là một tên sừng sỏ không hiểu chuyện anh ta đến đây để gây rắc rối cho cửa hàng của Tôn Đại sư, có lẽ là đối thủ cạnh tranh đặc biệt thuê hắn. Nói rất đúng, anh ta nói ở đây có đồ giả thứ ba, nếu thật sự có thể nhìn ra thì tại sao anh ta lại không tìm thấy hai món kia? Tôi nghĩ anh ta đang nói nhảm, loại người này khẳng định là não bị tàn rồi, đến cửa tiệm của Tôn Đại sư để kiếm chuyện thì đúng là đi tìm chết rồi. Ba người Kim Quốc Chung cũng có phần do dự, người khác không biết Lâm Thanh Diện đã tìm ra hai món đồ giả kia nhưng bọn họ biết cho nên bọn họ thừa hiểu năng lực giám định đồ cổ của Lâm Thanh Diện khá tốt. Tuy nhiên, lúc này Lâm Thanh Diện lúc này đã đứng lên và nói những lời như vậy, tương đương với việc khiêu khích uy quyền của Tôn Sùng Nam trước mặt mọi người, những người coi Tôn Sùng Nam là thần tượng đương nhiên không thể bằng mặt với anh rồi. Kim Quốc Trung đảo mắt, cười với Lâm Thanh Diện nói, anh Lâm, có khi nào anh bị hoa mắt không? Tôn Đại Sư cho dù không đại biểu được cho sự tuyệt đối nhưng cũng không thể sai được chắc chắn có món đồ giả thứ ba trong đó, Lâm Thanh Diện nói chắc nịch. Sau đó, anh ta tiến lên một bước, nhìn chăm chăm Tôn Chấn Hổ nói, "Theo tôi, nếu anh cứ bán món đồ giả đó đi như vậy thì khi bị người ta phát hiện sẽ thực sự sẽ làm tổn hại danh tiếng của Tôn Sùng Nam." Chương 492, nhận lỗi với người ta đi. Nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, Tôn Chấn Hổ cảm thấy rất tức giận, vừa nãy anh ta đã nhượng bộ Lâm Thanh Diện, không ngờ đối phương không hề cảm kích mà còn lên mặt anh ta nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, sau đó lạnh lùng nói, chàng trai, cậu chắc còn lâu mới đến 30 tuổi nhỉ, không biết cậu lấy đâu ra sự tự tin mà chất vấn trình độ của ba tôi. Bàn luận thôi mà, ba anh đúng là rất có danh tiếng trong giới giám định bảo vật, nhưng điều đó không có nghĩa là cả đời ông ấy sẽ không phạm sai lầm. Hơn nữa tuổi tác cũng không phải là yếu tố quyết định, nếu ba anh ở đây, chắc chắn sẽ không nói chuyện với tôi như thế. Lâm Thanh Diện mở miệng. Tôn Trấn Hổ lập tức bật cười lớn, Nói chàng trai, cậu mới thật khôi hài làm sao, cậu lại cho rằng tuổi tác không phải là yếu tố có quyết định trong nghề giám định bảo vật, nếu như không có thời gian tích lũy thì làm sao có thể có được nhiều kinh nghiệm như vậy. Tôi thấy cậu đang tới gây phiền phức thì có, tôi khuyên cậu một câu, hãy chấm dứt suy nghĩ đó đi, điều đó có lợi cho cậu. Người này chắc chắn tới đây gây chuyện, cậu ta còn không biết xấu hổ mà nói trong này có đồ giả thứ ba. Cậu ta còn chưa tìm thấy hai đồ kia mà đã nói có đồ thứ ba. Đây không phải gây chuyện thì là cái gì?" Lúc này một người cao giọng hét lên. Mọi người nghe xong, lập tức tới tấp gật đầu, cảm thấy người đó nói rất có lý, Lâm Thanh Diện còn chưa tìm ra hai đồ giả kia mà đã nói có đồ giả thứ ba, đúng là nghe như tới quấy rối. "Cậu nhóc, tôi thấy cậu đừng có làm loạn ở đây nữa, nếu không cậu hãy giải thích cho chúng tôi một chút, tại sao cậu chưa tìm ra hai đồ giả kia mà giờ lại đứng ra nói có đồ thứ ba?" Một người khác tiếp tục chất vấn Lâm Thanh Diện lâm thanh diện liếc nhìn người đó mở miệng nói tôi đã tìm ra chẳng qua là tôi chưa nói mà thôi mọi người đều bật cười không hề che giấu sự diễu cợt với lâm thanh diện cậu nhóc cậu có thể giữ lại chút thể diện không người khác cũng đã chỉ ra hai đồ giả đó rồi mà đến giờ cậu còn bảo cậu đã tìm ra nhưng chưa thèm nói cậu cảm thấy ai sẽ tin lời cậu chứ tôi thật buồn cười chết mất không ngờ lại còn có người như vậy chưa từng thấy ai đáng xấu hổ thế đây đúng là người mặt dày nhất mà tôi từng gặp. nếu cậu đã tìm được rồi, tại sao còn chưa nói ra chứ? giờ cậu chờ người ta nói ra xong thì lại nói ra vậy, cậu thật khiến người ta không còn gì để nói. ở đây chỉ có ba người Kim Quốc Trung biết Lâm Thanh Diện không hề nói dối. khi tôn chấn hổ chỉ ra hai đồ giả đó thì Lâm Thanh Diện đã biết hai đồ giả đó là cái gì rồi. hơn nữa, đúng là anh đã tìm được nhưng chưa hề nói nhưng chuyện này được nói ra vào thời điểm như thế này quả là khiến người khác khó lòng tin tưởng. Kim Quốc Trung đi tới bên cạnh Lâm Thanh Diện, khẽ nói với Lâm Thanh Diện, anh Lâm, chuyện này không giải thích rõ ràng được, hay là chúng ta hãy mặc kệ đi, dù thật sự có đổ giả thứ ba thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, bỏ đi thôi. Lâm Thanh Diện quay đầu lướt nhìn Kim Quốc Trung, nói, hôm nay, nếu là người khác có lẽ tôi chẳng nói làm gì, nhưng chuyện này lại có liên quan đến Tôn Sùng Nam. Nên hôm nay gặp được rồi, nhất định phải nói ra, dù bản thân Tôn Sùng Nam có biết cũng sẽ không nói gì đâu. Nghe thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, Kim Quốc Trung cũng không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Trung Chí và Vân Thanh Hằng đều cảm thấy hơi khó hiểu nhìn Lâm Thanh Diện, mặc dù biết trình độ giám định bảo vật của Lâm Thanh Diện không tầm thường, nhưng anh cũng không nên chất vấn Tôn Sùng Nam trước mặt nhiều người như vậy chứ. Nghe thấy mọi người chung quanh châm chọc khiêu khích Lâm Thanh Diện, Tôn Trấn Hổ cười lạnh, anh ta chợt muốn biết suốt cuộc đồ giả thứ ba mà Lâm Thanh Diện nhắc đến kia là cái gì. Nếu Lâm Thanh Diện thật đến vây chuyện, vậy chắc chắn cậu ta sẽ không nói được đồ giả thứ ba là cái gì. Lát nữa, dù cậu ta tùy tiện chỉ ra một cái dưới sự quan sát của mọi người sẽ chứng minh Lâm Thanh Diện đang nói láo, vậy chắc chắn cậu ta sẽ càng mất mặt. Cuống hồ, hôm nay ba anh ta đang nghỉ ngơi ngay ở tầng 2 của kỳ chân các, nếu thực sự không được, anh ta sẽ đi lên gọi tôn sùng nam xuống, để xem đến lúc đó thằng nhóc này sẽ làm sao xuống đài. Các vị, nếu chàng trai này đã khăng khăng trong những đồ mà ba tôi cất giữ có đồ giả thứ ba, thì tôi không ngại để cậu ta nói một chút, rốt cuộc đó là thứ nào, cậu ta làm làm thế nào nhìn ra được đó là đồ giả, như thế nào. Tôn Trấn Hổ nói, dù để cậu ta nói, chắc cậu ta cũng không chỉ ra được đâu. Lập tức có lời nói khinh thường vang lên. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lâm Thanh Diệt, Muốn xem thử cuối cùng Lâm Thanh Diện sẽ nói thứ nào là đồ giả thứ ba. Lâm Thanh Diện cũng không phí lời, anh đưa tay chỉ một bình sứ thanh hoa trong ngăn tủ, nói: "Bình sứ thanh hoa vị trí thứ hai trên quầy hàng." Mọi người đều quay đầu nhìn bình sứ thanh hoa đó, có người lập tức phản bác, "Bình sứ thanh hoa đó là văn vật đào được của cảnh đức trấn thời nhà Nguyên." "Tôi rất hiểu về đồ sứ, vừa nãy đã cẩn thận thưởng thức bình sứ thanh hoa đó một lượt, bình hoa đó chắc chắn không thể là đồ giả." Tôn Trấn Hổ cũng quay đầu nhìn bình sứ thanh hoa một chút, sau đó mở miệng nói, "Chàng trai, nếu cậu cho rằng bình sứ thanh hoa đó là đồ giả, vậy không bằng cậu hãy giải thích một chút, làm sao cậu nhìn ra được?" Sứ thanh hoa bắt nguồn từ thời nhà Nguyên, khi đó kỹ thuật nung khô cũng đã hết sức điêu luyện, sứ thanh hoa làm ra đúng là cực kỳ xinh đẹp. Nhưng dù vậy, với công nghệ thời kỳ đó vẫn có một chút khuyết điểm, một trong số đó chính là độ sáng của sứ. Màu sắc của sứ thanh hoa bày ở trên cửa hàng này sáng hơn sứ thanh hoa thời kỳ thời nhà Nguyên rất nhiều. Dù chỉ là khác biệt hết sức nhỏ nhưng vẫn không khó nhận ra sứ thanh hoa bày ở cửa hàng này chắc chắn là chế tác của đời nhà Thanh. Dù để cho nó giống như đào được của thời nhà Nguyên, người chế tác đã dốc hết sức vào từng chi tiết, dùng không ít biện pháp đặc thù để nó trở nên cổ hơn, nhưng kỹ thuật chế tạo sứ thanh hoa của đời nhà Thanh đã vượt trội hơn thời nhà Nguyên quá nhiều, nên kỹ thuật không thể nào lui bước dù người chế tác có biện pháp khiến nó có vẻ cổ hơn, nhưng vẫn không thể tái hiện ra màu sắc của thời kỳ thời nhà Nguyên. Nên sứ thanh hoa này chắc chắn là đồ vật của đời nhà Thanh, cách chúng ta hơn 200 năm, nếu thật muốn bán đi, e là sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới thanh danh của tôn sùng nam. Lâm Thanh Diện nhìn đám người mở miệng nói. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện, không ngờ đối phương lại có thể dựa vào màu sắc mà phân biệt được niên đại của đồ vật, thật là không thể tin nổi. Rõ ràng, chỉ dựa vào điểm này, mọi người không tin lời của Lâm Thanh Diệt, bọn họ vẫn tin phục trình độ của Tôn Sùng Nam hơn. Tôn Trấn Hổ cũng không tin phán đoán của Lâm Thanh Diệt, anh ta đảo mắt, mở miệng nói, các vị, điều mà chàng trai này nói có thể là thật, nhưng cũng không thể làm cho người ta tin phục. Vừa vặn hôm nay ba tôi cũng ở đây, tôi sẽ đi lên mời ông xuống, để ông nghe một chút, xem rốt cuộc chàng trai này nói đúng hay không. Nghe Tôn Trấn Hổ nói vậy, ánh mắt mọi người đều sáng lên, không ngờ Tôn Sùng Nam lại đang ở đây, nếu Tôn Sùng Nam có thể xuống, vậy nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của thằng nhóc tới quấy rối này. Không ít người nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác, theo bọn họ nghĩ, nếu Tôn Sùng Nam đối chất với Lâm Thanh Diện, thì chắc chắn Lâm Thanh Diện không thể tiếp tục giả bộ nữa. Lúc này, Trung Chí và Vân Thanh Hằng không biết nên vui hay nên buồn, bọn họ đều hy vọng có thể gặp được Tôn Sùng Nam, nhưng lại không muốn gặp được ông trong hoàn cảnh này. Bọn họ đi theo Lâm Thanh Diện tới đây, nếu Lâm Thanh Diện chọc giận Tôn Sùng Nam thì chắc chắn bọn họ sẽ bị liên lụy theo, sau này dù giải thích thế nào, e là Tôn Sùng Nam cũng sẽ không có ấn tượng tốt với bọn họ. Giờ đây, Trung Chí cũng có chút hối hận vì đã đi theo Lâm Thanh Diện tới chỗ này. Nhưng Vân Thanh Hằng lại không cảm thấy có vấn đề gì to tát. Cô vẫn là sinh viên, còn rất trẻ, trong lòng vẫn có sự phản nghịch của tuổi trẻ, nên thấy Lâm Thanh Diện có thể không màng tới ánh mắt nhiều người như vậy. Kiên Định nói ra suy nghĩ của mình, cô cảm thấy có chút tán thưởng. Tất nhiên, cũng chỉ là một chút mà thôi, nếu vì Lâm Thanh Diện mà khiến Tôn Sùng Nam cô Tôn Sùng có ấn tượng không tốt với cô thì chắc chắn cô cũng sẽ không tha thứ cho anh. Tôn Trấn Hổ đi lên tầng trong sự ngạc nhiên vui mừng của mọi người, đi tới cửa gian phòng mà Tôn Sùng Nam đang nghỉ ngơi. Tôn Sùng Nam đang ngồi trước bàn trong phòng, ông đã sắp 70 tuổi, tóc bạc phơ, làm nổi bật lên vẻ từng trải của ông. Ông đeo kính tay cầm smartphone, cẩn thận xem xét nội dung trên màn hình điện thoại di động. Bên trên là một bản báo cáo kiểm tra đo lường, nội dung của báo cáo là phân tích niên đại chất đồng vị của bình sứ thanh hoa thời nhà Nguyên đó. Trước kia, khi vừa cầm bình hoa này, Tôn Sùng Nam đã lập tức nhận định đây là bình sứ thanh hoa đào được của thời nhà Nguyên. Tuy nhiên thời gian trước, khi nhìn bình hoa đó ông luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại không nói ra được. Bởi vậy ông đã tìm một người bạn bảo người đó giúp dùng phương pháp đo tuổi của chất đồng vị phân tích tuổi của bình hoa này một chút, xem rốt cuộc có phải thuộc thời kỳ thời nhà nguyên hay không. Ông đang xem báo cáo nhanh kết quả kiểm tra đo lường mà người bạn đó vừa gửi cho ông. Trên báo cáo kiểm tra đo lường viết rõ ràng, bình hoa này mới cách nay có 325 năm, tính ra là thời nhà Thanh, Triều Khang Hy. Sau khi nhìn thấy kết quả này, Tôn Sùng Nam lập tức mở to hai mắt nhìn, không ngờ mình lại thật nhìn lầm. Ông đứng lên, định gọi ngay tôn chấn hổ đến, bảo anh ta thu hồi cái bình hoa đang bày ở cửa hàng lại. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Tôn sùng nam bước nhanh tới mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa là tôn chấn hổ, vội nói con mau mang bình xứ thanh hoa ở phía dưới lên đây, đừng bày nữa. Tôn chấn hổ đang muốn nói rằng có người đến gây rồi, khăng khăng bình hoa đó là của đời nhà thanh. Không ngờ Tôn Sùng Nam vừa mở miệng đã bảo anh ta mang bình sứ thanh hoa đó lên, khiến anh ta sững sờ bình xứ thanh hoa bầy trong cửa hàng chỉ có một cái đó ba bình hoa đó làm sao thế tại sao lại đột nhiên ba lại muốn mang lên tôn trấn hổ nhìn chằm chằm tôn sùng nam hỏi tôn sùng nam hơi ngượng ngùng nhìn tôn trấn hổ một chút nói ba đã nhìn lầm bình hoa đó không phải thời nhà nguyên con mau mang đi lên đừng để cho người ta mua mất đến lúc đó làm hỏng thanh danh của ba tôn trấn hổ giật mình vẻ mặt khó tin mở miệng hỏi không không phải thời nhà nguyên chẳng lẽ lại là đời nhà thanh tôn sùng nam nghi ngờ nhìn tôn trấn hổ một chút hỏi làm sao con biết tôn trấn hổ nuốt nước bọt anh ta chẳng thể ngờ lâm thanh diện lại nói đúng bình xứ thanh hoa đó đúng là không phải thời nhà nguyên hơn nữa tôn sùng nam cũng đã thừa nhận là đời nhà thanh vậy chắc chắn sẽ không sai thì ra người ta thật không phải tới gây chuyện thế mà anh ta còn để nhiều người như vậy chế diễu lâm thanh diện thật đúng là hết sức sai lầm rồi ba, ba, có lẽ con đã gây ra sai lầm rồi. Tôn Trấn Hổ vẻ mặt tràn đầy hối hận nói với Tôn Sùng Nam. Chuyện gì, Tôn Sùng Nam nhíu mày. Phía dưới có người khăng khăng khẳng định bình xứ thanh hoa đó là đồ giả, là của đời nhà thanh. Con cảm thấy cậu ta là tới quấy rối nên đã để mọi người chê cười cậu ta, còn nói muốn mời ba xuống đối chất với cậu ta, để cậu ta hiểu được mình nói sai. Tôn Trấn Hổ thành thật nói. Tôn Sùng Nam biến sắc, một phần không ngờ lại có người có thể nhìn ra bình xứ thanh hoa đó là đồ giả, một phần là vì tôn chấn hổ còn để mọi người chế giễu người ta. Có thể dựa mắt thường đã nhìn ra bình xứ thanh hoa đó là đồ giả thì chắc chắn không tầm thường. Con khiến ba tức chết rồi, mau đi xuống với ba, nhận lỗi với người ta đi, nếu không danh tiếng của ba đã bị con làm mất hết rồi. chương 493, Sư Phụ Tiểu Lâm Tầng 1, mọi người đều có vẻ hả hê nhìn chằm chằm lâm thanh diệt túm tụm lại với nhau thảo luận. Thằng nhóc này đúng là không sợ chết, tôn đại sư cũng sắp tự mình xuống rồi mà cậu ta vẫn đứng đó như không có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cậu ta không hiểu tôn đại sư đích thân ra mặt có ý nghĩa như thế nào hả? Loại người như cậu ta, nếu thật có thể hiểu được điều đó có ý nghĩa gì thì đã không chạy đến chỗ này gây phiền phức cho tôn đại sư rồi. Cậu ta căn bản chẳng hiểu gì, hiện tại e là cậu ta còn đang cho là mình nói đúng đấy. Nói đúng lắm, loại người như cậu ta nhất định phải để tôn đại sư đích thân ra mặt dạy dỗ một lần, nếu không cậu ta căn bản không biết trời cao đất rộng. Lâm Thanh Diện không hề dao động bởi những lời thảo luận này, trong lòng anh biết rõ, nếu tôn sùng nam thật sự tới thì chuyện này dễ giải quyết rồi. Nếu tôn sùng nam không đến thì chuyện hôm nay mới có thể trở nên phiền phức. Nghe lời nghị luận của người chung quanh, Trung Chí cảm thấy rất sốt ruột. Ông ta không muốn vì Lâm Thanh Diện mà khiến Tôn Sùng Nam không có ấn tượng tốt với mình, nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì sẽ trở thành tiếc nuối của cả đời ông ta. Trung Chí suy nghĩ một lúc lâu, rồi đi đến trước mặt Lâm Thanh Diệt, khuyên, cậu Lâm, tôi biết cậu tuổi trẻ nóng tính, hơn nữa trình độ giám định bảo vật cũng rất cao, nhưng nhiều khi cậu cũng phải tin vào uy quyền ngành nghề. Tôn Đại Sư đã làm nghề này nhiều năm rồi, xác suất phạm sai lầm cực kỳ hiếm. Hơn nữa cậu xem mọi người đang chờ xem trò cười của cậu, theo tôi thấy, cậu hãy nhượng bộ đi, nếu không đến lúc tôn đại sư thật sự xuống đối chất với cậu thì mọi chuyện đều đã trễ rồi. Vân Thanh Hằng cũng đi tới, nhìn Lâm Thanh Diện nói, thầy tôi nói rất đúng, anh không cần thiết phải đối nghịch với tôn đại sư, thật ra anh rất lợi hại, ít nhất trong mắt tôi, anh là người rất lợi hại. Lâm Thanh Diện nhìn hai người bọn họ cười nói, hai người cứ yên tâm, tôn sùng nam còn chưa có lá gan đối chất với tôi, chờ lát nữa ông ta đi xuống thì hai người sẽ biết. Trung Chí cảm thấy hơi tức giận, dù Lâm Thanh Diện lợi hại, nhưng cậu ta cũng chỉ là bậc hậu bối, cậu ta cứ luôn hạ thấp uy tín Tôn đại sư như thế, thật khiến ông có chút không nhịn được. Mọi người đoán xem thằng nhóc này vừa nói cái gì? Lúc này một người ghé tai nghe lén Lâm Thanh Diện nói chuyện đột nhiên cao giọng hô lên. Mọi người lập tức quay đầu nhìn người đó. Vừa nãy, cậu ta lại có thể nói Tôn đại sư không có gan đối chất với cậu ta, trời ơi, thật khiến tôi ngạc nhiên sững sờ, rốt cuộc làm sao cậu ta có được tự tin như vậy? lại có thể cho rằng bản thân lợi hại hơn tôn đại sư chứ người đó tiếp tục kêu lên sau khi nghe người đó nói vậy mọi người càng cảm thấy bất mãn với lâm thanh diện thậm chí ánh mắt nhìn lâm thanh diện còn mang theo sự thù hận thật quá ngang ngược trước nay tôi chưa từng gặp kẻ nào cuồng ngạo như vậy cậu ta có mặt mũi gì mà có thể nói ra lời như vậy nhóc con tôi khuyên cậu hãy may chạy đi chỉ với câu nói đó của cậu thì lát nữa khi xuống đây tôn đại sư nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu Chạy ư, trước khi tôn đại sư chưa dạy dỗ thằng nhóc này thì e là không ai ở đây để cho cậu ta chạy đâu. Nếu cậu ta đã nói ra được những lời như vậy thì nhất định cậu ta phải tự chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Nghe mọi người nói thế, trung trí vẻ mặt đầy bất đắc dĩ thở dài, chuyện đã đến nước này, dù Lâm Thanh Diện có nhận sai, e là cũng không còn tác dụng gì nữa. Hai người Kim Quốc Trung và Vân Thanh Hằng đều cau mày, không ngờ Lâm Thanh Diện lại khiến mọi chuyện náo loạn thành thế này. Lát nữa, khi Tôn Sùng Nam xuống, e là thật không có cách nào giải quyết êm đẹp chuyện này rồi. Khi mọi người vẫn còn đang chỉ trích Lâm Thanh Diện thì Tôn Sùng Nam và Tôn Chấn Hổ bước nhanh xuống tầng dưới, Tôn Sùng Nam vẻ mặt đầy sốt ruột, còn Tôn Chấn Hổ thì có vẻ áy náy. Mọi người thấy hai người Tôn Sùng Nam và Tôn Chấn Hổ đi xuống thì càng chỉ trích Lâm Thanh Diện kịch liệt hơn. Tôn đại sư đã xuống rồi, lần này xem cậu làm sao tiếp tục ra vẻ trước mặt Tôn đại sư. Nếu cậu thức thời thì hãy mau xin lỗi Tôn đại sư đi." Một người mở miệng nói. Mọi người nhìn Tôn Sùng Nam vẻ mong đợi, muốn xem dáng vẻ ông dạy Dỗ Lâm Thanh Diệt. Sau khi xuống đến tầng 1, Tôn Sùng Nam lập tức hỏi Tôn Chấn Hổ, "Con nói vị đó là vị nào?" Tôn Chấn Hổ đưa tay chỉ Lâm Thanh Diệt, nói chính. "Chính là cậu ta. Tôn đại sư, thằng nhóc không biết trời cao đất rộng này lại dám đến gây sự ở cửa hàng của ông, còn dám nói kết quả giám định của ông là sai." nếu ông không vừa mắt với cậu ta chúng tôi có thể giúp ông đuổi cậu ta ra ngoài không ít người bắt đầu lôi kéo làm quen tôn sùng nam tôn sùng nam theo ánh mắt của mọi người nhìn sang vừa nhìn thấy lâm thanh diện ông lập tức sững sờ vẻ mặt vừa mừng rỡ lại vừa kích động lâm lâm thanh diện thật là cậu sao tôn sùng nam hết sức kích động bước nhanh về phía lâm thanh diện sau khi nhìn thấy tôn sùng nam lâm thanh diện mỉm cười nói với ông ông tôn đã lâu không gặp Tôn Sùng Nam đứng trước mặt Lâm Thanh Diện, run rẩy duỗi hai tay ra, sau đó cung kính vái chào Lâm Thanh Diện một cái. Một màn này khiến mọi người đều ngây người, những người vốn đang chờ Tôn Sùng Nam dạy dỗ Lâm Thanh Diện đều tỏ ra hết sức kinh ngạc, không ít người còn há hốc miệng, vô cùng khiếp sợ. Sư phụ Tiểu Lâm, thật không ngờ là cậu, khó trách con trai tôi nói có một vị có thể nhìn ra lai lịch bình sứ Thanh Hoa đó nếu như là cậu thì thật có thể chỉ dựa vào mắt thường đã có thể phân biệt được niên đại thật sự của bình xứ thanh hoa đó tôn sùng nam vái chào lâm thanh diện xong cười nói ông lão này nói mà không biết xấu hổ nếu không phải tôi nhìn thấy nếu ông bán bình hoa này đi rồi thì sau này thanh danh của ông xem như bị hủy rồi lâm thanh diện thoải mái nói với tôn sùng nam năm đó anh và tôn sùng nam có quan hệ khá thân thiết hai người cũng xem như bạn lâu năm Lâm Thanh Diện đã thể hiện thiên phú giám định bảo vật kinh người, đến mức Tôn Sùng Nam cũng cảm thấy mặc cảm. Người khác gọi Tôn Sùng Nam là sư phụ, Tôn Sùng Nam lại gọi Lâm Thanh Diện là sư phụ Tiểu Lâm, để biểu đạt sự tôn kính với Lâm Thanh Diện. Sư phụ Tiểu Lâm nói đúng, tôi cũng vừa mới biết bình hoa này thật ra là đời nhà Thanh. Đây là do tôi nhờ một người bạn dùng kỹ thuật tân tiến nhất kiểm tra và giám định ra, không ngờ sư phụ tiểu lâm chỉ dựa vào mắt thường đã có thể nhìn ra niên đại thực sự của bình hoa cậu khiến tôi cảm thấy thật mặc cảm tôn sùng nam có chút hổ thẹn mở miệng tôn trấn hổ đứng sau lưng tôn sùng nam nghe đối thoại của hai người trong lòng hết sức kinh ngạc anh ta không ngờ tôn sùng nam và lâm thanh diện đã quen biết từ trước hơn nữa tôn sùng nam lại nói mặc cảm với một kẻ hậu bối điều này thật sự nằm ngoài sự dự liệu của anh ta không chỉ có tôn trấn hổ kinh ngạc ba người trung trí cũng không dám tin nhìn cảnh này. Bọn họ đều tưởng sau khi Tôn Sùng Nam đến, chắc chắn sẽ làm khó Lâm Thanh Diệt, nào ngờ Tôn Sùng Nam lại có biểu hiện cung kính như vậy trước mặt Lâm Thanh Diệt. Hình như hai người là bạn cũ quen biết lâu năm, có vẻ rất thân thiết. Anh ấy, vậy mà lại là bạn của Tôn Đại Sư, hơn nữa dường như Tôn Đại Sư còn có vẻ rất coi trọng anh ấy, thì ra đúng là chúng ta đã hiểu lầm anh ấy rồi. Vân Thanh Hằng lầm bẩm Sau khi trải qua hiểu lầm, giờ đã biết được trình độ thật sự của Lâm Thanh Diệt, sự tương phản này khiến Vân Thanh Hằng càng cảm nhận được sức hút từ Lâm Thanh Diệt. Cô đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất thì làm sao có thể chống lại sức hút này từ người Lâm Thanh Diệt chứ? Trước kia Vân Thanh Hằng luôn cảm thấy những nam sinh trong trường học của bọn họ đều quá ngây thơ, căn bản không đuổi kịp trình độ của cô, nên trong trường học cô chính là một nữ thần kiêu ngạo lạnh lùng. Nhưng giờ đây, ánh mắt của nữ thần kiêu ngạo này đã hoàn toàn bị Lâm Thanh Diện thu phục kiểu người bình tĩnh như Lâm Thanh Diện là người không quan tâm đến ánh mắt người khác. Ngay cả Tôn Sùng Nam cũng phải bội phục trình độ giám định bảo vật của anh, khiến trái tim Vân Thanh Hằng đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Thầy, chúng ta đã hiểu lầm anh Lâm rồi, thì ra anh Lâm và Tôn Đại Sư là bạn bè, xem ra chúng ta đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Vân Thanh Hằng nói với Trung Chí. Trung Trí khẽ gật đầu, cũng cảm thấy hơi hổ thẹn, nói, lát nữa hãy xin lỗi cậu Lâm đi, nếu như cậu ấy có thể giới thiệu chúng ta với Tôn đại sư một chút thì không còn gì tốt hơn. Mọi người chung quanh vẫn còn đang ngạc nhiên, chưa kịp lấy lại tinh thần, Tôn Sùng Nam cũng chú ý tới biểu hiện của bọn họ, liền hỏi Lâm Thanh Diện xem ở đây đã xảy ra chuyện gì. Lâm Thanh Diện kể lại một lượt chuyện vừa xảy ra cho Tôn Sùng Nam, Tôn Chấn Hổ bên cạnh nghe mà toát mồ hôi lạnh. Chuyện này căn bản là trách nhiệm của Tôn Chấn Hổ, nếu anh ta gọi Tôn Sùng Nam xuống ngay từ đầu thì sẽ không xảy ra những chuyện phía sau này. Tôn Sùng Nam quay đầu nhìn Tôn Trấn Hổ, hừ lạnh một tiếng, nói còn không mau xin lỗi sư phụ Tiểu Lâm đi, sao ba lại nuôi ra đứa con trai như con chứ, dám định bảo vật thì kém nhưng lại giỏi gây phiền phức. Tôn Trấn Hổ không dám thất lễ, vội kho người với Lâm Thanh Diệt, vẻ mặt đầy áy náy nói, sư phụ Tiểu Lâm, tôi thật xin lỗi, là tôi có mắt không chồng, không thể nhận ra cậu, nên mới mang đến cho cậu phiền phức lớn như vậy, hy vọng cậu rộng lòng tha thứ cho tôi giải thích rõ mọi chuyện là được rồi lâm thanh diện mở miệng tôn sùng nam nhìn tất cả mọi người cất cao giọng nói thưa các vị chuyện hôm nay đúng là sai lầm của tôi bình xứ thanh hoa này đúng là đời nhà thanh trước kia tôi đã nhìn nhầm bây giờ một người bạn của tôi đã dùng phương pháp đo tuổi của chất đồng vị xác định niên đại bình xứ thanh hoa này chính là đời nhà thanh ánh mắt sư phụ tiểu lâm không hề sai hy vọng mọi người đừng hiểu lầm cậu ấy nghe tôn sùng nam nói vậy mọi người đều hít sâu một hơi không ngờ tôn sùng nam sẽ đích thân đứng ra giải thích cho lâm thanh diện hơn nữa nghe ý của tôn sùng nam thì ông còn phải dựa vào phương pháp đo tuổi của chất đồng vị mới có thể xác định được niên đại của bình sứ thanh hoa đó mà lâm thanh diện chỉ dùng mắt thường đã xác định ngay được lai lịch bình sứ thanh hoa này trình độ giám định bảo vật bậc này đã đến mức tinh thông rồi xem ra ngay cả tôn sùng nam cũng không theo kịp những người vừa chế diễu lâm thanh diện đều đỏ mặt xấu hổ Bọn họ đều có chút hối hận lúc đó đã nói như vậy với Lâm Thanh Diệt, bọn họ đã đắc tội với một người mà ngay cả Tôn Sùng Nam cũng phải vô cùng kính trọng. Trong đó có không ít người đang bối rối, tiến lên, phái chào Lâm Thanh Diệt, nói, sư phụ Tiểu Lâm, trước đó là chúng tôi đã hiểu lầm cậu, xin cậu thứ lỗi. Mọi người thấy thế, đều nhao nhao đi lên cúi người với Lâm Thanh Diệt, ngoài miệng bày tỏ sự ái náy với anh. Hai người Trung Chí và Vân Thanh Hằng đều đi tới trước mặt Lâm Thanh Diệt nghiêm trang cúi người với anh. Trung Chí trịnh trọng nói xin lỗi Lâm Thanh Diện, Vân Thanh Hằng cũng nói xin lỗi theo, sau khi nói xong, vẻ mặt còn đỏ bừng, ánh mắt nhìn Lâm Thanh Diện dậy sóng. chương 494, không ai có thể ngăn cản tôi đánh cô. Tầng 2 của kỳ chân các Hai người Tôn Sùng Nam và Lâm Thanh Diện ngồi trước bàn, trò chuyện về một số chuyện đã xảy ra năm đó. Hưởng ánh hào quang của Lâm Thanh Diện, ba người trung trí đi theo sau, cùng tôn Trấn hổ đàng hoàng ngồi bên cạnh nghe lâm thanh diện và tôn sùng nam nói chuyện phiếm. Trung Chí luôn ngưỡng mộ tôn sùng nam, trong lòng ông ta tôn sùng nam có địa vị rất cao, hơn nữa cho rằng với địa vị của đối phương, mình muốn gặp mặt một lần chắc là hết sức khó khăn. Vân Thanh Hằng thì luôn coi Tôn Sùng Nam như thần tượng của mình, trong lòng cô Tôn Sùng Nam gần như là nhân vật trong truyền thuyết. Kim Quốc Trung dù không cuồng nhiệt Tôn Sùng Nam như Trung Chí và Vân Thanh Hằng, nhưng anh ta cũng hết sức kinh sợ thái độ của giới giám định bảo vật này. Mà lúc này người có địa vị cao như thế trong lòng bọn họ đang hết sức thoải mái trò chuyện với Lâm Thanh Diệt, như một ông nội hiền hòa. Trong lòng bọn họ đều rất thổn thức, tôn sùng nam mà họ vô cùng tôn kính lại đang thoải mái trò chuyện với Lâm Thanh Diệt, hơn nữa tôn sùng nam còn tỏ vẻ kính nể Lâm Thanh Diệt, đây là đãi ngộ mà bọn họ có nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Lúc này tôn Trấn hổ cũng hơi xúc động, trong ấn tượng của anh ta, Ba mình luôn là một người ăn nói có chừng mực. Vì thân phận người giỏi nhất trong giới giám định bảo vật, nên dù là với người nhà hay với người ngoài, Tôn Sùng Nam luôn duy trì uy nghiêm nên có, đến cả anh ta cũng không dám quá tùy tiện trước mặt ông. Nhưng giờ đây, Tôn Sùng Nam lại có thể tỏ vẻ thân thiết như vậy trước mặt hậu bối trẻ tuổi, khiến anh ta cảm giác có chút không chân thật. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ba tôi thân thiết với người khác như thế, dù ở trước mặt tôi, ông cũng thường xuyên nghiêm mặt vị sư phụ tiểu lâm này đúng là lợi hại. Tôn Trấn Hổ nói. Ba người trung trí đều quay đầu nhìn Tôn chấn Hổ, trung trí hỏi, ý của cậu là, trong tình huống bình thường Tôn Đại Sư sẽ không thân thiết như thế. Không chỉ có tình huống bình thường, mà trong tất cả các tình huống ba đều yêu cầu rất nghiêm ngặt với mọi người, dù người đó là ai cũng đều tỏ vẻ uy nghiêm, còn tình huống như hôm nay đúng là chưa từng xảy ra. Tôn Trấn Hổ vẻ mặt cảm khái nói. Ba người trung trí đều cảm thấy kinh ngạc, không ngờ bình thường tôn sùng nam lại có lúc không hề hiền hòa như hiện tại tất nhiên điều này cũng phù hợp với ấn tượng của bọn họ về vị sư phụ giám định bảo vật tôn sùng nam mà lúc này sở dĩ tôn sùng nam có thể như vậy là vì ông ngồi chung một chỗ với người kia trung trí ngầm hiểu sự lợi hại của lâm thanh diện hoàn toàn không phải là thứ mình có thể tưởng tượng nghe tôn trấn hổ nói vậy vân thanh hằng càng sùng bái lâm thanh diện hơn kim quốc trung vốn biết lâm thanh diện lợi hại nên giờ có nhìn thấy tôn sùng nam hết sức cung kính với anh, cũng chỉ cảm thấy thừa thái mà thôi. Cậu Lâm, không biết cậu có hứng thú đi làm giáo sư thỉnh giảng của khoa lịch sử Đại học Phú Đán không? Người giống như cậu đúng là người mà trường học chúng tôi cần, nếu như cậu chịu đi, nhất định sẽ trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại học Phú Đán chúng tôi. Trung trí do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Làm một viện trưởng, Trung trí cần làm, không chỉ có dạy học chồng người, còn phải giỏi khai quật nhân tài. Nếu Lâm Thanh Diện chịu đi làm giáo sư của Đại học Phú Đán thì chắc chắn là chuyện tốt với sinh viên khoa lịch sử bọn họ. Dù bọn họ là khoa lịch sử, nhưng lại không có bộ môn giám định đồ cổ. Nghe Trung Chí nói vậy, Lâm Thanh Diện hơi sững sờ, lập tức cười lắc đầu với Trung Chí, nói tôi mà đi làm giáo sư, e là sẽ giải hư sinh viên đấy. Cậu Lâm cứ nói đùa với tài học của cậu nếu có thể làm giáo sư thỉnh giảng của trường học của chúng tôi thì sẽ là vinh sự của tất cả sinh viên trong học viện hy vọng cậu lâm có thể suy nghĩ một chút trung trí nghiêm trang nói lâm thanh diện thấy trung trí có vẻ rất xem trọng chuyện này cũng không đành lòng trực tiếp từ chối nên nói vậy tôi sẽ suy nghĩ một chút nhưng trong khoảng thời gian này tôi còn có rất chuyện phải làm đại học phú đán của mọi người lại ở phía nam cho nên có thể đi được hay không còn xem duyên phận thấy lâm thanh diện đồng ý Trung Chí vẻ mặt hết sức vui mừng, dù Lâm Thanh Diện chỉ nói lời khách sáo với ông ta thì Trung Chí cũng không để ý. Đối phương đã chịu nói như vậy, cho thấy vẫn coi trọng đại học Phú Đán của bọn họ. Vân Thanh Hằng cũng có chút chờ mong Lâm Thanh Diện sẽ đến trường học của bọn họ làm giáo sư, trong đầu cô bất giác nổi lên câu chuyện giữa thầy và trò, khuôn mặt cũng dần dần đỏ lên. Lâm Thanh Diện đồng ý Trung Chí đúng chỉ là khách khí một chút tất nhiên anh không hề nghĩ tới sẽ đi làm giáo sư thỉnh giảng gì đó ở Đại học Phú Đán. Bây giờ hứa Bích Hoài còn đang mất tích, chuyện anh muốn làm cũng chỉ có tìm kiếm hứa Bích Hoài mà thôi, chuyện khác đều phải đợi khi tìm được hứa Bích Hoài rồi mới nói. Sau khi tán gỗ với Tôn Sùng Nam một lát, vì Trung Trí và Vân Thanh Hằng phải đi máy bay, Kim Quốc Trung phải đưa bọn họ đi sân bay, nên mấy người liền rời khỏi kỳ chân các. Sợ chậm trễ máy bay, sau khi tạm biệt Lâm Thanh Diện, ba người Kim Quốc Trung lập tức rời khỏi Phan Gia Viên. Trước khi đi, Vân Thanh Hằng còn hỏi phương thức liên lạc của Lâm Thanh Diện nói vì Lâm Thanh Diện còn chưa đưa ra yêu cầu kia mà cô lại là một người giữ chữ tín nên cô sẽ chờ Lâm Thanh Diện để cập tới với mình và xin phương thức liên lạc của anh. Sau khi Kim Quốc Trung đưa Trung Chí và Vân Thanh Hằng rời đi, Lâm Thanh Diện lại đi lòng vòng trong Phan Gia Viên, sau đó dự định rời đi. Khi Lâm Thanh Diện đang đi ra khỏi kỳ chân các thì một bóng dáng đập vào mắt anh sát khí trên người anh đột nhiên bộc phát, nếu không phải xung quanh có rất nhiều người, e là anh đã xông lên ra tay rồi. Lạc Tâm Người phụ nữ này đã liên kết với Lạc Hân đuổi Lâm Thanh Diện ra khỏi nhà họ Lâm, ý đồ cướp nhà họ Lâm khỏi tay Lâm Thanh Diện. Người phụ nữ này đã làm hại hứa bích hoài mất tích, trung linh nhi hôn mê bất tỉnh. Trước mắt, mọi hận thù trong lòng Lâm Thanh Diện đều tập trung ở người phụ nữ này, trong đầu anh đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh mình tự tay giết chết Lạc Tâm. Khi vừa trở lại kinh đô, Lâm Thanh Diện định trực tiếp đi tới tập đoàn Ninh Vân giết chết Lạc Tâm để hả mối hận trong lòng. Nhưng lại cân nhắc việc Lạc Tâm là người bên cạnh công tôn Ninh, nếu mình muốn giết Lạc Tâm, chắc chắn công tôn Ninh sẽ không ngồi yên mà nhìn. Trước kia khi giết người, Lâm Thanh Diện đều có thể dựa vào thế lực của mình giải quyết hoàn hảo mọi chuyện mà không bị bắt. Nhưng dù sao công tôn Ninh cũng người của gia tộc cao cấp thế giới. Chắc chắn anh ta có rất nhiều thủ đoạn có thể khiến Lâm Thanh Diện bị tống giam sau khi giết người. Dù Lâm Thanh Diện có cách chống lại, thì vẫn khiến sự tình trở nên khá phiền phức. Nên anh cũng không trực tiếp ra tay, mà tính toán đợi phá đổ tập đoàn Ninh Vân, đến lúc đó, anh sẽ không buông tha cho bất cứ kẻ nào dù là Lạc Tâm hay là Công Tôn Ninh. Anh không nghĩ tới mình sẽ đụng phải Lạc Tâm ở nơi này, nên phẫn nộ trong lòng lập tức bị kích động. Lạc Tâm theo lời công tôn Ninh đến Phan gia viên mua mấy món đồ chơi văn hóa, đợi đến bữa tiệc sẽ tặng cho Kim Quốc Trung, hợp ý. Dù biết lần này hợp tác này chắc chắn là của tập đoàn Ninh Vân, nhưng chắc chắn không thiếu được lễ nghi cần thiết. Cô ta vốn định đi đến một tiệm đồ cổ phía trước, nhưng ngay lúc này, cô ta lại run rẩy theo bản, cảm giác lạnh người dâng lên từ tận đáy lòng. Cô ta lập tức nhíu mày, vội quay đầu quan sát xung quanh, khi nhìn thấy bóng dáng Lâm Thanh Diện, Cô ta cảm thấy trong lòng nao nao, cánh tay nổi ra gà. Sao thằng nhóc này lại ở chỗ này? Phản ứng đầu tiên của lạc tâm chính là mau chạy trốn. Nhưng cô ta vừa có ý nghĩ này thì lâm thanh diện đã đến trước mặt cô ta. Đồ đàn bà đáng chết, cô đã giấu vợ tôi đi đâu? Lâm thanh diện vươn tay về phía lạc tâm. Hai vệ sĩ đi theo lạc tâm lập tức đưa tay ngăn trước mặt lâm thanh diện. Kẻ nào còn dám ra tay với bà chủ của chúng ta, không biết sống chết một vệ sĩ hét lên, không trần chờ ra tay với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, đấm một đấm về phía vệ sĩ đó, vệ sĩ đó lập tức ngã khuỵu trên mặt đất, lăn rất xa về phía sau. Vệ sĩ khác thấy thế, vội ra tay, nhưng lại bị Lâm Thanh Diện đạp một cái, bay đi. Cảnh này thu hút rất nhiều người xung quanh tới vây xem, mọi người không nghĩ tới, lại có người dám ra tay ở Phan Gia Viên. Lạc tâm mặt mũi đầy hoảng sợ nhìn Lâm Thanh Diện, Cô ta biết rõ Lâm Thanh Diện có thực lực giết chết cô ta. Nếu hôm nay Lâm Thanh Diện không muốn để cô ta đi thì chắc chắn cô ta sẽ không rời khỏi được Phan Gia Viên nửa bước. Lâm Thanh Diện đưa tay bắt lấy cổ Lạc Tâm, âm thanh lạnh lùng nói, trả lời vấn đề của tôi, cô giấu vợ tôi đi đâu rồi? Lạc Tâm nhanh chóng đảo mắt, cô ta cũng đã nghe chuyện Hứa Bích Hoài mất tích sau tai nạn xe, nhưng chính cô ta cũng không rõ tại sao Hứa Bích Hoài lại mất tích, nên tất nhiên không thể nói cho Lâm Thanh Diện tung tích của Hứa Bích Hoài nếu hôm nay cậu giết tôi thì cả đời này cậu sẽ không thể gặp lại cô ta. Lạc tâm lừa gạt Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói cô cảm thấy cô có tư cách uy hiếp tôi sao. Lạc tâm cảm nhận được lửa giận ngập trời trong lòng Lâm Thanh Diện, biết khi tức giận như vậy không chừng Lâm Thanh Diện thật sẽ kích động mà giết chết cô ta. Cô ta vội nghĩ cách chạy trốn, lúc này đã có rất nhiều người vây quanh, Lạc tâm chợt nảy ra suy nghĩ, bất ngờ cười một tiếng với Lâm Thanh Diện, Vẻ căng thẳng lúc đầu cũng đã biến mất. Cậu có thể ở chỗ này giết tôi, dù sao xung quanh nhiều người nhìn như vậy, nếu cậu giết tôi thì cậu cũng không trốn thoát được, đến lúc đó dù có tìm được vợ cậu thì cậu cũng không có cơ hội gặp lại cô ta. Lạc Tâm tỏ vẻ bất cần. Nghe thấy Lạc Tâm nói như vậy, Lâm Thanh diện lập tức bình tĩnh lại, chú ý tới xung quanh mọi người đang quan sát bọn họ. Lạc Tâm nói không sai, nếu như trước mặt nhiều người như vậy mà giết chết cô ta thì chuyện sẽ hết sức phiền phức lạc tâm chú ý tới thay đổi của lâm thanh diện âm thầm thở phào nhẹ nhõm cô ta không còn sợ hãi nữa cô ta biết lâm thanh diện không dám ở nơi này giết mình nên cảm thấy không có gì phải sợ không phải cậu muốn giết tôi sao sao vẫn chưa ra tay thế chẳng lẽ cậu là kẻ hèn nhát chỉ dám nói không dám làm lần trước bản thân bà đã uống thuốc độc sao vẫn sống đến giờ lâm thanh diện không để ý sự khiêu khích của lạc tâm mở miệng hỏi Lạc tâm nghĩ thầm dù sao Lâm Thanh Diện đã biết cô ta còn sống, nên có nói cho anh biết chuyện lúc trước cũng không sao. Cô ta cười nói, thuốc độc đó, sau khi uống vào sẽ không khiến người ta chết ngay mà chỉ khiến người ta biểu hiện giống chết. Chỉ cần trong thời gian quy định uống thuốc giải thì có thể khôi phục lại. Thế nào, có phải cậu không ngờ được tôi lại để lại cho mình một con đường không? Mà chính vì sai lầm của cậu nên mới dẫn đến những chuyện phía sau, cho nên nói, vợ cậu xảy ra chuyện, toàn bộ đều là trách nhiệm của cậu, chẳng lẽ cậu không nên sám hối hả? Lâm Thanh Diện lại nắm lấy cổ tay Lạc Tâm siết chặt. Lạc Tâm cười lạnh một tiếng, mở miệng nói tôi thích nhìn ánh mắt thống hận nhưng lại không có cách nào giết tôi của cậu, chỉ có cậu đau khổ, tôi mới có thể vui vẻ, nếu không tôi cũng sẽ không trăm phương ngàn kế hại vợ cậu như thế. Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, sau đó buồn bã nói, hiện tại đúng là tôi không thể trước mặt nhiều người như vậy giết chết bà. Vậy cậu còn không mau thả tôi ra, Lạc Tâm khí thế hung hăng nói: "Khóe miệng Lâm Thanh Diện nở nụ cười khát máu. Nhưng ở đây chắc là không có ai có thể ngăn tôi đánh bà nhỉ." Nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, sắc mặt Lạc Tâm lập tức trở nên trắng bệch, không ngừng giãy giụa. Chương 495: Đánh Lạc Tâm tơi bời. "Cậu, cậu mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ kêu lên, lát nữa nếu có người báo cảnh sát thì cậu sẽ gặp phiền phức lớn đấy." Lạc Tâm vẻ mặt hoảng hốt nói với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười lạnh, nói, bà cảm thấy, ở Kinh Đô, tôi ngay cả chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được sao. Sứt lời, Lâm Thanh Diện tát luôn vào mặt Lạc Tâm một cái, một tiếng, bốp, lanh lảnh vang lên, nửa bên mặt của Lạc Tâm lập tức sưng đỏ, người xem náo nhiệt xung quanh đều cắn cắn răng hàm. Chuyện này là thế nào, sao lại có thể đánh ác như vậy, cha cha cha, sao người đàn ông này lại không hề biết thương hương tiếc ngọc thế. Mọi người xem ánh mắt anh ta kìa, dường như muốn giết người vậy phải thù hằn như thế nào thì mới đến mức đó chứ người phụ nữ đó xinh đẹp như vậy mà người đàn ông đó lại có thể ra tay được chẳng lẽ là do người phụ nữ này làm chuyện gì có lỗi với anh ta có phải khi đó bà không hề nghĩ tới mình sẽ có một ngày như hôm nay lâm thanh diện nhìn chằm chằm lạc tâm lạc tâm chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình đau rát vẻ mặt cô ta đầy u oán nhìn lâm thanh diện nghiến răng nghiến lợi nói giờ người đứng phía sau tôi là cậu chủ nhà công tôn thực lực nhà công tôn mạnh hơn nhà họ lâm hàng trăm nghìn lần hôm nay cậu ra tay với tôi nhà công tôn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu bốp một tiếng nữa lâm thanh diện tiếp tục tát thêm cái nữa vào mặt lạc tâm âm thanh lạnh lùng nói có phải bà suy nghĩ quá nhiều rồi hay không bà chẳng qua là một con cờ của công tôn ninh mà thôi chẳng lẽ bà lại cho rằng hôm nay tôi không đánh bà thì công tôn ninh sẽ thân thiết với tôi à hai bên má lạc tâm đã sưng phồng lên, khóe miệng còn chảy máu, ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn Lâm Thanh Diệt mở miệng nói: cậu đã biết Công Tôn Ninh nhầm vào cậu, sao còn không mau tự mình đến trước mặt anh ta mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi? Chẳng lẽ cậu cảm thấy với thực lực nhà họ Lâm có thể chống lại nhà Công Tôn ư? Chuyện này không đến lượt bà quan tâm, bà chỉ cần biết bà làm hại Linh Nhi hôn mê bất tỉnh, Bích Hoài mất tích nên phải gánh tất cả hậu quả của chuyện này. Sứt lời lâm thanh diện tiếp tục vươn tay về phía mặt lạc tâm lạc tâm bị lâm thanh diện tát đến mức trời đất quay cuồng nói cho tôi bà đã đưa bích hoài đi đâu rồi lâm thanh diện híp mắt nhìn lạc tâm ánh mắt lạc tâm có chút mơ hồ nhìn lâm thanh diện khóe miệng miễn cưỡng nở nụ cười cuồng loạn nói thì ra cậu cũng có lúc gấp gáp như vậy nếu tôi không nói cho cậu biết có phải cậu sẽ bị gấp chết hay không tôi thích nhìn dáng vẻ sốt ruột nhưng bất lực này của cậu từ khi cậu hại chết chị gái tôi cướp đi toàn bộ của tôi thì tôi đã nhiều lần tưởng tượng ra cảnh tượng này rồi. Lâm Thanh Diện một tay bóp cánh tay của Lạc Tâm, lạnh lùng nói, nhưng chắc bà không hề nghĩ tới sẽ nói chuyện với tôi trong hoàn cảnh này nhỉ. Sứt lời, anh không hề do dự bóp gãy xương cánh tay của Lạc Tâm. Lạc Tâm hét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy, đau đến mức khiến khuôn mặt cô ta cũng trở nên vặn vẹo. Eo em Thanh Diện lại bắt lấy cánh tay khác của Lạc Tâm, lạnh lùng nói, nói cho tôi biết, bà đã giấu bích hoài đi đâu rồi nếu bà không nói thì hôm nay dù tôi không giết bà thì cũng sẽ chặt tứ chi của bà để bà tàn phế cả đời vẻ mặt lạc tâm sợ hãi bà ta nhìn chằm chằm lâm thanh diện một lúc rồi cười phá lên nói nếu cậu đã muốn biết như vậy thì tôi nói cho cậu biết cũng không sao lâm thanh diện lập tức tiến lên một bước cả người đều căng thẳng anh hết sức sợ hãi sẽ nghe được từ lạc tâm kết quả không thể tiếp nhận nếu thật như vậy chắc chắn anh sẽ không thèm quan tâm xung quanh có người hay không mà trực tiếp giết chết lạc tâm tôi cũng không biết hứa bích hoài đã đi đâu ngày đó tôi chỉ sắp xếp người tông cô ta nào ngờ cô ta may mắn cô ta đi cùng cô gái nhỏ của thương hội thiên nguyên cô gái nhỏ đó được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tôi cũng không sắp xếp bất cứ ai quản chuyện này cho nên tại sao hứa bích hoài mất tích đã đi đâu tôi cũng không biết hôm nay dù cậu có thật sự chặt tứ chi của tôi thì tôi cũng chẳng thể nói ra cô ta đang ở đâu Lạc Tâm thành thật trả lời. Nghe thấy lời này của Lạc Tâm, Lâm Thanh Diện vô thức cho rằng cô ta đang đùa bỡn mình, nên cánh tay đang nắm cánh tay Lạc Tâm lập tức dùng sức. Nhưng anh quan sát thấy Lạc Tâm có vẻ không hề hoảng sợ, nhìn qua không hề giống là nói láo. "Bà muốn chết hả?" Lâm Thanh Diện híp mắt nói. Lạc Tâm vẻ mặt bất cần, mở miệng nói, "Tôi không hề lừa cậu, nếu cậu không tin tôi thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Lúc đó tôi chỉ muốn để hứa Bích Hoài xảy ra chuyện." còn sau đó xảy ra chuyện gì, tôi căn bản không quan tâm. Hơn nữa với tính cách của tôi, tất nhiên tôi muốn để cậu nhìn thấy hứa bích hoài chịu tội hơn, thì cứ gì tôi lại phải giấu cô ta đi chứ. Lâm Thanh Diện nhíu mày, nếu lạc tâm nói không sai, vậy rốt cuộc tại sao hứa bích hoài lại mất tích? Lâm Thanh Diện cảm thấy hết sức mờ mịt, anh vốn cho rằng chỉ cần tìm được lạc tâm thì có thể tìm được tung tích của hứa bích hoài, nhưng hiện tại xem ra chuyện không hề đơn giản như anh tưởng tượng. Lâm Thanh Diện, có phải cậu đang rất tuyệt vọng hay không nói cho cậu biết cậu càng tuyệt vọng thì tôi càng cảm thấy vui vẻ bây giờ tôi còn cảm thấy may mắn vì sự mất tích của hứa bích hoài không liên quan đến tôi nếu thật do tôi làm thì tôi e là tôi sẽ không chịu được sự nghiêm hình bức cung của cậu mà khai ra rồi nhưng mà tôi không biết nên dù cậu có đánh chết tôi thì tôi cũng không thể nói cậu biết hứa bích hoài đang ở nơi nào lạc tâm thậm chí có chút đắc ý nở nụ cười lâm thanh diện thấy thế lại tát thêm cái nữa trên mặt lạc tâm lạc tâm cứng người lâm thanh diện thằng khốn lạc tâm điên cuồng hét lên dù hôm nay bà thật không biết thì bà cho rằng bà có thể được yên sao lâm thanh diện hừ lạnh một tiếng không hề nương tay với lạc tâm vừa nãy lạc tâm đã hoàn toàn chọc giận lâm thanh diện dù hiện lâm thanh diện không thể giết bà ta nhưng anh muốn đánh lạc tâm thì ai cũng không ngăn được người xung quanh thấy lâm thanh diện ra tay với lạc tâm thì đều cảm thấy sợ hãi vì Lâm Thanh diện đánh thật sự quá độc ác, bọn họ mới chỉ thấy đàn ông đánh phụ nữ ác như vậy trên trên tivi mà thôi. Trời ạ, à, anh ta ra tay độc ác quá, người phụ nữ này đã làm cái gì mà khiến người đàn ông này tức giận như vậy? Quá thảm rồi, chúng ta có cần báo cảnh sát hay không? Thôi bỏ đi, có vẻ người phụ nữ này đã làm gì đó có lỗi với người đàn ông, không chừng họ là vợ chồng đấy, phụ nữ ngoại tình, đây là việc nhà người ta, cảnh sát cũng không quản được đâu. Cha cha, phụ nữ đẹp đúng là chẳng có gì tốt đẹp, động một chút lại vượt quá giới hạn, giờ có bị đánh thì cũng là đáng đời. Một lúc lâu sau, Lạc Tâm đã bị Lâm Thanh Diện đánh đến thoi thóp, lúc này Lâm Thanh Diện mới buông tha bà ta, ném bà ta xuống đất. Anh nhìn chằm chằm Lạc Tâm, lạnh lùng nói, hôm nay chỉ là tạm thời cho bà một bài học, mặc kệ việc mất tích của Bích Hoài có liên quan đến bà hay không thì bà cũng là đầu sỏ gây ra chuyện này. Tôi sẽ không bỏ qua cho cả bà và Công Tôn Ninh mà ngày đó sẽ nhanh đến thôi. Sứt lời, Lâm Thanh Diện quay người rời khỏi Phan Gia Viên. Lạc tâm ngã trên mặt đất, đã không có bất kỳ năng lực hoạt động gì, bà ta chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không chịu nổi, nước mắt không kìm được rơi xuống. Từ nhỏ đến lớn, bà ta chưa từng bị đánh như vậy, bà ta vốn tưởng mình là phụ nữ thì Lâm Thanh Diện sẽ nương tay một chút, nhưng sự thật chứng minh, bà ta đúng là quá ngây thơ rồi. Một lúc lâu sau, hai vệ sĩ bị Lâm Thanh Diện đánh gục trên mặt đất mới có thể từ từ bỏ dậy, đi đến bên cạnh Lạc Tâm nâng bà ta lên rời khỏi nơi này. Thật ra hai người bọn họ đã sớm hồi phục rồi, nhưng vì Lâm Thanh Diện quá lợi hại, họ đều hiểu rõ, dù có đứng lên thì cũng lại tiếp tục bị Lâm Thanh Diện đánh bại, vì vậy họ mới dứt khoát giả vờ không dậy nổi, nằm trên mặt đất một lúc. Nhà cũ nhà họ Lâm. Lâm Thanh Diện ngồi trong phòng sách, cau mày, hồi tưởng lại chuyện xảy ra cùng Lạc Tâm hôm nay. Anh cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhỏ, muốn tìm ra có phải Lạc Tâm không hề nói dối hay không. Trước đó anh vẫn cho rằng chính Lạc Tâm đã khiến Hứa Bích Hoài mất tích, nhưng hiện tại Lạc Tâm nói bản thân cũng không thích thú gì chuyện này, hơn nữa có vẻ không hề giống như đang nói đùa, điều này khiến Lâm Thanh Diện hết sức hoang mang. Nếu chuyện mất tích của Hứa Bích Hoài không liên quan tới Lạc Tâm vậy là ai đã mang Bích Hoài đi? Lâm Thanh Diện cẩn thận suy nghĩ đến tất cả những người có khả năng làm ra chuyện này nhưng vẫn không thể tìm ra lý do bọn họ mang hứa Bích Hoài đi. Hơn nữa, người sẽ ra tay với hứa Bích Hoài cũng chỉ có Lạc Tâm, nếu Lạc Tâm không làm thì Lâm Thanh Diện thật sự không nghĩ ra còn có ai sẽ đưa hứa Bích Hoài đi mà không hề để lại bất kỳ manh mối gì. Sau khi suy nghĩ kỹ càng mà vẫn không có kết quả, Lâm Thanh Diện cầm điện thoại di động lên, gọi điện cho Trần Tài Anh. Sự mất tích của Bích Hoài có lẽ không liên quan đến Lạc Tâm, phương hướng mà chúng ta suy đoán trước đó đã xảy ra sai sót cậu hãy cẩn thận điều tra xem cùng ngày xảy ra chuyện còn có ai xuất hiện ở gần con đường đó không, không được để sót bất kỳ người có khả năng nào. Hiểu, điện thoại bên kia đáp. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thanh Diện thở dài một hơi, lại bắt đầu cảm thấy lo lắng về tình hình hiện tại của hứa Bích Hoài. Vì không biết sốt cuộc là ai đã mang hứa Bích Hoài đi, nên Lâm Thanh Diện khó tránh khỏi không khống chế được mà nghĩ theo chiều hướng xấu. Tập đoàn Ninh Vân Trong văn phòng công tôn Ninh, hai vệ sĩ khiêng lạc tâm đã bị đánh đến không còn hình người đi vào, bọn họ đã đưa lạc tâm đi bệnh viện chữa trị, bác sĩ đã bó bột cho cánh tay lạc tâm, nhưng nói là khả năng khôi phục cực kỳ nhỏ. Công tôn ninh đang nghịch điện thoại, thấy có người đi vào, ngẩng đầu nhìn một chút, sau khi dừng mắt trên người lạc tâm, lập tức hét lên, mẹ kiếp, trò gì thế này? Một vệ sĩ mở miệng nói, đây, đây là tổng giám đốc lạc, cô ấy ở bên ngoài bị người ta đánh. Công tôn ninh nhíu mày, Mở miệng hỏi, kẻ nào đã đánh cô ấy thành cái thế này? Vệ sĩ đó lập tức kể lại cho Công Tôn Ninh nghe chuyện xảy ra ở Phan Gia Viên. Nghe xong, mắt Công Tôn Ninh híp lại, lạnh lùng nói, tên Lâm Thanh Diện này đúng là cả gan làm loạn, nhà họ Lâm bọn họ đã đến bước đường cùng mà vẫn còn dám ra tay trước mặt mọi người, đây là chó cùng rứt dậu rồi sao? Anh ta đi tới, nhìn chằm chằm Lạc Tâm, nói, cha cha, cậu ta ra tay thật độc ác, lại đánh cô thành như thế này. Tôi muốn, giết, cậu ta, lạc tâm thiều thào. Công tôn ninh cười nói, cô yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng giành được cơ hội hợp tác kế hoạch cải tạo nội thành cũ. Đến lúc đó nhà họ Lâm đã thành nỏ mạnh hết đà, không có bất kỳ tư cách gì mà đấu với chúng ta. Cậu chủ, thực lực Lâm thanh diện rất mạnh, nếu anh đưa cao thủ đến e là cũng không phải đối thủ của cậu ta. Vệ sĩ nhắc nhở, công tôn ninh cười nhạo, nói thực lực cậu ta có mạnh hơn nữa thì sao chứ, các cậu không cần lo lắng, Tôi đã chuẩn bị đại lễ cho cậu ta rồi. Lần này, tôi đã bỏ rất nhiều tiền để mời người đứng đầu Chiến thần bảng của quan lĩnh, dù thực lực Lâm Thanh Diện này có mạnh hơn nữa thì cũng không thể là đối thủ của người đó. Đến lúc đó, Lâm Thanh Diện chỉ có nước quỳ xuống xin tôi tha thứ mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 496: Bữa tiệc. Ở kinh đô, kế hoạch cải tạo nội thành cũ đã trở thành chủ đề hết sức lôi cuốn. Vì cần hợp tác tiếp nhận nhiệm vụ của kế hoạch cải tạo, các gia tộc tập đoàn lớn đều có chút kích động. Dù trong lòng mọi người đều hiểu rõ, hợp tác kế hoạch cải tạo lần này chắc chắn sẽ chỉ rơi vào trong tay mấy thế lực đứng đầu kinh đô như tập đoàn Ninh Vân, thương hội Thiên Nguyên nhà họ Lâm, nhưng kế hoạch cải tạo lần này dây dưa rất nhiều, một chút dự án nhỏ cũng có thể thu được lợi ích không nhỏ, nên mọi người đều đang chờ tiếp nhận một số dự án nhỏ liên quan kế hoạch cải tạo lần này. Mà vì tập đoàn Ninh Vân nhằm vào nhà họ Lâm, nên giờ đây toàn bộ kinh đô đều biết nhà họ Lâm đã thành nỏ mạnh hết đà, đã không còn năng lực cạnh tranh với tập đoàn Ninh Vân. Dù giữa Thương hội Thiên Nguyên và tập đoàn Ninh Vân đã xảy ra cuộc đọ sức khá lớn, nhưng trong khoảng thời gian này cũng có tin tức truyền tới, nói Thương hội Thiên Nguyên đã từng có ý đổ ra tay với tập đoàn Ninh Vân, nhưng cuối cùng vẫn bị tập đoàn Ninh Vân dễ dàng hóa giải. Thậm chí còn nói Thương hội Thiên Nguyên căn bản không phải đối thủ của tập đoàn Ninh Vân, sở dĩ thương hội thiên nguyên còn có thể bình yên vô sự là vì tập đoàn Ninh Vân chẳng thèm ra tay với bọn họ mà thôi. Nhất thời, mọi người đều cho rằng, hợp tác lần này chắc chắn sẽ rơi vào tay tập đoàn Ninh Vân. Mà mấy ngày nay có tin tức truyền ra, nói người nhà họ lâm bởi không chịu được thế công của tập đoàn Ninh Vân mà chó cùng rứt rậu, đánh giám đốc tập đoàn Ninh Vân. Mọi người đều cảm thấy nhà họ Lâm làm như vậy là không hề có phong độ của gia tộc lớn, không cạnh tranh được trên thương trường thì tìm người đánh người ta, có vẻ hơi mất mặt. Mà điều này cũng chứng minh nhà họ Lâm thật không thể chống lại tập đoàn Ninh Vân, nếu không sao lại có thể làm ra chuyện đánh người như vậy chứ. Lâm Thanh Diện biết tin tức này chắc chắn là do lạc tâm phái người truyền ra, nhưng anh cũng không thèm để ý, càng nhiều người cho rằng nhà họ Lâm không có khả giành được hợp tác lần này, thì Lâm Thanh Diện sẽ khiến tập đoàn Ninh Vân càng mất mặt hơn. Bởi vì sau chuyện Lâm Tài Thu và Lâm Thanh Ngân lần trước, Hiện ở nhà họ Lâm chỉ còn lại những người trung thành tuyệt đối, Lâm Thanh Diện đã cam đoan với nội bộ nhà họ Lâm, nhất định giành được lần hợp tác này, đến lúc đó không một thế lực nào ở kinh đô có thể sánh được với nhà họ Lâm. Mọi người đã được chứng kiến Lâm Thanh Diện dễ như trở bàn tay hóa giải sự thăm dò của tập đoàn Ninh Vân, nên hoàn toàn tin tưởng vào lời này của Lâm Thanh Diện. Mà Lâm Thanh Diện cũng tin, những người đã được sàng lọc này, sau này nhất định có thể dẫn dắt nhà họ Lâm đến huy hoàng mới. Phòng đọc sách của Lâm Thanh Diện, lúc này Lâm Thanh Diện đang ngồi trước bàn nhìn chằm chằm báo cáo liên quan tới tập đoàn Ninh Vân trên mặt bàn. Điện thoại di động của Lâm Thanh Diện vang lên, Lâm Thanh Diện cầm lên xem, là Kim Quốc Trung gọi điện thoại tới. Sau khi kết nối, âm thanh Kim Quốc Trung từ đầu bên kia truyền tới, "Anh Lâm, tôi đã nghĩ ra cách có thể khiến nhà họ Lâm nắm trong tay hợp tác kế hoạch cải tạo lần này, đồng thời có thể khiến tập đoàn Ninh Vân lấy tất cả tài chính ra, nhưng đến lúc đó cần anh Lâm phối hợp một chút." Lâm Thanh Diện hơi hít mắt, lập tức đáp, không có vấn đề. Bữa tiệc cùng ngày, 7 giờ tối, Phượng Minh Các. Lúc này đại sảnh Phượng Minh Các đã bị bao hết, bố trí một chút để dùng tổ chức bữa tiệc. Trước cửa Phượng Minh Các đậu đầy xe sang trọng, nhìn khắp một lượt, không có xe nào giá trị thấp hơn 3 tỷ. Bởi vì kế hoạch cải tạo nội thành cố thu hút sự chú ý của rất nhiều người, mặc kệ có hy vọng hay không, hôm nay chỉ cần người có chút địa vị ở Kinh Đô đều chạy tới xem náo nhiệt. Không lâu sau, một chiếc Aston Martin bản giới hạn đậu ở cửa Phượng Minh Các, Công Tôn Ninh và Lạc Tâm tay quấn lấy băng vải, mặt tím bầm từ trên xe bước xuống, đi vào Phượng Minh Các. Mọi người mau nhìn xem, đó là hai người thực sự nắm quyền ở tập đoàn Ninh Vân thời điểm này đấy, người đàn ông thật khí thế, trời ạ, à, e là đây mới thật sự là con ông cháu cha đẳng cấp nhất, loại vừa có tiền vừa có năng lực, không được, tôi sắp bị anh ta làm cho mê mẩn rồi. Người phụ nữ kia làm sao thế? nhìn như vừa bị đánh ấy. Nghe nói cô ấy bị người nhà họ Lâm đánh, nhà họ Lâm bị tập đoàn Ninh Vân nhầm vào, đã sắp không trụ nổi nữa, nên người nhà họ Lâm mới chó cùng rứt dậu đánh người ta, thật xấu hổ. Thật sao, nhà họ Lâm làm như vậy thật quá hèn hạ, dù sao cũng là một gia tộc lớn hô mưa gọi gió nhiều năm ở kinh đô, mà bây giờ đấu không lại người ta thì đánh người, xem ra nhà họ Lâm sắp xong đời rồi. Hai người Lâm Tài Thu và Lâm Thanh Ngân đã sớm đến nơi này. Ngày đó bọn họ dốc hết sức thăm dò nhà họ Lâm nhưng thất bại, tổn thất rất nhiều người, nên trong lòng bọn họ đều khá khó chịu, hôm nay đặc biệt đến đây sớm để xem trò cười của Lâm Thanh Diện. Từ chỗ Lạc Tâm bọn họ biết được, hợp tác lần này chắc chắn sẽ rơi vào tay tập đoàn Ninh Vân, Lâm Thanh Diện đã sắp không còn được sống dễ chịu nữa. Thấy Công Tôn Ninh và Lạc Tâm đi đến, hai người lập tức chạy đến cửa nghênh đón. Lâm Thanh Ngân trước nay có chút kiêu ngạo lại tỏ ra hết sức thận trọng trước mặt Công Tôn Ninh vẻ mặt còn có chút ngượng ngùng. Làm một người vô cùng thích xu lợi tránh hại, Lâm Thanh Ngân đã lợi dụng sắc đẹp của mình để quyến rũ và phát sinh quan hệ với công tôn ninh. Theo cô ta, chỉ cần có thể ôm lấy cái đùi công tôn ninh này thì nửa đời sau của cô ta sẽ không phải lo lắng bất cứ chuyện gì nữa. Dù cô ta cũng hiểu rõ, dạng cậu chủ cao cấp như công tôn ninh chẳng qua chỉ chơi đùa với cô ta mà thôi, nhưng cô ta tin bản thân có thể dùng sự quyến rũ của mình mà chinh phục trái tim người đàn ông này. Bốn người vốn định cùng đi vào phượng minh các, thì đúng lúc này đám người ở cửa đột nhiên xôn xao, bốn người đều quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện một chiếc xe taxi đang từ từ chạy tới, đậu ngay cửa phượng minh các. Chiếc xe taxi dừng ở đây nhìn rất khập khiếng với những chiếc xe sang trọng kia, như vịt con xấu xí giữa đàn thiên Nga, nhìn hết sức thua kém. Cửa xe mở ra, Lâm Thanh Diện từ trên xe đi xuống, quay người đi về phía cửa chính Phượng Minh Các. Khi mọi người nhìn thấy người từ xe taxi đi xuống là Lâm Thanh Diệt, lập tức cười ầm lên, không hề che giấu chế giễu với Lâm Thanh Diệt. Bây giờ hầu như toàn bộ người kinh đô đều biết nhà họ Lâm xa cơ, sau khi tập đoàn Ninh Vân giành được hợp tác kế hoạch cải tạo nội thành cũ thì nhà họ Lâm căn bản không thể thọ được lâu. Bọn họ đều là người mượn gió bẻ măng, tất nhiên sẽ đứng về phe kẻ mạnh, nên rất nhiều người ở đây không còn kính sợ nhà họ Lâm như lúc trước nữa. Tôi không nhìn lầm chứ, Lâm Thanh Diện lại có thể đi taxi tới chỗ như thế này sao? Nhà họ Lâm đã xa suốt đến mức thê thảm như vậy ư? Một gia tộc lớn như thế mà ngay cả xe ô tô cũng không có. Tôi buồn cười chết mất, đường đường là ông chủ nhà họ Lâm mà lại ngồi xe taxi tới tham gia bữa tiệc hôm nay. Chẳng lẽ cậu ta đã biết trước hoàn cảnh sau này của mình nên dự định vò mẻ không sợ rơi sao? Cha cha, ông chủ nhà họ Lâm tinh thần xa suốt như vậy thì chắc nhà họ Lâm còn thê thảm hơn. Trước kia ở kinh đô là gia tộc một tay che trời, đến giờ lại rơi vào tình trạng này, thật khiến người ta thổn thức. Nghe nói nhà họ Lâm là sau khi giao vào tay cậu ta mới biến thành như thế này, loại người không có năng lực là đầu sỏ gây nên sự nghèo túng của gia tộc. Lâm Thanh Diện nghe thấy người chung quanh bàn luận về mình, nhưng anh không thèm để ý, là người chỉ coi trọng kết quả, anh vĩnh viễn không quan tâm trong quá trình người ta sẽ nghĩ như thế nào. Anh đi thẳng về phía cửa chính Phượng Minh Các, nhanh chóng nhìn thấy bốn người công tôn ninh đứng ở cửa. Anh chẳng thèm nhìn ba người lạc tâm, lâm tài thu, lâm thanh ngân, mà chỉ nhìn chầm chầm công tôn ninh, cả người tản ra uy thế khiến người ta khó mà kháng cự. Công tôn ninh cũng nhìn lâm thanh diện, bốn mắt nhìn nhau, anh ta nở nụ cười diễu cợt. chương 497, tôi không dễ trêu như anh nghĩ. Anh là lâm thanh diện, tôi còn tưởng anh là người khác người thế nào, giờ xem ra cũng chỉ là người bình thường. À sai rồi, Quả thật anh cũng rất khác người, e là chỉ có mình anh mới có thể ngồi taxi tới đây thôi." Công Tôn Ninh cười nói. Thì ra người nhà Công Tôn cũng chỉ như vậy, tôi luôn cho rằng người thích nói lời cay nghiệt là người hay làm mấy chuyện nhàm chán, hóa ra cậu chủ nhà Công Tôn cũng thích như vậy." Lâm Thanh Diện cũng đáp lại một câu. Công Tôn Ninh híp mắt lại ngay, càng nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt khó chịu. "Lâm Thanh Diện, anh đừng đứng đây giả vờ nữa, cậu Ninh là người anh có thể tùy ý đánh giá à?" anh sắp trở thành người mất chỗ dựa rồi, tôi thấy anh nên quan tâm tình cảnh của mình trước đi." Lâm Tài Thu lườm Lâm Thanh Diện rồi nói. "Hừ, hạ người như anh không bao giờ có thể so bì với cậu Ninh, thế mà hồi nhỏ tôi còn xem anh là thần tượng của mình, giờ nghĩ lại, thật kinh tởm." Lâm Thanh Ngân cũng bắt đầu nói đỡ cho Công Tôn Ninh. Lâm Thanh Diện chỉ mỉm cười, quay đầu nhìn Lạc Tâm nói, "Còn bà, có phải bà cũng muốn mỉa mai tôi đúng không?" lạc tâm nhìn lâm thanh diện với ánh mắt đầy sát khí vừa nghe anh nói xong cô ta càng nghiến răng nghiến lợi nói giờ tôi có mỉa mai cậu cũng không chút hết lửa giận trong lòng tôi tôi muốn cậu phải chết lâm thanh diện nhún vai vẻ mặt hờ hững như thể lời nói của lạc tâm chẳng hề có tính uy hiếp với anh nhìn bộ dạng của anh có lẽ đã hỏng hết mọi chuyện rồi đúng không anh yên tâm tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu tôi chắc chắn sẽ lấy được bản hợp tác kế hoạch cải tạo khu phố cổ đến lúc đó, anh và nhà họ Lâm của anh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi kinh đô. Công Tôn Ninh cười nói với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện mỉm cười với anh ta, hy vọng anh có thể thoại nguyện, nhưng tôi vẫn tặng câu nói lúc nãy cho anh. Lâm Thanh Diện tôi không dễ trêu như anh nghĩ, nếu anh đã làm đến mức độ này, vậy anh nên cẩn thận một chút, rất nhanh thôi, anh và nhà công tôn của anh sẽ biến mất khỏi thế giới này. Công tôn ninh nhất thời cười nhạo, trong cái nhìn của anh ta, Lâm Thanh Diện dám khiêu khích nhà công tôn là chuyện cực kỳ buồn cười. Một mình anh cũng có thể ép nhà họ Lâm đến mức độ này. Nếu nhà công tôn tập trung xuống tay với nhà họ Lâm, chỉ sợ Lâm Thanh Diện đã sớm không còn cơ hội đứng đây nói chuyện rồi. Trong lòng Lâm Thanh Diện biết rõ công tôn đang nghĩ gì, nhưng công tôn Ninh lại không hề hay biết. Giờ nhà họ Lâm không chỉ có chút sức mạnh ở Kinh Đô, mà sau lưng là toàn bộ quan lĩnh, một thế lực có thể dễ dàng loại bỏ gia tộc đứng đầu thế giới. Lâm Thanh Diện không muốn nói nhảm với mấy người công tôn Ninh nữa, nên vượt qua bốn người, đi thẳng vào bên trong. Lâm Thanh Ngân đứng trước mặt anh cản đường, nhìn anh với ánh mắt đầy khinh thường, nhưng Lâm Thanh Diện lại ngó lơ cô ta, anh va thẳng vào vai cô ta, làm cô ta suýt ngã. Sau khi đứng vững, Lâm Thanh Ngân xoay người lườm bóng lưng Lâm Thanh Diện, rồi cắn răng nói, tên khốn khiếp kia, sớm muộn gì cũng có một ngày anh phải hối hận. Trong đại sảnh, đủ loại đồ ăn thức uống được bày biện trên bàn. Không ít người đang đứng bên bàn, vừa ăn vừa trò chuyện. Lúc Lâm Thanh Diện ra ngoài vẫn chưa ăn gì, nên vừa đi vào đã đi tới bên bàn, vươn tay cầm đồ ăn lên, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Lâm Thanh Ngân nhìn dáng vẻ ăn ngấu nghiến của Lâm Thanh Diện, thì vẻ mặt đầy ghét bỏ nói, đúng là người không biết xấu hổ, chẳng lẽ anh ta đã nghèo đói đến mức ngay cả cơm cũng không ăn nổi ư, còn dám chạy tới đây ăn như hổ đói, tôi thấy hạng người này nên đuổi thẳng ra ngoài mới đúng. Lâm Tài Thu đứng bên cạnh cười khẩy, chúng ta cứ để anh ta ăn ngon một bữa đi, qua hôm nay, anh ta thật sự sẽ sống cuộc sống ngay cả cơm cũng ăn không nổi. Chúng ta đừng bận tâm đến tên ăn mày đó nữa, hai người mang quà chúng ta đã mua đi tặng đi, Lâm Thanh Diện này tới dự tiệc mà không biết mang theo chút quà, xem ra anh ta thật sự là người không có IQ, nếu để người phụ trách kế hoạch cải tạo khu phố cổ biết anh ta ngồi taxi tới, còn tới với hai bàn tay trắng, chỉ sợ ông ta chẳng thèm đoái hoài anh ta. Công Tôn Ninh khinh bỉ nói. Lâm Tài Thu nghe Công Tôn Ninh nói vậy thì mang quà tới chỗ chuyên nhận quà, lúc này chỗ đó đã chất thành một ngọn núi nhỏ, với đủ các loại quà. Lúc này người phụ trách nhận quà đã nhận được tin tức, đợi buổi tiệc kết thúc, tất cả phần quà ở đây sẽ mang tới nhà tổ nhà họ Lâm, mặc dù cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng người đó không dám nói gì, tốt nhất là đừng nên hỏi nhiều về chuyện của mấy người tai to mặt lớn này. Đây là ý của Kim Quốc Trung, ông không hề để tâm đến mấy phần quà này, nên tặng hết cho lâm thanh diện như vậy cũng có thể để lại ấn tượng tốt với anh lúc lâm thanh diện đang ăn thì có một người đi tới chỗ anh anh quay đầu lại nhìn thì thấy là trung thiên nguyên chú muốn ăn một chút không lâm thanh diện đưa pizza trong tay mình cho trung thiên nguyên trung thiên nguyên cười lắc đầu nói vị thần y mà cậu mời tới thật cao siêu ông ấy đã đạt đến trình độ thần thông rồi nhiều bác sĩ nổi tiếng quốc tế đều bó tay trước tình trạng của con gái tôi không ngờ ông ấy chỉ tới khám mấy lần đã đánh thức được con bé, đây đúng là chuyện cực kỳ kinh hỉ với tôi. Nếu ông ấy có thể đánh thức Linh Nhi, vậy ông ấy đã nắm chắc ít nhất là 90%, chú không cần phải lo lắng nữa, chú cứ yên tâm, với y thuật của từ tài, chắc chắn sẽ chữa khỏi cho Linh Nhi. Trung Thiên Nguyên gật đầu, lông mày luôn nhíu chặt lúc trước cũng hơi buông lỏng. Chẳng mấy chốc, người tới dự tiệc hôm nay đã có mặt đông đủ, nhân viên phục vụ đã bày biện tất cả đồ ăn thức uống lên bàn, rồi đứng ngay ngắn bên cạnh, sẵn sàng đợi mấy người tai to mặt lớn này căn dặn. Đúng lúc này, một bóng người từ trên tầng 2 đi xuống cầu thang xoắn ốc, tất cả những người có mặt trong đại sảnh đều trở nên yên tĩnh. Người này chính là Kim Quốc Trung, là nhân vật chính trong buổi tiệc hôm nay, mọi người đều biết người phụ trách kế hoạch cải tạo khu phố cổ này có thân phận gì, nên không ai dám phát ra bất kỳ tiếng động nào vào lúc này. Công Tôn Ninh thấy Kim Quốc Trung xuất hiện thì trên mặt nở nụ cười, rồi lầm bẩm cuối cùng ông ta cũng tới rồi, đã tới lúc xác nhận rốt cuộc đối tác của kế hoạch cải tạo khu phố cổ lần này là ai rồi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chắc chắn đối tác lần này sẽ là chúng ta. Mấy người lạc tâm đều gật đầu, rồi khinh thường liếc nhìn Lâm Thanh Diệt. Kim Quốc Trung từ trên tầng 2 đi xuống, nhìn thoáng qua đại sảnh, sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện thì khẽ cười với anh, rồi đi tới trước mặt mọi người. Các vị, Kim Quốc Trung cao giọng nói, có lẽ mọi người đều biết rõ, Mục đích của buổi tiệc hôm nay là xác nhận đối tác của kế hoạch cải tạo khu phố cổ, vì kế hoạch cải tạo lần này rất quan trọng nên chúng tôi cần hợp tác với những đối tác xuất sắc để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này. Mà đối tác có thể hợp tác với chúng tôi sẽ được chọn ra từ trong các vị. Kim Quốc Trung vừa dứt lời, Công Tôn Ninh đã tiến lên một bước, cao giọng nói với những người có mặt tại đây, "Tập đoàn Ninh Vân tôi tự nguyện đề cử mình, nếu người phụ trách hợp tác với chúng tôi, Chúng tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ người phụ trách hoàn thành kế hoạch cải tạo này. Chương 498, 90 ngàn tỷ. Mọi người đều chấn động trước câu nói này của công Tôn Ninh, ai cũng quay đầu nhìn về phía anh ta, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Mọi người đều biết tiêu chuẩn duy nhất để lựa chọn đối tác lần này chính là thực lực kinh tế, trong số những người có mặt tại đây, gần như không có ai có thực lực kinh tế mạnh hơn tập đoàn Ninh Vân, nên ai cũng hiểu rõ có lẽ đối tác lần này sẽ do tập đoàn Ninh Vân đảm nhận. Giờ công tôn ninh tự đề cử mình như thế, đã xóa sạch suy nghĩ của mấy người vốn mong chờ vào vận may. Nếu bọn họ là người phụ trách, chắc chắn cũng sẽ chọn tập đoàn Ninh Vân. Công tôn ninh cảm nhận được tầm mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn lên người mình, trên mặt càng nở nụ cười tự tin, anh không tin Kim Quốc Trung là người không có mắt. Những người ở đây đều thấy rõ tập đoàn Ninh Vân mới là đối tác có tiềm lực nhất, không lý nào ông ta lại ngu ngốc đi chọn người khác. Kim Quốc Trung nhìn chằm chằm công tôn ninh, rồi cười nói cậu đừng vội tự đề cử trước, mấy ngày nay, tôi đã nảy ra một ý tưởng mới, để lựa chọn đối tác tốt hơn, có thể sẽ hơi khác quy định lúc trước, đợi tôi nói xong rồi, cậu hắn tự đề cử cũng không muộn. Công Tô Ninh vốn cho rằng Kim Quốc Trung sẽ thuận thế tuyên bố thẳng rằng, tập đoàn Ninh Vân sẽ là đối tác, nên khuôn mặt nhất thời cứng đờ, bầu không khí cũng trở nên hơi lúng túng. Giống như đêm trao giải thưởng, mọi người đều cho rằng mình sẽ đoạt giải, mình cũng thuận theo sự mong đợi của mọi người mà phát biểu chút cảm nghĩ. Kết quả MC lại nói, ứng cử viên cuối cùng về giải thưởng này vẫn chưa được xác định, cần phải cân nhắc thêm. Lúc này, Công Tôn Ninh cảm thấy, mặc dù Kim Quốc Trung nói rất hợp tình hợp lý, không có vấn đề gì, nhưng anh luôn có cảm giác mình bị bẽ mặt. Kim Quốc Trung không quan tâm đến phản ứng của Công Tôn Ninh, mà nói tiếp với mọi người, trước đây tôi cho rằng kế hoạch cải tạo lần này cần phải có nguồn vốn đầu tư mạnh mẽ nên mới tuyên bố ra bên ngoài tiêu chí tuyển chọn đối tác lần này, đó là ai có thể đầu tư nhiều tiền thì người đó sẽ được hợp tác. Quả thật phương hướng này cũng không tệ, dù gì kế hoạch cải tạo cũng cần phải có một khoản đầu tư khổng lồ, nhưng tôi lại mắc một sai lầm thông thường, đó là ban đầu tôi đã ngầm thừa nhận chỉ có thể có một đối tác. Rõ ràng suy nghĩ này là sai lầm, nếu mọi người muốn hợp tác cùng thắng lợi, vậy tại sao chúng tôi không tìm thêm mấy đối tác nữa, để mọi người cùng nhau cố gắng? Vậy chẳng phải càng dễ hoàn thành nhiệm vụ lần này sao? Nghe Kim Quốc Trung nói vậy, mọi người bắt đầu bàn tán ngay, không ngờ ông lại muốn tìm thêm mấy đối tác để hợp tác, vậy chẳng phải những người có mặt tại đây đều có cơ hội tham gia kế hoạch cải tạo khu phố cổ à? Tất nhiên, tôi cũng không thể tiến hành hợp tác với tất cả những người có mặt tại đây, tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi, lần này tôi cần 3 đối tác để hợp tác, tôi sẽ dựa vào khoản tiền đầu tư của bọn họ để phân chia quyền hạn trong kế hoạch cải tạo lần này hơn nữa càng đầu tư nhiều vào giai đoạn đầu thì càng có thể thu lại nhiều vào giai đoạn sau." Kim Quốc Trung nói tiếp. Mọi người liền hiểu rõ hàm ý của Kim Quốc Trung, ông muốn để những người có mặt tại đây cạnh tranh, như đang đấu giá, chỉ cần đầu tư nhiều tiền thì sẽ có cơ hội tham gia vào việc hợp tác, hơn nữa tiền càng nhiều thì càng có quyền hạn trong kế hoạch cải tạo lần này. Với việc hình thành cạnh tranh này, Kim Quốc Trung có thể nhận được số tiền đầu tư tối đa từ các đối tác. Đồng thời cũng có thể tránh khỏi sự xuất hiện hiện tượng một nhà độc chiếm, để ba đối tác cùng khống chế cân bằng lẫn nhau, như vậy sẽ có lợi cho việc Kim Quốc Trung kiểm soát bọn họ. Nhìn bề ngoài, quả thật Kim Quốc Trung làm như vậy là xuất phát từ sự cân nhắc, nhưng sở dĩ ông làm như vậy không phải là muốn nhận được nhiều tiền đầu tư, cũng không phải vì để ba đối tác hình thành sự khống chế cân bằng lẫn nhau. Mà ông làm vậy là vì muốn tập đoàn Ninh Vân bỏ tiền ra, trở thành một tập đoàn tiêu tiền như nước thôi. Rất nhanh công tôn ninh cũng nghĩ ra mục đích của Kim Quốc Trung khi làm như vậy, mặc dù từ một đối tác thành ba đối tác đã nằm ngoài dự đoán của anh, nhưng theo hàm ý của Kim Quốc Trung lúc nãy, chỉ cần anh đầu tư nhiều tiền thì vẫn có thể giữ được vai trò quyết định trong ba đối tác. Dù thế nào thì kết quả cuối cùng vẫn như vậy, có lẽ lần trước vì đối phó với sự thăm dò của mình, nhà họ Lâm đã đầu tư hết vốn vào thị trường chứng khoán để thao túng rồi, chỉ sợ giờ họ không thể bỏ ra được đồng nào nữa. Công tôn ninh thầm lầm bẩm như vậy chỉ có thương hội Thiên Nguyên kia là có chút uy hiếp với mình thôi, nhưng lần trước ông ta định xuống tay với tập đoàn Ninh Vân, đã bị mình dễ dàng đánh trả lại, sau đó không dám hành động gì nữa, xem ra bọn họ cũng không có tiền vốn để cạnh tranh với mình. Lâm Thanh Diện, bất luận là thế nào, nhà họ Lâm của các anh cũng khó mà thoát khỏi cái chết." Công Tôn Ninh cười khẩy. "Các vị, tôi không làm lỡ thời gian của mọi người nữa, nếu ai muốn tham gia kế hoạch cải tạo khu phố cổ lần này, thì giờ có thể đưa ra số tiền đầu tư của mình. Tôi sẽ chọn ra ba người có số tiền cao nhất làm đối tác. Kế hoạch cải tạo lần này là một hạng mục rất lớn. Tất nhiên lợi ích trong đó thì không cần phải nói. Giờ mọi người tiến hành đầu tư thì sau này sẽ thu lại vô số lợi nhuận. Mong mọi người có thể cân nhắc thật kỹ. Kim Quốc Trung lại mở miệng nói. Sứt lời, có một người bước lên nói ngay. Công ty Địa Ốc Thiên Đạt tôi nguyện chi ra 6.000 tỷ. Tập đoàn Tôn thì tôi nguyện chi ra 9.000 tỷ nhà họ trình tôi nguyện chi ra 9.600 tỷ. Tiền đầu tư mà Kim Quốc Trung nói là vốn lưu động có thể lấy ra sử dụng bất cứ lúc nào, một công ty thị trường có thể có giá mấy chục ngàn tỷ, nhưng đó là toàn bộ tài sản của họ, còn vốn lưu động bọn họ có thể điều động, rất có thể nó chỉ là một phần mười, thậm chí không tới một phần mười tổng giá trị công ty. Nên gia tộc hoặc xí nghiệp có thể chi ra vốn lưu động mấy ngàn tỷ đã xem như khá lợi hại rồi. Một nhóm người nhao nhao ra giá, ai cũng muốn chia bát canh kế hoạch cải tạo này. Nhưng vì yêu cầu về vốn lưu động và giới hạn chịu đựng của từng người, mấy người ra giá cao nhất cũng chỉ có thể lên tới 15.000 tỷ, đây đã là mức giá rất hy vọng rồi. Trong lúc mọi người ồ ạt ra giá, Trung Thiên Nguyên liếc nhìn Lâm Thanh Diệt, rồi nở nụ cười với anh, thấy anh gật đầu, ông tiến lên một bước hô, thương hội Thiên Nguyên tôi nguyện chi ra 30.000 tỷ. Mọi người đều bị câu nói này của Trung Thiên Nguyên thu hút, trong toàn kinh đô này, có rất ít người có thể một lần chi ra 30.000 tỷ. Công Tôn Ninh nghe Trung Thiên Nguyên nói vậy thì nhíu mày ngay, anh không ngờ thương hội Thiên Nguyên lại chi ra nhiều tiền như vậy, chuyện này thật sự nằm ngoài dự đoán của anh. Nhưng 30.000 tỷ vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận của anh, trong số những người có mặt tại đây, có lẽ không ai có thể bỏ ra khoản tiền nhiều hơn 30.000 tỷ. Trung Thiên Nguyên vừa ra giá xong, cả đại sảnh bỗng yên tĩnh trong mấy giây, không ai dám ra giá nữa. Công tôn Ninh cảm thấy đã đến lúc rồi nên nở nụ cười, cao giọng nói với mọi người, tập đoàn Ninh Vân tôi nguyện chi ra 60.000 tỷ. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, nhìn công tôn Ninh với ánh mắt bái phục. Thật lợi hại, vừa mở miệng đã ra giá 60.000 tỷ, xem ra tập đoàn Ninh Vân còn mạnh hơn chúng ta nghĩ. Chật chật, có lẽ trong ba đối tác lần này, tập đoàn Ninh Vân sẽ trở thành đối tác có quyền hạn lớn nhất, sau này chúng ta phải nghĩ cách thiết lập quan hệ tốt với họ, tuyệt đối không được tụt lại phía sau. Trên mặt Lâm Tài Thu và Lâm Thanh Ngân đều tràn đầy đắc ý, như thể 60.000 tỷ này là do họ chi ra vậy. Lâm Tài Thu đảo mắt, rồi dẫn Lâm Thanh Ngân tới chỗ Lâm Thanh Diệt. Chật chật, 60.000 tỷ đó, chắc chắn đối tác lớn nhất lần này sẽ thuộc về tập đoàn Ninh Vân chúng tôi. Tôi nghĩ có mấy người, chỉ sợ giờ chi ra 300 tỷ cũng khó nữa đúng không? Lâm Tài Thu châm chọc nói lâm thanh ngân cũng nhìn chầm chằm lâm thanh diện rồi nói nếu lúc đó anh chọn cách giao vị trí gia chủ nhà họ lâm ra thì nhà họ lâm sẽ không lưu lạc đến mức này giờ anh hài lòng rồi chứ trong ba đối tác lần này ngay cả một đối tác anh cũng không lấy được lâm thanh diện liếc nhìn hai người bọn họ rồi cười nói sao hai người lại chắc chắn tôi không thể lấy được cơ hội hợp tác này tôi chỉ chưa đưa ra giá chứ không có ý định không ra giá lâm tài thu cười nhạo nói anh đừng đứng đây giả vờ nữa chỉ sợ lần trước nhà họ Lâm đã chi ra hết vốn lưu động rồi, giờ anh muốn làm đối tác thì ít nhất phải ra giá 15.000 tỷ, anh có nhiều tiền như thế không? Lâm Thanh Diện không đáp lại bọn họ, mà liếc nhìn công tôn ninh, anh ta đang nhìn về phía này với ánh mắt đầy mỉa mai. Anh đừng đấu nữa, anh không thể trở thành đối tác được đâu, nhà họ Lâm chỉ có thể bị diệt vong dưới sự lãnh đạo của anh thôi. Lâm Thanh Ngân nghiêm túc nói, tôi e là phải khiến hai người thất vọng rồi. Lâm Thanh Diện cười nói với Lâm Thanh Ngân. Sau đó anh nhìn về phía Kim Quốc Trung, tiến lên một bước rồi nói to. Nhà họ Lâm Nguyện chi ra 90.000 tỷ. chương 499, cạm bẫy nhắm vào công tôn ninh. Cái gì, 90.000 tỷ, tôi không nghe nhầm chứ. Mọi người đều giật mình trước câu nói này của Lâm Thanh Diện, ai cũng nhìn anh với vẻ mặt không dám tin. Lâm Thanh Ngân và Lâm Tài Thu đang đứng bên cạnh Lâm Thanh Diện cũng trợn tròn mắt, hoàn toàn không ngờ rằng anh sẽ ra giá cao như vậy. Anh bị điên à, sao anh có thể chi ra nhiều tiền như vậy? Tôi thấy anh là cố ý tới đây quấy rối, hạng người như anh nên bị đuổi thẳng ra ngoài mới đúng. Lâm Tài Thu nhìn Lâm Thanh Diện nói. Lâm Thanh Ngân cũng nhìn Lâm Thanh Diện không còn gì để nói, anh làm vậy để làm gì? Anh tưởng 90 ngàn tỷ có thể tùy ý lấy ra được à? Anh làm vậy chỉ làm nhà họ Lâm bị mọi người xem thường, càng đẩy nhanh tốc độ bị diệt phong thôi. Công Tôn Ninh cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, ánh mắt chứa đầy sự tức giận, không ngờ nhà họ Lâm vốn không có năng lực cạnh tranh này lại ra giá 90.000 tỷ. Vì lúc trước Công Tôn Ninh đã chi ra không ít tiền để thăm dò nhà họ Lâm và uy hiếp thương hội thiên nguyên, nên giờ 60.000 tỷ đã là giới hạn của anh rồi. Nếu Lâm Thanh Diện thật sự chi ra 90.000 tỷ, cho dù tập đoàn Ninh Vân trở thành một trong ba đối tác, anh cũng không thể tiếp tục xuống tay với nhà họ Lâm, như vậy mọi chuyện anh làm đều trở thành công cốc. Hơn nữa nếu nhà họ Lâm trở thành đối tác lớn nhất, có thể sẽ thu về vô số lợi nhuận, đến lúc đó tập đoàn Ninh Vân có thể đối đầu với nhà họ Lâm được hay không, thì chưa thể nói trước được. Lúc trước mình đã điều tra kỹ lưỡng rồi, giờ nhà họ Lâm không thể bỏ ra số vốn lưu động tới 90.000 tỷ được, trừ khi anh ta bán hết sản nghiệp nhà họ Lâm, một khi anh ta bán sản nghiệp nhà họ Lâm để lấy tiền mặt thì không còn đủ năng lực để hỗ trợ kế hoạch cải tạo này, cho dù trở thành đối tác lớn nhất cũng tự dước lấy nhục thôi anh ta có thể bình yên vô sự hóa giải chuyện anh thăm dò nhà họ Lâm lần trước, đã nằm ngoài dự đoán của anh, có lẽ đó cũng là át chủ bài cuối cùng của anh ta, nên giờ anh ta không thể nào chi ra 90.000 tỷ, có lẽ anh ta làm vậy là để quấy rối thôi. Công Tôn Ninh phân tích kỹ càng tình huống hiện tại của Lâm Thanh Diệt, cho rằng anh ta không thể chi ra 90.000 tỷ, chỉ sợ anh ta ra giá như vậy là vì đã dồn đến bước đường cùng, dù gì làm thế cũng không thể trở thành đối tác thật sự, chỉ càng làm anh chán ghét anh ta hơn. Nghĩ vậy, công tôn ninh nhìn Lâm Thanh Diện cười khẩy, cảm thấy mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Đợi lát nữa xác định ba đối tác, chắc chắn sẽ có phân đoạn kiểm định tiền vốn. Đến lúc đó nhất định Lâm Thanh Diện sẽ hiện nguyên hình, nên công tôn ninh không hề lo lắng. Tất nhiên anh nghĩ như vậy một phần là vì 60.000 tỷ đã là giới hạn của anh rồi. Cho dù Lâm Thanh Diện thật sự chi ra 90.000 tỷ, anh cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, chứ không thể thay đổi được gì. Những người có mặt tại đây cũng không cho rằng Lâm Thanh Diện có thể chi ra 90 ngàn tỷ, vì lúc nãy anh ngồi taxi tới, còn đứng đây ăn rất nhiều đồ như thể ở nhà bỏ đói vậy, nên khả năng anh tới đây quấy rối là rất lớn. Nhà họ Lâm thật sự không còn mặt mũi nữa rồi, mới bắt đầu đã ra giá như vậy, anh ta tưởng làm vậy thì có thể cứu vãn tình trạng hiện tại của nhà họ Lâm à. Thật nực cười. Vốn lưu động 90 ngàn tỷ là số tiền không hề nhỏ trừ khi anh ta bán hết gia sản nhà họ Lâm mới có thể lấy ra được, cho dù thật sự bán hết gia sản để lấy tiền mặt cũng không thể nào lấy được tiền trong một hai ngày, chắc chắn anh ta đang nói khoác đấy. Vậy thì danh tiếng nhà họ Lâm đã hoàn toàn xấu đi ở kinh đô, lát nữa người phụ trách kia sẽ kiểm định tiền vốn nhà họ Lâm, chỉ sợ ông ta sẽ nổi giận, cộng thêm nhà anh ta đang bị tập đoàn Ninh Vân nhắm vào, lần này nhà họ Lâm tiêu đời rồi. Lâm Tài Thu và Lâm Thanh Ngân đã quay lại chỗ công tôn Ninh Lúc này Lạc Tâm cũng nhíu chặt mày, quay đầu nhìn công tôn ninh hỏi, giờ chúng ta phải làm sao đây? Tuyệt đối không được để nhà họ Lâm giành được đối tác lớn nhất. Công tôn ninh nhếch miệng cười mỉa mai, cô yên tâm đi, anh ta chỉ đang phô trương thanh thế thôi. Cô thật sự cho rằng vốn lưu động 90 ngàn tỷ dễ dàng lấy ra như vậy à? Tài liệu tôi điều tra nhà họ Lâm lúc trước không thể sai được, chắc chắn anh ta không thể chi ra nhiều tiền như vậy. Lạc Tâm gật đầu nói, nếu thật sự là vậy, có lẽ hôm nay sẽ là ngày nhà họ Lâm thân bại danh liệt. Lâm Tài Thu và Lâm Thanh Ngân đều gật đầu tán thành, trong đầu đã tưởng tượng ra dáng vẻ trật vật của Lâm Thanh Diện rồi. Nếu dựa theo kết quả mà công tôn ninh điều tra nhà họ Lâm, quả thật hiện nay nhà họ Lâm không thể chi ra 90.000 tỷ, nhưng họ không hề biết rằng, Lâm Thanh Diện mới quay về từ quan lĩnh, giờ sau lưng anh có toàn bộ tiền vốn của quan lĩnh hỗ trợ, mà 90.000 tỷ đối với quan lĩnh chỉ là muối bỏ bể mà thôi. Lâm Thanh Diện ra giá xong, cả đại sảnh không còn ai dám ra giá tiếp nữa, mọi người đều hiểu rõ, mức giá thấp hơn 15.000 tỷ đã hết hy vọng rồi. Nếu không còn ai ra giá nữa, vậy tôi sẽ chọn ra ba người hô cao nhất trong cuộc ra giá lúc nãy, sau khi kiểm định tính xác thực của vốn đầu tư này, tôi sẽ xác nhận ba đối tác hợp tác với chúng tôi. Kim Quốc Trung thấy không ai ra giá nữa thì mở miệng nói. Sau đó người chuyên phụ trách ghi chép đưa một danh sách tới trước mặt Kim Quốc Trung, để ông xem trong lòng mọi người đã biết rõ, rốt cuộc ba đối tác hôm nay sẽ rơi vào ai. Nhà họ Lâm 90.000 tỷ, tập đoàn Ninh Vân 60.000 tỷ và thương hội Thiên Nguyên 30.000 tỷ, ngoài ba người này ra, trong đại sảnh chỉ có một doanh nghiệp phát triển rất tốt ở kinh đô ra giá 15.000 tỷ, mấy người còn lại cơ bản đã hết hy vọng rồi. Tất nhiên, 90.000 tỷ của Lâm Thanh Diện có phải là thật hay không thì mọi người vẫn đang nghi ngờ, đợi lát nữa Kim Quốc Trung tiến hành kiểm định, sẽ đưa ra kết quả hôm nay thôi. Kim Quốc Trung xem xong tờ danh sách thì giận người kia mấy câu, chẳng mấy chốc, người kia đã dẫn ba người mặc vest mang giày ra như nhân viên kế toán tới, ba người lần lượt đi về phía Trung Thiên Nguyên, Công Tôn Ninh và Lâm Thanh Diện. Công Tôn Ninh quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện mỉa mai, giờ anh hơi mong đợi được nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Thanh Diện khi Kim Quốc Trung tuyên bố kết quả. Ba nhân viên kế toán đó lần lượt dẫn ba người Lâm Thanh Diện đi vào ba phòng khác nhau trong tầng 1, rồi tiến hành kiểm định tiền vốn. Mọi người đều mong đợi kết quả, quan trọng nhất là bọn họ muốn nhìn xem rốt cuộc Lâm Thanh Diện có thể lấy ra 90 000 tỷ hay không, phần lớn mọi người đều đang đợi trò cười của Lâm Thanh Diện. Chắc chắn Lâm Thanh Diện đang phô trương thanh thế, lát nữa đợi bọn họ ra ngoài sẽ có kịch hay để xem thôi, lúc trước bị tên khốn đó đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, tôi vẫn luôn mong đợi ngày hôm nay, xem ra Lâm Thanh Diện đúng là tên vô tích sự, mới tiếp quản nhà họ Lâm chưa được bao lâu, đã làm nhà họ Lâm rớt xuống mức độ này. Lâm Tài Thu đứng bên cạnh Lâm Thanh Ngân nói. Giờ tôi cũng nhìn rõ lúc trước mình đã nhìn nhầm anh ta, chỉ là một tên mạnh miệng nói khoác, thật sự không có gì đáng để mong đợi, so với cậu Ninh, anh ta vẫn còn kém xa. Lâm Thanh Ngân cũng mỉa mai nói. Khoảng 10 phút sau, ba nhân viên kế toán đó bước ra khỏi phòng, xảy bước đi về phía Kim Quốc Trung. Mọi người thấy thế thì lên tinh thần ngay. Ba người Lâm Thanh Diện, Công Tôn Ninh và Trung Thiên Nguyên cũng đi ra khỏi phòng, Công Tôn Ninh quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện cười nói, đôi khi khoe khoang cũng nên có mức độ, có lẽ người ta đã kiểm định anh không có nhiều tiền như vậy rồi đúng không, giờ anh làm như vậy chỉ càng làm mọi người khinh thường tên gọi nhà họ Lâm này thôi. Lâm Thanh Diện nhún vai với Công Tôn Ninh rồi nói, tôi không hiểu anh đang nói gì. Công Tôn Ninh hừ lạnh, người ta sắp tuyên bố kết quả rồi, để xem lát nữa anh còn có thể giả vờ tiếp được không. Nói xong, anh ta đi về phía Lạc Tâm lâm thanh diện liếc nhìn trung thiên nguyên trên mặt hai người đều nở nụ cười vui vẻ rồi đi về phía trung tâm đại sảnh lúc nãy ở trong phòng hai nhân viên kia không hề kiểm tra tiền vốn của lâm thanh diện và trung thiên nguyên bọn họ đã sắp xếp ổn thỏa chuyện này rồi nên trung thiên nguyên và lâm thanh diện không cần lấy tiền ra người thật sự cần phải kiểm định tiền vốn chỉ có mình công tôn ninh thôi đây cũng là kế sách do kim quốc trung nghĩ ra vừa để nhà họ lâm được lợi vừa có thể khiến tập đoàn Ninh Vân nôn hết tiền ra. Ba đối tác sẽ dựa vào số tiền đầu tư nhiều hay ít mà quyết định quyền hạn và lợi ích, nếu gặp phải chuyện bất đồng, sẽ sử dụng cách bỏ phiếu để quyết định, ba nhà mỗi nhà một phiếu, chỉ cần vượt qua hai phiếu là có thể quyết định mọi chuyện. Về cơ bản, phiếu của Trung Thiên Nguyên cũng tương đương như của Lâm Thanh Diệt, nên lần hợp tác này, anh đã kiểm soát toàn bộ. Cứ như vậy, công tôn ninh sẽ phải chi tiền, mà không thể đưa ra quyết định gì, cơ bản không khác gì bị vét sạch tiền. Còn lợi ích sau này, Lâm Thanh Diện không hề bận tâm đến, anh tin rằng, chỉ sợ công tôn ninh chưa đợi đến khi kiếm đủ lợi ích từ hạng mục này, đã biến mất khỏi thành phố này rồi. Lâm Thanh Diện sẽ không cho anh quá nhiều thời gian. Công tôn ninh không hề ngờ rằng, buổi tiệc hôm nay hoàn toàn là một cái bẫy nhắm vào mình, ngay cả người phụ trách kế hoạch cải tạo khu phố cổ cũng là người của Lâm Thanh Diện, cho dù công tôn ninh lợi hại đến đâu, cũng không có cách nào chống lại Lâm Thanh Diện. Kim Quốc Trung làm bộ nghe ba nhân viên kế toán kia báo cáo lại, rồi gật đầu, khẽ nhíu mày, vì ông muốn tạo ra chút tranh lệch tâm lý cho công tôn ninh, nên cố ý giả vờ, nếu đã diễn kịch, tất nhiên phải diễn cho thật tốt. Các vị, đã có kết quả kiểm định tiền vốn của ba nhà rồi. Mọi người đều chú ý tới hành động nhíu mày của Kim Quốc Trung, gần như có thể xác định, Lâm Thanh Diện đang nói khoác, anh hoàn toàn không có 90.000 tỷ. Nhìn vẻ mặt lúc nãy của người phụ trách, có lẽ ông ta biết Lâm Thanh Diện đang lừa ông ta, dám nói khoác trước mặt người phụ trách này, anh ta thật sự muốn chết mà, chuyện hôm nay cơ bản đã có kết luận rồi." Công Tôn Ninh tràn đầy đắc ý nói. Đúng lúc này, Kim Quốc Trung không còn nhíu mày nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt tươi cười. Tiền vốn của ba nhà đã được kiểm định chắc chắn rồi, nhà họ Lâm bỏ ra nhiều nhất, nên đối tác lớn nhất lần này chính là nhà họ Lâm, tập đoàn Ninh Vân và thương hội Thiên Nguyên sẽ hỗ trợ cho nhà họ Lâm cùng nhau hoàn thành kế hoạch cải tạo này. Mọi người nhất thời sửng sốt, ai cũng nhìn về phía Lâm Thanh Diện với vẻ mặt không dám tin. chương 500, không cẩn thận dùng quá sức. Chuyện này không thể nào, nghe thấy những lời này, vẻ mặt vốn đang đắc ý của công tôn ninh nhất thời thay đổi, gần như không nhịn được thốt lên. Ba người lạc tâm, Lâm Tài Thu và Lâm Thanh Ngân đứng bên cạnh anh ta cũng trợn tròn mắt, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin. Lâm Thanh Diện không thể lấy ra 90.000 tỷ được, chắc chắn các ông kiểm nhầm rồi. Lâm Tài Thu quay đầu nhìn Kim Quốc Trung, ánh mắt chứa đầy sự chất vấn. Ồ, ý cậu là, cậu cảm thấy nhân viên kế toán mà tôi mời tới không đáng tin à? Mặt Kim Quốc Trung trầm xuống, rồi nói với Lâm Tài Thu. Làm người phụ trách kế hoạch cải tạo khu phố cổ, đương nhiên trên người Kim Quốc Trung vẫn còn khí thế, ông chỉ tỏ ra hiền hòa trước mặt Lâm Thanh Diện thôi, câu nói này của ông đã dọa Lâm Tài Thu toát mồ hôi lạnh. Không, không, tôi không có ý đó." Lâm Tài Thu vội lúng túng đổi giọng. Không ít người có mặt tại đây đều có suy nghĩ như Lâm Tài Thu, nhưng sau khi thấy thái độ của Kim Quốc Trung thì không ai dám mở miệng nói gì nữa. Ba đối tác trong kế hoạch cải tạo khu phố cổ lần này đã được xác định, còn ai muốn phát biểu ý kiến gì không?" Kim Quốc Trung nhìn thoáng qua đại sảnh rồi hỏi. Hai tay Công Tôn Ninh siết thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Thanh Diện, còn Lâm Thanh Diện thì nở nụ cười trêu tức đáp lại anh ta làm lửa giận trong lòng anh ta bỗng bùng lên. Tập đoàn Ninh Vân tôi không muốn hỗ trợ nhà họ Lâm. Công tôn Ninh bỗng hét lên. Kim Quốc Trung nhìn anh ta nói, được, chỉ cần cậu chi ra hơn 90.000 tỷ, tập đoàn Ninh Vân sẽ trở thành đối tác lớn nhất. Giờ công tôn Ninh có thể lấy ra 60.000 tỷ đã là cực hạn rồi, hoàn toàn không thể lấy nhiều hơn 90.000 tỷ, trừ khi anh ta quay về xin gia tộc lần nữa. Nhưng như vậy chắc chắn sẽ làm người trong gia tộc nghi ngờ năng lực của anh, dù sao cũng chỉ đối phó với nhà họ Lâm nhỏ nhoi, mà công tôn Ninh phải điều động nhiều vốn như thế, như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến địa vị sau này của anh trong gia tộc. Nếu không thể chi ra hơn 90.000 tỷ, chuyện nhà họ Lâm sẽ trở thành đối tác lớn nhất sẽ chắc như đinh đóng cột, tập đoàn Ninh Vân chỉ có thể làm nền nhà họ Lâm, như vậy anh tham gia chuyện này cũng đâu có ý nghĩa gì. Sau khi xoắn suýt một hồi lâu, công tôn Ninh chỉ có thể thầm mắng trong lòng, rồi nói với Kim Quốc Trung, Vậy tập đoàn Ninh Vân sẽ rút khỏi lần hợp tác này, nhường cơ hội này cho người khác." Kim Quốc Trung bỗng hít mắt, lạnh lùng nói, "Rút khỏi? Nếu cậu không muốn trở thành đối tác, vậy tại sao cậu lại ra giá? Cậu xem những chuyện xảy ra hôm nay là trò đùa à?" Tập đoàn Ninh Vân muốn rút lui cũng được, nhưng tôi không thể bảo đảm, sau này tập đoàn của cậu vẫn còn chỗ đứng ở kinh đô." Những người có mặt tại đây đều bị chấn động trước câu nói này của Kim Quốc Trung là người phụ trách kế hoạch cải tạo khu phố cổ, nên lời nói của ông rất có trọng lượng. Còn người Công Tôn Ninh thu nhỏ lại, không ngờ Kim Quốc Trung lại dùng cách này để uy hiếp anh, nhưng ngẫm lại anh cũng có thể hiểu được, bọn họ vốn đang đợi Lâm Thanh diện chọc giận Kim Quốc Trung, khiến nhà họ Lâm thân bại danh liệt, nhưng giờ Công Tôn Ninh không chơi nổi muốn rút lui, tất nhiên Kim Quốc Trung vẫn có thể làm cho tập đoàn Ninh Vân thân bại danh liệt. Anh hiểu rất rõ giờ mình ở thế tiến thoái lưỡng nan, nếu tiếp tục trở thành đối tác thì việc tiêu diệt nhà họ Lâm sẽ không còn hy vọng nữa, nhưng nếu cố chấp rút lui, sẽ đối đầu với Kim Quốc Trung, có lẽ công tôn Ninh Anh sẽ không sao, nhưng tập đoàn Ninh Vân sẽ không có kết cục tốt đẹp, đến lúc đó toàn bộ tiền anh đầu tư vào tập đoàn Ninh Vân sẽ mất sạch. Nếu so sánh, anh vẫn nên tiếp tục trở thành đối tác, mặc dù không thể tiếp tục nhắm vào nhà họ Lâm, nhưng chỉ ít đến lúc đó vẫn có thể có được khoản thu nhập không nhỏ. Sau khi cân nhắc, công tôn Ninh đành phải nở nụ cười hối lỗi với Kim Quốc Trung rồi nói, xin lỗi ông, lúc nãy là do tôi kích động, tập đoàn Ninh Vân vẫn tiếp tục trở thành đối tác trong kế hoạch cải tạo khu phố cổ, tập đoàn chúng tôi sẽ cố gắng góp chút sức mọn cho kế hoạch lần này. Kim Quốc Trung nghe anh nói vậy mới hài lòng gật đầu, rồi mỉm cười với mọi người, lớn tiếng nói, nếu đã như vậy, đối tác lần này đã được xác định rồi, tiếp theo đây sẽ có mấy tiết mục biểu diễn, đầu bếp của chúng tôi cũng bưng lên mấy món ăn ngon rồi, hy vọng mọi người có thể ăn uống vui vẻ. Buổi tiệc chính thức bắt đầu nhưng không có mấy người chú tâm xem biểu diễn, đa số mọi người đều đang bàn tán về chuyện lúc nãy, kết quả tối nay thật sự nằm ngoài dự đoán của họ, bọn họ đều cho rằng nhà họ Lâm không thể trở thành đối tác lần này được, nhưng Lâm Thanh Diện lại hô thẳng 90.000 tỷ, khiến ai cũng kinh ngạc. Quan trọng nhất là, nhân viên kế toán mà Kim Quốc Trung mời tới cũng xác nhận tính xác thực tiền vốn của Lâm Thanh Diện, điều này đã làm những người nghi ngờ anh đang nói khoác đều ngậm miệng lại. Lâm Thanh Diện và Trung Thiên Nguyên đi tới chỗ công tôn ninh, trên tay hai người còn cầm một ly rượu, nụ cười trên mặt khá giống nhau. Lúc này, sắc mặt công tôn ninh tái nhợt, thấy Lâm Thanh Diện và Trung Thiên Nguyên đi tới thì sắc mặt càng khó coi. Sau này chúng ta là người cùng chiến tuyến rồi, hy vọng anh công tôn có thể trợ giúp nhà họ Lâm của tôi, cố gắng hoàn thành kế hoạch cải tạo khu phố cổ này. Lâm Thanh Diện cười nói với công tôn ninh. Công tôn ninh chừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện rồi lạnh lùng nói, mặc dù tôi không biết suốt cuộc anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, nhưng anh đừng tưởng chuyện này sẽ kết thúc như thế cuối cùng nhà họ lâm của anh cũng bị hủy diệt trong tay công tôn ninh tôi thôi lâm thanh diện híp mắt khí thế trên người bỗng thay đổi rồi nói với công tôn ninh tôi vẫn chưa báo thù cho vợ mình tất nhiên sẽ không kết thúc chuyện này dễ dàng như vậy không ai trong số các anh người đứng sau giật dây chuyện này có thể chạy thoát được nói xong anh liếc mắt về phía lạc tâm cả người lạc tâm bỗng run lên cô vốn cho rằng trong buổi tiệc hôm nay Tập đoàn Ninh Vân sẽ trở thành đối tác lớn nhất, nhà họ Lâm cũng vì thế mà thân bại danh liệt, như vậy cô có thể mượn sức mạnh của công tôn Ninh để khiến Lâm Thanh Diện chết không có chỗ chôn. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay đã nằm ngoài dự đoán của cô, nhà họ Lâm không chỉ không thân bại danh liệt, mà ngược lại còn thay thế tập đoàn Ninh Vân, trở thành đối tác lớn nhất, còn tập đoàn Ninh Vân thì rớt xuống trở thành người làm nền. Cứ như vậy, tập đoàn Ninh Vân sẽ không có cách nào diệt trừ nhà họ Lâm. Mà ngược lại nhà họ Lâm có thể nhân cơ hội này mà chèn ép tập đoàn Ninh Vân. Lạc Tâm không hiểu tại sao chuyện này lại trở nên như vậy, lúc nãy ánh mắt Lâm Thanh Diện nhìn cô đã làm cô cảm nhận được hơi thở của sự chết chóc. Lạc Tâm vốn là người ham sống sợ chết, sau khi cảm nhận được hơi thở chết chóc trong ánh mắt của Lâm Thanh Diện, cô liền muốn rời khỏi thành phố này theo bản năng, cô có dự cảm, nếu mình tiếp tục ở lại đây, cô thật sự sẽ chết trong tay Lâm Thanh Diện lúc này trên mặt lâm thanh ngân cũng tràn đầy hối hận và xoắn suýt cô không ngờ nhà họ lâm không chỉ không bị hủy diệt trong tay lâm thanh diện mà ngược lại còn trở thành đối tác lớn nhất trong kế hoạch cải tạo khu phố cổ sở hữu tiềm lực vô hạn trong tương lai cô vốn là người thích mượn gió bẻ măng trong lòng lại nảy ra suy nghĩ muốn lấy lòng lâm thanh diện lần nữa nhưng trong lòng cô cũng hiểu rõ dù cô giải thích thế nào đi chăng nữa lâm thanh diện cũng không bao giờ cho cô quay về nhà họ lâm phản bội một lần là đủ rồi Lâm Tài Thu không nghĩ ra rốt cuộc Lâm Thanh Diện lấy đâu ra 90.000 tỷ, chuyện hôm nay hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của anh, trong lòng anh luôn cho rằng, Lâm Thanh Diện chỉ dẫn dắt nhà họ Lâm đi xuống diệt phong, chỉ có anh mới là niềm hy vọng thật sự của nhà họ Lâm. Tiếc rằng Lâm Thanh Diện lại và mạnh vào mặt anh, cho dù anh đi nhờ và tập đoàn Ninh Vân, cũng không có tư cách đối đầu với Lâm Thanh Diện. Sự tức giận của con người thường tới từ sự bất lực của bản thân, giờ trong lòng Lâm Tài Thu đang bùng lên lửa giận vô cớ, anh nóng lóng muốn Lâm Thanh Diện thất bại, rồi từ đó chứng minh sự lợi hại của bản thân, nhưng giờ Lâm Thanh Diện liên tục vượt quá sức tưởng tượng của anh, trong lòng anh đã không còn cách nào chịu đựng sự tồn tại của anh ta nữa. Anh đỏ mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, rồi nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Thanh Diện, rốt cuộc anh lấy đâu ra 90 ngàn tỷ. Chắc chắn anh không thể nào có nhiều tiền như vậy, tôi nghi ngờ anh đang lừa tất cả chúng tôi, tôi phải bắt anh lại, để biết rõ mọi bí mật trên người anh, anh đâu có chỗ nào hơn tôi, anh có thể phát triển tới ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào may mắn, tôi phải chứng minh cho mọi người thấy điều này. Nói xong, Lâm Tài thu vươn tay định bắt Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện liếc nhìn anh ta, rồi tát mạnh vào mặt Lâm Tài thu, cổ anh ta suýt vặn gãy, cả người xoay 360 độ, rồi ngã nhào xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Lâm Thanh Diện xoay cổ tay của mình, rồi cười nói với công tôn ninh, thật ngại quá, tôi thấy cậu ta bị động kinh, nên muốn giúp cậu ta tỉnh lại, nhưng không cẩn thận dùng quá sức, cũng may vẫn kịp thời khống chế bệnh tình của cậu ta, trước giờ tôi giúp người khác xem bệnh đều miễn phí, nên mấy người không cần trả tiền phí cho tôi đâu. Nói xong, Lâm Thanh Diện xoay người rời khỏi nơi này, để lại mấy người công tôn Ninh đứng đó với vẻ mặt thâm trầm, một lúc sau vẫn không nói gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 500.